Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 65. Khôn võ. Cẩn thận, thằng nhóc này có thể gạt chúng ta. Linh Thành Đan đỉnh phái thái thượng trưởng lão nhìn một cái Diệp Thần, nói, thằng nhóc này phỏng đoán muốn một lưới bắt hết chúng ta đệ tử, khẩu vị rất lớn. Vậy cũng muốn thăm hắn có nuốt được hay không? Đừng quên, hắn bị huyết kiếm môn hỗn nguyên cảnh cường giả, đả thương căn cơ. Cuồng đao môn thái thượng trưởng lão ánh mắt lóe lên, chứng chạc nói, ngươi không thấy sao, hắn từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới đại đạo lực. Ngày hôm trước, hắn đánh tới chúng ta Linh Thành, chu diệt Lý Giai Vĩ trận chiến ấy. Từ đầu tới đuôi, cơ hồ đều đang dùng đại đạo lực, tựa như là hắn mất đi chi đạo. Mặc dù hắn sát đạo càn dùng mất đi lực, lại không có dùng mất đi chi đạo, nhưng hỏi dò như vậy một cái lấy đại đạo lực là theo bầy người, lại có thể không cần đại đạo lực. Rõ ràng cho thấy không tới. Hắn như vậy một lần hành động, cuồng đao môn thái thượng trưởng lão lấy linh hồn truyền âm phương pháp cùng những thứ khác 12 người trao đổi, hắn nói, Diệp Thần đang cầu xin chết. Không sai. Diệp Thần đang cầu xin chết. Như chúng ta trước muốn được như nhau, hắn muốn dùng cái chết của mình, tới để cho Linh Vận Tiên Tôn có mượn cớ, bảo vệ Côn Lôn Hư. Có thể chiến, nhưng không thể giết Diệp Thần. Lý gia gia chủ truyền âm nói, người này muốn chết, vừa vặn chúng ta cùng nhau phái ra đệ tử, cũng tiết kiệm đệ tử từng cái đi chịu chết, cùng tiến lên, xác suất muốn lớn một chút. Chỉ là phải chú ý, không thể giết chết Diệp Thần. Lấy Lý gia gia chủ, cuồng đao môn các thái thượng trưởng lão tới xem. Diệp Thần không thể nghi ngờ tự tìm cái chết, động cơ và lý do cũng đầy đủ rất, nhưng bọn họ làm sao vậy sẽ không nghĩ tới, Diệp Thần là cố ý muốn nuốt trọn bọn họ toàn bộ đệ tử. Hỏi do, trong thiên hạ, tại chưa có đeo hỗn nguyên tiên khí dưới tình huống. Ai dám ở đế tôn cảnh tầng 6 trời, đồng thời khiêu khích 5-600 cùng cấp, không, chính giữa có 3-400 người so hắn cao một cái cảnh giới lớn. Ai có thể làm được? Không có người nào. Ngay cả có, cuồng đao môn thái thượng trưởng lão các người vậy sẽ không tin tưởng, cho nên Diệp Thần cử động ở trong mắt bọn họ, không thể nghi ngờ chính là biết mình không sống được, dứt khoát chết cũng chết được có giá trị một ít. Nếu hắn muốn hợp lại, vậy thì để cho các đệ tử đi liều mạng đi. Phái Càn Khôn thái thượng trưởng lão thần sắc lạnh như băng, truyền âm nói, hơn 10.000 năm qua, chúng ta một mình thức liền đi linh võ đại lục, cũng là vô dụng. Bên người cường giả quá thiếu, khó mà thành kết quả, cho tới những đệ tử này, cũng sắp gặp phải chúng ta cảnh giới. Linh Thành mọi người, không phải là không thể đi linh võ đại lục. Chỉ là đi cũng không dùng, đơn độc một hai nhập thần cảnh, chống đỡ chết một lần 10, cho dù lại hơn, 16 tòa không gian truyền tống trận cùng nhau dùng, có thể truyền tống 300 vị nhập thần cảnh cường giả, có thể đến linh võ đại lục vẫn là sẽ phân tán các nơi. Tính được, vẫn là một lần 10, 10 nhập thần cảnh đi, ném tới trong thành, rất có thể vận khí không tốt, đắc tội cái cường giả cùng ngày sẽ để cho người diệt một nửa, trừ phi toàn bộ cùng nhau tiến vào linh võ đại lục, còn coi như là một cổ lực lượng. Cho nên, những thứ này thái thượng trưởng lão, lão tổ, trưởng môn đợi một chút cũng không muốn một mình tiến vào linh võ đại lục. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải là từ tầng dưới chót, chưa bao giờ tu vi bò lên chí cường giả. Bọn họ sanh ra ở Linh Thành, vừa sanh ra liền nắm trong tay cao nhất tài nguyên, đến trưởng thành có thể đã là đế tôn cảnh, không có thực tập cơ hội, căn bản không cách nào cùng Diệp Thần sánh bằng, cho dù Hắc Diệu, Hoàng Chiến Thiên, Hoàng Ngũ Thương kinh nghiệm tác chiến và lịch duyệt cũng so bọn họ phong phú. Bọn họ không có phần kia khí vận và lực lượng, đi cũng là tầng dưới chót, muốn ở linh võ đại lục bò dậy, trở thành thần vương cảnh, hỗn nguyên cảnh, căn bản không cơ hội, cho nên chỉ có thể dựa vào huyết kiếm môn. Vạn năm qua, bọn họ đệ tử rất nhiều đều là nhập thần cảnh 6-7 tầng trời, cho dù yếu được đều có nhập thần cảnh giai đoạn trước, trung kỳ trình độ, dần dần, bọn họ uy tín liền bắt đầu hạ xuống. Những đệ tử này, đến chúng ta cảnh giới này. Cũng là một cái loạn cục, như vậy, không bằng để cho bọn họ đi, thành công, mọi người một khối đi linh võ đại lục. Thất bại, phái Càn Khôn thái thượng trưởng lão mơ hồ cười nhạt, truyền âm nói, vậy thì thật là tốt đều chết hết, cũng không có mấy người dám khiêu khích chúng ta uy nghiêm. Máu huynh nói không sai. Máu huynh nói rất đúng. Lần này Diệp Thần đến, là một cái cơ hội. Vô luận chúng ta lựa chọn thế nào,
Vô luận thắng bại, chúng ta cũng không có tổn thất quá lớn. Rất nhanh, một ít thái thượng trưởng lão và gia chủ rối rít truyền âm tới. Những thứ này thuộc về cao vị lão gia, quả thật là không có đem Diệp Thần chân chính để ở trong mắt, thậm chí suy nghĩ tận lực bên trong dây dưa, tiêu hao mình một chút đệ tử, bảo đảm quyền uy của mình. Như bọn họ là Côn Lôn hư như vậy, do Diệp Thần xuất lĩnh nói, kia sẽ đánh cái gì lôi đài chiến, trực tiếp cùng tiến lên, đến lúc đó Diệp Thần không muốn cho sư tôn ra tay, nếu không đối mặt mấy trăm nhập thần cảnh cường giả mãnh công, vô cùng có thể chết. Rất nhanh, 13 cái lão gia quyết ra câu trả lời. Gia chủ Trần gia cười nói, Diệp Thần, ta đại biểu 13 thế lực lớn, đồng ý ngươi yêu cầu. Hắn lại nhìn về phía người chung quanh lúc, thông suốt giơ tay lên một cổ linh lực đem chung quanh mấy trăm ngàn người xem di chuyển rời đến trăm mét ra, chỉ còn lại các thế lực lớn đệ tử, đại khái 600 người trên dưới. Hắn nói chúng ta 13 thế lực lớn, sừng sững ở Linh Thành lên lâu vạn năm. Những năm gần đây, các ngươi làm đệ tử, cũng không có gì có thể lịch luyện chỗ. Ngày hôm nay, nếu Diệp Thần đến, muốn khiêu chiến các ngươi, vậy các ngươi liền lên đi. Bất quá có một chút, nếu các ngươi là cùng tiến lên, một lần trải qua trăm người đối chiến Diệp Thần, vậy lại không thể giết Diệp Thần, những thứ khác, các ngươi tùy ý. Tuân lệnh, chư vị thái thượng trưởng lão, chư vị trưởng môn. Mấy trăm đệ tử đồng thanh ôm quyền, nhìn về phía Diệp Thần lúc mỗi cái đằng đằng sát khí, cũng có người vô cùng tò mò, cũng lăm le, muốn lên tới dạy bảo Diệp Thần. Diệp Thần, hôm qua, ngày hôm nay, liên tục làm nhục chúng ta. Cái này sẽ, chúng ta cùng tiến lên, không giết chết ngươi, vậy được làm phế ngươi, chỉ ít ngươi tương lai một năm, phải trở thành không có chút nào chiến lực phế vật, nằm ở trên giường, mới có thể đạt thành chúng ta mục tiêu. Diệp Thần cuối cùng hai tay chắp sau lưng, tròng mắt nhắm lại. Hoặc giả là có chút chờ không nhịn được, hắn mở mắt ra, hàn quang lóe lên. Các ngươi nói nhảm thật sự là quá nhiều, muốn lên liền lên, ta còn đuổi thời gian luyện chế đan dược. Nguyên lấy là, bọn họ sẽ không đồng ý. Không nghĩ tới, lại có thể đồng ý, còn không giết ta. Buồn cười, đến lúc đó ta có thể một người tàn sát các ngươi đệ tử. Luân hồi mộ địa trong, Niếp Bách Kiếm các người, ngược lại là nhìn mới lạ. Đoán tạo thần quân Trần An Bình cười nói, thằng nhóc này không tệ, trước kia xem hắn ngăn cản huyết linh tộc, đại nghĩa nghiêm nghị, không hổ là luân hồi mộ chủ. Bây giờ máu trước sức lực, muốn giết Linh Thành tất cả trẻ tuổi một đời. Không phải là vì bảo vệ Côn Lôn hư. Những tên kia phỏng đoán thấy cuối cùng, được phát điên đi. Phát điên là khẳng định phát điên. Thần đan quân chủ nhìn về phía băng kiếm tiên tôn, cười nói, đến lúc đó, cần ngươi ra tay giúp Diệp Thần một phen, lần nữa cảm ơn. Mộ chủ làm hết thảy, đều là Côn Lôn hư. Chỉ cần bình định Linh Thành như thế cái uy hiếp, lại đi Linh Võ Đại Lục mà nói, liền có thể bảo đảm phía sau an toàn. Ta từ luân hồi mộ địa trong tỉnh lại, tự nhiên biết ta phải làm gì. Băng kiếm tiên tôn khẽ gật đầu, nói, ta tự nhiên sẽ giúp hắn, nhưng là cho dù có chúng ta giúp hắn, thằng nhóc này một năm sau thật có thể bước vào hỗn nguyên cảnh, thậm chí còn hợp đạo cảnh. Cái này ở Linh Võ Đại Lục cơ hồ cũng không thể. Diệp Thần và Linh Vận Tiên Tôn, huyết linh tộc một năm ước định. Gần như tất cả mọi người đều cho rằng không thể nào, Linh Võ Đại Lục trên lịch sử, vậy cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại này một năm từ đế tôn cảnh nhảy lên tới hợp đạo cảnh ví dụ, nhưng là băng kiếm tiên tôn không biết tại sao, nhưng trong lòng thì có chút tin. Không phải hắn. Phần này đảm phách, phần này kiên nghị và chức trách. Vượt qua xa Linh Thành tất cả mọi người, Linh Thành nhập thần cảnh không có đảm phách, càng không có nghị lực. Cho nên bọn họ một người đi Linh Võ Đại Lục cũng không cách nào leo lên đỉnh cấp, cái này cũng đưa đến bọn họ rơi vào tình huống hôm nay. Nhưng là Diệp Thần dám. Trên người hắn sát đạo liền tràn đầy bền bỉ. Cái gì cũng dám làm, mỗi lần làm xong cũng chưa chết, chân chính bách chiến cuộc đời còn lại, cho dù là Linh Thành những thứ này thái thượng trưởng lão, một thân kinh nghiệm chiến đấu, cũng chưa chắc có Diệp Thần ngắn ngủi mấy năm qua phong phú. Cũng như này truyền thừa người. Ngược lại cũng là chuyện may mắn, băng kiếm tiên tôn từ từ nói. Bên cạnh, bách kiếm thần quân, đoán tạo thần quân và thần đan quân chủ ba vị, thần niệm thể nhưng là càng ngày càng suy nhược. Nhìn dáng dấp, là rất không được bao lâu, bọn họ xuất chiến quá nhiều lần,
sợ rằng chỉ có thể lưu tích chữ cái chừng 10 ngày. Băng kiếm tiên tôn chính là vị kế tiếp mộ chủ hộ đạo người, nhưng vậy càng ngày sẽ càng nhiều hộ đạo người xuất hiện, luân hồi mộ địa mỗi một vị đại năng đều là mộ chủ hộ đạo người, giống như là bọn họ sứ mạng, đã là như vậy vậy. Giờ phút này, Linh Thành 13 thế lực lớn, nhanh chóng chỉnh hợp trẻ tuổi nhất nhất đại đệ tử, đồng thời đổi một bản to lớn lôi đài, dài rộng mấy trăm mét. 378 vị đệ tử, từng cái leo lên lôi đài, chuẩn bị quyết chiến Diệp Thần. Tinh không xa xôi dưới, một nơi tràn đầy đậm đà mùi máu tanh cổ, nhưng đã tới một đám người. Huyết linh tộc cổ, huyết kiếm môn vùng cấm kỵ, nơi này là huyết linh tộc lão tổ Khuê Ảnh nơi bế quan. Trưởng môn Trần Long, phó trưởng môn Trần Gió Hiên mang hơn 10 vị cường giả trở về, lần này không chỉ có không chinh phục Côn Lôn Hư, còn chết trận một vị hỗn nguyên cảnh tầng 5 ngày nhị trưởng lão, chân thực thật đáng tiếc. Cổ trung ương nhất, một nơi treo trên bầu trời thần thạch trên, ngồi xếp bằng Khuê Ảnh, chợt mở mắt ra, bộc phát ra có 102 thiên hạ hơi thở, hoàn toàn bao phủ ở Trần Long một nhóm người, mạnh mẽ khí huyết thậm chí đè bạo chung quanh hơn mấy chục vị đệ tử. Khuê Ảnh ánh mắt thâm thúy như máu biển, già nua loang lổ trên gương mặt, tràn đầy khí sát phạt. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm thật giống như cửu u ác ma vậy, lần này, chuyện gì xảy ra? Nếu như nói không ra cái lý do tới, vậy các ngươi chuẩn bị xong tiếp nhận cực hình đi. Lão tổ, trưởng môn Trần Long các người vội vàng quỳ xuống, hợp đạo cảnh sơ kỳ hắn, căn bản không dám chính diện hợp đạo cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp lão tổ. Cho dù đều ở đây cùng một cảnh giới, nhưng là thiên địa kém, Khuê Ảnh muốn giết hắn theo linh vận tiên tôn tiện tay xóa bỏ nhị trưởng lão như nhau ung dung. Hắn vội vàng giải thích, lão tổ, nguyên bản chúng ta đã đánh tan Côn Lôn Hư. Cũng đã muốn giết chết Diệp Thần tên tiểu tạp chủng kia. Nhưng là đột nhiên linh vận tiên tôn giết đi ra, linh vận tiên tôn đệ tử là Diệp Thần người thương, hẳn là đệ tử kia để cho linh vận tiên tôn ra tay. Nàng thời gian sử dụng không pháp thì cầm giữ chúng ta, tựa hồ cùng Diệp Thần trò chuyện chút gì, sau đó Diệp Thần bị thương thật nặng, linh vận tiên tôn liền cùng chúng ta ước định kỳ hạn một năm, không được xâm chiếm Côn Lôn Hư. Trần Long cả người ướt đẫm, đối mặt cái này cổ áp lực, gần như không có chút nào phản kháng trong. Hắn nhanh chóng nói, nhị trưởng lão cần phải phản kháng linh vận tiên tôn, lại bị xóa bỏ, chúng ta chân thực không phải linh vận tiên tôn đối thủ. Cho dù cưỡng ép ra tay, cuối cùng cũng chết, cho nên trở về mời lão tổ làm chủ. Bại, là đánh bại. Lý do rất hợp lý, nhưng ta không chấp nhận. Khuê Ảnh khẽ nâng lên tay trái, chỉ tay trong tràn ra đạo đạo thời gian pháp tắc, hội tụ thành một đạo dấu vết, sừng sững đánh trúng Trần Long, sau đó lại tóe ra mấy đạo không gian lưỡi dao sắc bén. Không, lão tổ. Trần Long ngay lập tức gian già nua 30.000 tuổi. Thân xác lại bị không gian lưỡi dao sắc bén cắt kim loại, vô số bằng huyết dịch phiêu sái ra. Hắn là hư thể kỳ cấp 7 thân xác, huyết dịch biến chất, xương biến chất, lại có thể không có chút nào chống cự không gian phép tắc lực lượng, trực tiếp bị thương nặng. Rào 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 rào, rào rào, mấy đạo không gian lưỡi dao sắc bén vạch qua mọi người. Chính giữa mấy vị thần vương cảnh đỉnh cấp hộ pháp, trực tiếp bị đánh được trào máu ngã xuống đất. Thần vương đạo cũng không yên. Hỗn nguyên cảnh trưởng lão lại là sắc mặt thương trắng, bình trắng già 20.000 năm, tuổi thọ hơn nữa không đủ dùng, còn như phó trưởng môn Trần Gió Hiên thân xác suýt nữa bị đánh bạo, hơn nữa không dám chút nào lòng phản kháng. Hai vị hợp đạo cảnh, hơn 10 vị hỗn nguyên cảnh, mấy vị thần vương cảnh. Lại có thể cứ như vậy mây nhạt nếp sống được đều bị Khuê Ảnh bị thương nặng, nhất là thọ nguyên bị biến mất mấy người, khổ đau vạn phần. Bọn họ còn chưa tới tạo hóa cảnh, thọ nguyên có hạn, hôm nay lại bị biến mất mấy chục ngàn năm, rất có thể không kịp đột phá liền muốn chết già. Đây là đối với người cùng lần này bất lợi xử phạt. Nể tình là linh vận lão già kia ra tay, ta liền không giết các ngươi. Một năm, Khuê Ảnh ánh mắt hơi lóe lên, một năm, có thể đợi một năm à. Diệp Thần người này, mấy năm liền từ người bình thường, trở thành đế tôn cảnh, chiến lực sánh bằng nhập thần cảnh. Hơn nữa có bữa đạo che chở, huyết mạch cực mạnh, cũng không biết xuất thân vì sao, nhưng là ta huyết linh tộc địch nhân lớn nhất. Nếu như lại cho hắn một năm thời gian, rất có thể đột phá đến hỗn nguyên cảnh. Cho dù là hợp đạo cảnh sơ kỳ,
hắn còn có nắm chắc đánh chết Diệp Thần, có thể như Diệp Thần cảnh giới quá cao, hắn vậy không chắc chắn. Truyền lệnh xuống. Một trong năm không tấn công Côn Lôn Hư, một năm sau tắm máu Côn Lôn Hư. Khuê Ảnh hạ lệnh, truyền lệnh Nam Vực, không, truyền lệnh Nam Vực, ta Huyết Linh Tộc và Huyết Kiếm Môn đồng thời đứng ra bảo đảm, một khi Diệp Thần tiến vào Linh Võ Đại Lục, chu diệt hắn, ta tặng một chuôi hợp đạo thần khí, hơn nữa ta tự mình ra tay, giúp hắn thành tựu hợp đạo cảnh. Thần Vương cảnh, Thần Vương khí. Hỗn Nguyên cảnh, Hỗn Nguyên tiên khí. Hợp đạo cảnh, Hợp đạo thần khí. Mỗi một cảnh giới đột phá, đều cần sánh ngang vũ khí. Nhập thần cảnh tầng 9 thiên đột phá, thì cần thu nạp thần vương khí trung thần vương đạo uẩn lực. Thần vương cảnh tầng 9 thiên đột phá, cần hỗn nguyên tiên khí ở giữa không gian quy luật, giúp hắn lĩnh ngộ không gian quy luật mới có thể trở thành hỗn nguyên cảnh. Còn như hỗn nguyên cảnh tầng 9 thiên đột phá, thì cần hợp đạo thần khí ở giữa thời gian pháp tắc, mới có thể đột phá. Một chuôi hợp đạo thần khí. Đủ để cho một ít môn phái nhỏ nổi điên, để cho một ít độc hành khách liều mạng. Hành động này, tất nhiên sẽ dẫn được không thiếu hỗn nguyên cảnh cường giả đuổi giết Diệp Thần. Linh vận. Chúng ta không đúng Diệp Thần ra tay, người khác giết hắn, có thể chuyện không liên quan tới chúng ta. Khuê Ảnh phất tay một cái, đem Trần Long các người quăng ra ngoài, ngắm nhìn đầy trời tinh thần, ngực mơ hồ lộ ra mấy đạo vết thương. Liên tục suy tính ba lần thiên cơ, chỉ tính đạt được có nắm chắc chu diệt Diệp Thần, nhưng không phải thật chu diệt Diệp Thần. Diệp Thần hành tung và khí vận, có bữa đạo che chở. Giờ phút này, linh vận lại nhúng tay. Biến số, càng ngày càng nhiều. Nếu không phải ta khó mà phá cảnh, như ta là tạo hóa cảnh, linh vận coi là cái gì, cần gì phải để ý nàng ước định. Hắn trầm tư hồi lâu nói, nếu như một trong năm, Diệp Thần đến hỗn nguyên cảnh, ta liền trực tiếp ra tay chu diệt hắn, linh vận cũng không khả năng nhanh như vậy chạy tới. Chẳng qua lại xài hơn mấy chục triệu năm, cùng nàng đối lập một phen. Cũng tốt diệt Diệp Thần cái này biến số, nếu như một trong năm Diệp Thần không tới hỗn nguyên cảnh, vậy sau đó là giết hắn liền dễ dàng. Linh Thành bên này, 13 thế lực lớn, trẻ tuổi nhất nhất đại đệ tử. Tổng cộng có 378 người. Tu vi thấp nhất đế tôn cảnh tầng 2 trời, cao nhất nhập thần cảnh 3 tầng thiên. Trong đó, nhập thần cảnh trở lên 70 người, 150 vị nửa bước nhập thần cảnh, còn lại đều là đế tôn cảnh. Thấy vậy, Diệp Thần cũng được cảm khái một câu, Linh Thành đúng là nội tình thâm hậu. Mặc dù ở Côn Lôn Hư bên trong, nhưng lại độc lập Côn Lôn Hư ra. Là Côn Lôn Hư thần bí nhất thánh địa tu luyện. Cũng là và mạnh hơn chi địa nối đường dày tồn tại. Các ngươi 378 người. Đừng trách ta động thủ trước. Diệp Thần cùng những người này toàn bộ đứng ở trên lôi đài, nổi giận gầm lên một tiếng, liền điều khiển diệt hồn ma thần thương, trực tiếp tiến vào trong đám người, một nhát thương đâm ra là được chu diệt mấy chục người, ngay sau đó một quyền một cước cũng có thể đánh bể năm ba người. Thương thương thương. Bịch bịch. Các loại công kích, linh khí, tiên khí đánh vào Diệp Thần trên mình. Căn bản không phá nổi Diệp Thần trên người ma khí. Ngược lại Diệp Thần thân xác đụng một cái bọn họ, trực tiếp đụng giết không ít người. Giết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giết Diệp Thần. Những đệ tử này hoàn toàn giết điên rồi, cũng không nói cái gì kết cấu, trực tiếp vây quanh Diệp Thần mãnh đánh. Chốc lát bây giờ, Diệp Thần đã chu diệt vượt qua 50 vị đế tôn cảnh, trong tay diệt hồn ma thần thương toát ra từng đạo ma quang. Trực tiếp bao phủ lại hơn 30 vị đế tôn cảnh cường giả, lấy chiến lực của hắn bây giờ, giết đế tôn cảnh như đổ sát gà vịt. Rào 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 rào. Rào rào. Từng trận giết hại ánh sáng từ đầu thương tách thả ra ra, mỗi người hóa thành binh khí mạc dạng, rối rít giết hướng những cái kia đế tôn cảnh. Từng chuôi binh khí xuyên thủng đế tôn cảnh, giống như xuyên thủng đất bùn vậy ung dung. Rất nhanh, từng vị đế tôn cảnh ngã xuống đất. Phốc phốc, phốc, ngay cả là ánh sáng ra đế tôn cảnh, cũng bị dư âm chấn động được trào máu thụt lùi. Không có đến nhập thần cảnh đệ tử, căn bản không cách nào ngăn cản Diệp Thần nhất kích. Giết, giết Diệp Thần, lại không giết Diệp Thần, chúng ta đều phải chết. Giết à, một ít nhập thần cảnh ba tầng thiên đệ tử gần như điên cuồng hô to, chợt thúc giục tiên khí của mình, tập sát Diệp Thần. Rất nhanh.
27 vị nhập thần cảnh sơ kỳ cường giả, đem tiên khí của mình dung hợp là một chuôi trường thương, sừng sững đánh tới, xuyên phá liền màu máu ánh sáng, trực tiếp đụng vào Diệp Thần kim thân lên, huyết dịch văng khắp nơi ra, lại làm bị thương Diệp Thần. Đơn độc một ít nhập thần cảnh trung kỳ, căn bản không cách nào tổn thương Diệp Thần. Nhưng là một đám nhập thần cảnh giai đoạn trước cũng không cần, một cái bây giờ chênh lệch rất lớn, nhưng là đoàn thể công kích, linh lực liền sẽ sinh ra biến chất, làm bị thương Diệp Thần cũng là chuyện rất bình thường tình. Tịch diệt Phật quốc, nhật nguyệt trảm không. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, tay trái lấy ra giết thần kiếm, tay phải cầm diệt hồn ma thần thương, hai chuôi binh khí đụng vào nhau, tự thân khí huyết lực và linh hồn lực bộc phát ra. Chợt một cổ sáng bóng chấn động giết chung quanh hơn 30 vị đế tôn cảnh tiền kỳ đệ tử. Sừng sững gian, hắn đem giết thần kiếm chỉ hướng 27 vị nhập thần cảnh, mũi kiếm bắn nhanh ra từng đạo màu xanh nhạt sáng bóng vạch ra một tôn thần long, gầm thét ra, long diễm vừa phun, ngay tức thì xóa bỏ 7-8 vị nhập thần cảnh tiền kỳ đệ tử. Diệt hồn ma thần thương, chỉ hướng những thứ khác hơn 10 vị nhập thần cảnh đệ tử, đầu thương bắn nhanh ra từng đạo lửa cháy mạnh. Một đầu phượng hoàng lửa nghịch thiên liều chết xung phong ra, rơi xuống hạ kéo ra mảng lớn thần diễm, cháy trên lôi đài các phái đệ tử. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Ngay lập tức gian, long phượng hợp nhất, trung tâm tạo ra một chuôi long phượng trường kiếm, thẳng hướng trăm vị nửa bước nhập thần cảnh lướt đi. Trường kiếm xuyên phá từng cái đế tôn cảnh đệ tử, thân kiếm hai bên toát ra kiếm khí, giống như nước xoáy vậy. Thu nạp đế tôn cảnh đệ tử đến gần liền bị kiếm khí vặn cổ, trường kiếm dọc theo lôi đài chính giữa bay qua, trực tiếp rơi vào một đám nửa bước nhập thần cảnh trong hàng đệ tử nổ tung. Chỉ nghe gặp một đạo vang lớn, vượt qua 50 vị nửa bước nhập thần cảnh đệ tử chết. Diệp Thần tiện tay nhặt lên những thứ này bán tiên khí và tiên khí, Côn Lôn Hư còn cần đại lượng tiên khí, có hàng loạt đế tôn cảnh cần đột phá. Diệp Lăng Thiên mấy người bọn hắn luyện chế tiên khí tốc độ rõ ràng không đuổi kịp. Rất nhanh, Diệp Thần lấy lực một người, một mình đánh chết vượt qua 200 vị đệ tử. Còn lại 120 cái các phái đệ tử, gần như đều là nửa bước nhập thần cảnh, hoặc là nhập thần cảnh. Nhập thần cảnh dưới đệ tử, đã hoàn toàn chết hết. Chung quanh quần chúng nhìn một màn này, vô cùng cảm khái Diệp Thần chiến lực mạnh mẽ. Thậm chí 2-3 tứ đại đệ tử đều không đáng than thở, mình những thứ này sư đệ sư muội chết phải là thảm, nhưng là đối với bọn họ mà nói, sư đệ các sư muội càng tiêu hao Diệp Thần lực lượng, bọn họ càng có lợi. Những thứ này hy sinh, là đáng giá. Nào ngờ, các phái thái thượng trưởng lão trong mắt, chân chính đáng hy sinh 2-3 đại đệ tử. Đan đỉnh phái thái thượng trưởng lão xem cuộc chiến, gật đầu không ngừng, thầm nghĩ, chết đi, hết sức cố gắng chết hết đi. Những đệ tử này, đi vào phải dẫn nhập linh võ đại lục, cũng là cho phiền toái. Chỉ phải bảo đảm hộ pháp, phổ thông trưởng lão cùng không ngại, vậy thì không có sao. Huống chi, những thứ này tứ đại đệ tử, còn muốn ở chúng ta những ông già này mí mắt phía dưới, mưu cầu các loại quyền lợi và lợi ích, cũng là thời điểm cho để cho bọn họ nếm thử dạy dỗ. Chỉ cần đang đánh đến cuối cùng, Diệp Thần bị phế, có thể còn lại 1/5 đệ tử. Là đủ rồi. Cuồng Đao môn thái thượng trưởng lão thưởng thức hết thảy các thứ này, nói nhỏ, như thế nhiều lực lượng tiêu hao, Diệp Thần, kém không nhiều rốt cuộc. Đệ tử đời thứ 2 có lẽ giết không chết Diệp Thần, đời thứ 3 có thể đem Diệp Thần kéo phế. Chỉ cần tứ đại đệ tử, không chết nhiều ít, là tốt. Đối với Cuồng Đao môn mà nói, tứ đại đệ tử là hắn thân thuộc đệ tử, coi như là thủ hạ hắn. Cho nên, hắn nguyện ý hy sinh 1-2-3 đại đệ tử, đời thứ 4 không thể chết được. Những môn phái khác thì nghĩ là, chết 2-3 đời, một tứ đại đệ tử không chết. Các loại dây dưa, những ông già này ở tòa thành trì này sống hơn 10.000 năm, tuyệt đại đa số thời điểm liền được chuyện, chính là quyền biến tính toán đến nhà mình đệ tử trên mình, chỉnh hợp Diệp Thần tâm ý. Chỉ cần tứ đại đệ tử không chết, Diệp Thần phế, vậy là đủ rồi. Lý gia chủ Trần gia cùng năm nhà đều là như thế cái ý tưởng. Thanh Thiên Môn, Huyết Thiên Môn, Đan Kiền Môn cùng năm cái môn phái, cũng nghĩ như vậy, muốn tứ đại đệ tử chết, hẳn cũng chỉ có Đan Đỉnh Phái và Khôn Kiếm Môn Thái Thượng Trưởng Lão. Đối với cái này 10 thế lực lớn mà nói,
ranh giới cuối cùng là tứ đại đệ tử, chỉ cần tứ đại đệ tử không chết, Diệp Thần phế bỏ, vậy thì tốt. Nếu như tứ đại đệ tử chết, bọn họ rất có thể bạo khởi giết người, bởi vì không tiếp thụ nổi hậu quả. Diệp Thần ở trong chém giết, nhìn chăm chú những thứ này lão già kia thần thái, vậy nghe được linh hồn của bọn họ truyền âm, hắn linh hồn lực chính là tầm thường thần vương cảnh cũng không so được, tự nhiên có thể nắm trong tay những thứ này truyền âm. Chỉ bất quá những người đó ngây ngốc lấy làm mình ở tự chói mình. Cũng nên kết thúc. Một khắc sau, Diệp Thần toát ra hàng loạt mất đi lực, trực tiếp đem còn lại hơn 10 vị nhập thần cảnh tiền kỳ đệ tử, tan mất toàn bộ thọ nguyên, hóa thành một đống xương trắng. Hắn nói, đệ tử đời thứ hai lên đi. Được, gia chủ Trần gia gật đầu, nhìn về phía đệ tử đời thứ hai đại biểu Trần Bình Vinh, cười nói, giết Diệp Thần. Tuân lệnh, gia chủ. Trần Bình Vinh mặt đầy nụ cười, chợt quay đầu nhìn về phía sau lưng 40 vị nhập thần cảnh cường giả, cười nói, Diệp Thần lực lượng trên căn bản hao hết, chúng ta ra tay, phế bỏ Diệp Thần là được. Không sai, Huyết Thiên Môn Máu Thương cũng cười nói, phế bỏ Diệp Thần, dễ như trở bàn tay. Sư đệ các sư muội chết, là chúng ta làm nền, chúng ta cũng không thể phụ lòng bọn họ. Ngày hôm nay phải phế Diệp Thần, bên cạnh, Đan Đỉnh phái Đan Kiếm cũng là như vậy ý tưởng. Diệp Thần, ngươi cho dù mạnh hơn nữa, một người đánh chết hơn 300 vị cường giả, còn có năng lực chiến chúng ta. Chúng ta xem trưởng lão tính toán ranh giới cuối cùng, thậm chí căn bản không cần nghĩ ranh giới cuối cùng, chỉ là chúng ta đệ tử đời thứ hai, cũng đủ để đánh chết ngươi. Sở dĩ không giết ngươi, là ngươi xem ở ngươi nhân tình phân thượng, lượn quanh ngươi mạng chó mà thôi. Diệp Thần, ngươi coi như là một số tiểu bạch kiểm. Lại có thể để cho như thế nhiều thái thượng trưởng lão kiêng kỵ ngươi nhân tình, ngươi cái này mềm cơm coi như là ăn trời cao. Trần Bình Vinh tay cầm một chuôi, thong thả tai lên tới trên đài, vung trường thương chỉ Diệp Thần, nói, ngươi nhất hơn chỉ còn lại 10% chiến lực, ta một người có thể bắt ngươi, dám chiến à? Trần Bình Vinh cả người nhập thần cảnh tầng 4 ngày chiến lực, tay cầm ngũ phẩm thiên khí. Mặc dù so với trước đó chết ở Diệp Thần thủ hạ Đạo Càn và Đan Sinh đều yếu hơn được hơn, nhưng là Diệp Thần đâu? Hắn đánh chết hơn 300 vị cường giả. Hắn còn có thể còn lại nhiều ít lực lượng. Còn có nhiều ít chiến lực. 1/5. Cũng coi là đánh giá cao, Diệp Thần là kim thân phách thể cấp 7, không sai, nhưng đây cũng là có cực hạn. Không đại biểu khí huyết lực vĩnh viễn vô tận, trừ phi là đại đạo lực đạo uẩn. Chỉ cần thân không chết, mới là cuồn cuộn không ngừng. Nhưng mà Diệp Thần từ mới vừa đến bây giờ, lớn nhỏ như thế nhiều chiến, vẫn không dùng tới đại đạo lực, hiển nhiên hắn đại đạo chặn. Nếu là không gãy, tuyệt không thể nào không cần đại đạo lực, nếu không hắn một khi vận dụng mất đi chi đạo lực lượng, bao nhiêu người tới cũng sẽ ở ngay tức thì bị hắn đánh cho thành xương trắng. Cho nên, Diệp Thần đã là kéo dài hơi tàn. Cái này chiến công và danh dự. Ta Lưu Bình Vinh muốn. Tiểu Bạch Kiểm. Ăn bám. Ăn bám cũng phải có tư cách ăn. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Sát ý tách thả ra. Ngươi là gia chủ Trần gia hai cháu trai đúng không? Tốt, ngày hôm nay ngươi Trần gia diệt định. Mất đi ma thương. Giết. Diệp Thần tự mình đánh giết ra. Diệt hồn ma thần thương trong ẩn chứa ra nhiều mất đi lực. Hoàn toàn bọc lại Lưu Bình Vinh. Còn chưa kịp phản ứng. Bên cạnh hơn 30 vị nhập thần cảnh cường giả, đã cưỡng ép nhúng tay. Vèo vèo vèo. Vèo. Từng chuôi tiên khí bay tới, quanh quẩn ở trên lôi đài, trình độ hung hiểm có thể so với mới vừa rồi trận chiến ấy muốn mãnh liệt được hơn. Vậy hơn 300 vị đệ tử, có thể làm mình bị thương không tới 10 người, nhưng là những người này, mỗi một cái đều có thể làm mình bị thương, cũng không dễ dàng đối phó. Mất đi. Diệp Thần nắm Lưu Bình Vinh, sau lưng kiên quyết đương đầu trước 15 vị nhập thần cảnh cường giả mãnh công. Hắn tay trái hàm chứa khổng lồ mất đi lực, một cái tát ở Lưu Bình Vinh trên mặt, khoảnh khắc gian đem Lưu Bình Vinh từ một cái hai hơn trăm tuổi tuấn giật thanh niên, hoàn toàn biến thành hơn 20.000 tuổi từ lão đầu, một cái tát rớt Lưu Bình Vinh thọ nguyên. Hôm nay Diệp Thần, mất đi chi đạo hoàn toàn cởi đổi là mất đi đại đạo, tùy ý nhất kích cũng ẩn chứa mất đi lực. Có thể biến mất kẻ địch hơn 10.000 năm đến hơn 20.000 năm thọ nguyên, trừ phi hợp đạo cảnh trở lên những cái kia không quan tâm thọ nguyên, nếu không ai và Diệp Thần đánh,
vô luận thắng thua cũng không chiếm được tốt gì. Phịch, Lưu Bỉnh Vinh bị ném bay ra ngoài, toàn thân máu thịt khô héo, chỉ còn lại một hơi. Hắn ngắm nhìn nếu như ma thần vậy Diệp Thần, đại sát tứ phương, lòng cũng lạnh thấu. Ai nói Diệp Thần đã phế à? Kia người phế nhân mới có thể có như thế lợi hại à? Rất nhanh, Lưu Bỉnh Vinh sức sống biến mất, hoàn toàn chết. Bình bịch bịch, bịch bịch, bên cạnh từng trận tiếng nổ truyền ra, vô số lôi đài mảnh vỡ phân bay ra, Diệp Thần đổ bay lăn dưới đất lên, máu tươi đầm đìa. Hắn vội vàng bò dậy, mới vừa cùng đi liền bị 20 vị nhập thần cảnh cường giả mãnh công, thân xác cũng phải bị giết được vết thương chồng chất, một chút nhẫn tâm bắt một cái nhập thần cảnh tầng 5 thiên cường giả trường thương, còn chưa tới đạt tới phản kích, liền bị những thứ khác nhập thần cảnh đánh bay ra ngoài. Nguyên bản cũng đã kiệt lực. Giờ khắc này ở đối mặt nhiều cường giả như vậy, làm sao có thể bất bại? Phế Diệp Thần. Diệp Thần không chịu nổi, mau thêm sức lực, phế hắn. Phế hắn. Hơn 30 vị nhập thần cảnh cường giả, từ 4 phương 8 hướng bao vây, chút nào không cho Diệp Thần một chút phá vòng vây cơ hội. Ra sân 45 vị nhập thần cảnh cường giả, bị Diệp Thần bắn chết 5 vị nhập thần cảnh tầng 4 trời. 5 vị nhập thần cảnh tầng 5 trời, những đệ tử còn lại yếu nhất đều có nửa bước nhập thần cảnh, mạnh nhất được còn có nhập thần cảnh tầng 6 thiên. Như vậy trận tình hình chu diệt Diệp Thần cũng dư sức có thừa. Nếu không phải Thái Thượng Trưởng Lão và môn chủ cửa hạ lệnh không giết Diệp Thần, nếu không cho dù toàn lực ra tay, Diệp Thần thân xác sợ rằng đã bị đánh bạo. Bịch bịch, phịch, lôi đài liên tiếp chuỗi nổ tung. Vô số kim loại mảnh vỡ nếu như mưa mảnh vậy rơi xuống Diệp Thần trên mình. Hắn chống cự 3 chuôi cấp 7 tiên khí, một quyền đánh chết 3 vị nhập thần cảnh tầng 4 trời, lại bị những người khác đánh bay kim huyết phân bay, cút rơi trên mặt đất. Không được. Quá nhiều người. Ta lực lượng không đủ. Hai quả đấm khó đỡ 4 tay. Tiểu Hoàng và Huyết Long vậy đều bị thương, càng không thể nào. Hắn chỉ có thể câu thông luân hồi mộ địa. Băng kiếm tiên tôn, mượn ta chút lực lượng. Không nên quá hơn, khôi phục vốn là tình huống là đủ rồi. Được, băng kiếm tiên tôn tiện tay đánh ra nhất kích sắc bén, rơi vào Diệp Thần trên mình, nụ cười, lấy đối với mấy chục, đối với mấy trăm, nhưng mà cực tốt lịch luyện, ngươi cũng như này chí hướng, ta tự nhiên giúp ngươi. Linh võ đại lục trong, không thiếu gia tộc xác thực sẽ đào tạo thực lực siêu tuyệt đời sau. Có thể sẽ không để cho đời sau đối mặt Diệp Thần cục diện như vậy, lấy đánh một trận mấy chục, chiến mấy chục hơn trăm lần hiểm cảnh vòng sinh, máu tươi khắp nơi, chỉ riêng phần này dũng khí, phần này ý chí chính là vô cùng là không tệ. Người này, bất phàm. Rất nhanh, bên ngoài Diệp Thần sừng sững xoay mình lên, quanh thân bộc phát ra một cổ cực hạn sáng bóng, ngay lập tức gian khôi phục được tầng thứ tột cùng. Hắn nắm chặt chặt diệt hồn ma thần thương. Một nhát thương đâm ra vô số mất đi lực và giết hại khí xông ra, hội tụ thành một cái dải nước xoáy, trực tiếp đem hơn 10 vị nhập thần cảnh cường giả bao phủ vào, chợt từng trận máu tươi phiêu sái ra. 15 vị nhập thần cảnh sơ kỳ cường giả. Chết! Phế Diệp Thần! Hắn lá bài tẩy dùng hết. Ha ha ha, hắn lá bài tẩy không có. Đệ tử chung quanh thần sắc điên cuồng đánh giết Diệp Thần. Mọi người đều biết. Diệp Thần có lá bài tẩy, có thể đem thực lực ngắn ngủi tăng lên tới thần vương cảnh, khi đó ngay cả là tám phái lão tổ cùng lên trận, cũng không phải là đối thủ. Nhưng là bây giờ, Diệp Thần lá bài tẩy dùng, không sai, lá bài tẩy dùng, trực tiếp khôi phục lại đỉnh phong. Vậy ý nghĩa, hắn không có lần kế khôi phục cơ hội. Cơ hội tốt như vậy. Phế bỏ Diệp Thần, coi như là hoàn toàn đã tiêu hao hết Diệp Thần nội tình. Giết. Giết. Còn thừa lại 17 vị nhập thần cảnh các loại bộc phát ra mình tuyệt học, phối hợp tự thân tiên khí bay ra, giữa không trung tiên khí hiển hóa ra các loại hư ảnh, bạc long đằng không, chu tước sôi trào, huyền vũ mở biển, bạch hổ ngút trời, còn có ứng long và chim sơn ca đợi một chút hung thú hư ảnh tuyên hóa, trong thoáng chốc đem hơn nửa lôi đài cũng chiếm cứ. Tiên khí hiển hóa. Do tiên khí khí linh chủ đạo, ẩn chứa thượng cổ thần thú huyết mạch biến thành hư ảnh. Mặc dù không có linh võ đại lục mọi người huyết mạch hiển hóa mạnh như vậy, nhưng như vậy rầm rộ đánh giết thế, cho dù đánh chết nhập thần cảnh tầng 7 trời, sợ rằng cũng đủ rồi. Tịch diệt Phật quốc, thiên băng kiếm trận,
Diệp Thần vậy bộc phát ra mình mạnh nhất hai đạo công kích, đồng thời đem diệt hồn ma thần thương và giết thần kiếm sử dụng, một phiến phiến sáng chói chói mắt băng kiếm thẳng bay ra, đồng thời còn có muôn vàn cô quạnh Phật văn xông ra, liên tục đánh nổ một tôn tôn hư ảnh. Mất đi Phật văn xuyên qua 7-8 đạo hư ảnh, tương ứng được tiên khí nổ tung, đem chủ nhân nổ được trào máu bạo lui. Vô số băng kiếm bắn ra, xuyên thủng những thứ khác chừng 10 tôn hư ảnh, càng đem chủ nhân của bọn họ từng cái đánh chết. Lấy Diệp Thần khỏe hẳn thời đại chiến lực, giết bọn họ bất quá dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá bây giờ chỉ còn lại 60% chiến lực, nếu không khởi sẽ cùng bọn hắn chém giết lâu như vậy. Nhật Nguyệt Trảm không? Giết! Diệp Thần không chút nào đóng giữ, cầm hai chuôi binh khí nếu như ma thần trực tiếp giết đã qua. Rất nhanh, một cái cổ thi thể ngã xuống đất, tám phái năm nhà 45 vị nhập thần cảnh đệ tử đời thứ hai, toàn bộ chết. Một màn này, xem được cho dù sợ hãi, thậm chí không thiếu người tuổi trẻ cũng không dám đi xem Diệp Thần. Diệp Thần! Sát thần à! Thật là ác độc sát thần à, không tới 2 giờ. Lại có thể tàn sát chúng ta linh thành hơn 400 vị trẻ tuổi thiên kiêu. Như vậy một cái tàn nhẫn sát thần, rất nhiều thái thượng trưởng lão và gia chủ, thật nếu để cho hắn còn sống rời đi à? Hôm nay, hắn chỉ là đế tôn cảnh tầng 6 thiên. Như ngày sau hắn lên cấp nhập thần cảnh nhất tầng thiên, không, dù là nửa bước nhập thần cảnh, có phải hay không liền có thể một người một kiếm, tàn sát chúng ta linh thành. Này cùng cái thế thiên kiêu. Lại là Côn Lôn Hư đứng đầu. Đơn giản là dạng sáng ác mộng. Tất cả mọi người tại chỗ cũng sợ hãi. Rất nhiều linh thành người cái này sẽ là triệt để thấy Diệp Thần tàn bạo. Ngày hôm trước chu diệt Lý Giai Vĩ, đối với bọn họ mà nói Lý Giai Vĩ cho dù vô sỉ, nhưng là thực lực xa xa cao hơn bọn họ. Diệp Thần giết Lý Giai Vĩ, thực lực ở bọn họ trong lòng cảm thấy không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng là bây giờ, cùng bọn họ giống vậy tầng thứ. Thậm chí so bọn họ tu vi cũng cao hơn ra không ít linh thành thiên kiêu cửa. Hai chiến, để cho Diệp Thần tàn sát 420 nhiều người. Không khỏi được bọn họ không sợ hãi, không e ngại. Giờ phút này, Diệp Thần nhìn vòng quanh những người này thần sắc hòa bột cho, khẽ gật đầu, mục tiêu thứ nhất, đã đạt đến một nửa. Giết được linh thành trẻ tuổi đồng lứa và không có quá mạnh mẽ thực lực sợ hãi. Dùng bọn họ người máu tươi. Tới chứng minh Côn Lôn Hư cường thế. Dám can đảm động Côn Lôn Hư, liền phải đối mặt hắn trả thù. Diệp Thần, to gan. Huyết Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão Thần sắc băng lãnh như xương, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, nói, ngươi nhất định chính là người của ma tộc, giết nhiều thiên tài như vậy đệ tử, ngươi là thật không muốn đi ra chúng ta linh thành. Đan Đỉnh Phái, Đan Kiền Môn đợi một chút Thái Thượng Trưởng Lão, bao gồm Trần Gia và Vương Gia đợi một chút gia chủ. Thần sắc cũng không có so che lấp, nguyên lấy là trận chiến này, cho dù không cách nào phế bỏ Diệp Thần, cũng có thể đánh cho bị thương Diệp Thần căn nguyên, thậm chí nửa đánh tan Diệp Thần thân xác. Không nghĩ tới, Diệp Thần lại cho tất cả mọi người tại chỗ một cái bạt tai. Còn như vậy tàn nhẫn quả quyết, linh thành 13 thế lực lớn, hai đại đệ tử, toàn bộ chết ở trong tay của một người. Chư vị, chẳng lẽ là nhát gan, không dám phái đệ tử xuất chiến? Ta cũng từng nghe nói linh thành 13 phái người, nhát gan như chuột, giống như phế vật. Diệp Thần huy động diệt hồn ma thần thương chỉ còn lại hơn 100 vị đệ tử trẻ tuổi, cười nói, những phế vật này, nếu như các ngươi nhớ mong, ta có thể không giết bọn họ, ta phế bọn hắn, các ngươi đem dược liệu giao ra đây cho ta, sau đó cúi người chào nói xin lỗi. Ta có thể lượn quanh bọn họ một mạng. Các ngươi chỉ có cái này hai cái lựa chọn. Hoặc là nhận thua. Ta phế bọn hắn. Hoặc là tiếp tục đánh, ta giết bọn họ. Những thứ khác, không có lựa chọn nào khác. Bá đạo. Thô bảo. Ngươi linh thành muốn tính toán lão tử không giết tuyệt đệ tử của các ngươi, đều không kêu Diệp Thần. Diệp Thần. Ngươi không nên quá đáng. Một vị Huyết Thiên Môn trưởng lão khí được cả người run rẩy, giận chỉ trước Diệp Thần nói, ngươi như vậy lòng dạ ác độc, không xứng làm người. Lão phu ngày hôm nay đập chết ngươi. Tiếng nói vừa dứt, vị này nhập thần cảnh tầng 7 ngày trưởng lão tung người nhảy một cái đi tới trên lôi đài. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Diệp Thần sừng sững một thương xuyên thủng liền trán hắn, một quyền đậy xuống, mất đi lực bộc phát ra,
ngay lập tức gian đem người này thọ nguyên toàn bộ biến mất, làm hắn hóa thành một cổ thi thể. Phịch! Diệp Thần đem thi thể đá bay ra ngoài, một người một kiếm một thương, dựng thân tại Linh Trung Ương Thành. Diệp Thần! Diệp Thần, ngươi ở tự tìm cái chết. Chư vị, đừng để ý cái gì, giết Diệp Thần. Diệp Thần coi rẻ chúng ta, lão phu chân thực không đành lòng, cái gì chó má cơ hội, lão tử không cần, vậy muốn giết Diệp Thần. Giết Diệp Thần, dù là linh vận đến tìm lão phu tính sổ, lão phu cũng phải làm thịt Diệp Thần. Ngay lập tức gian, hai ba chục vị nhập thần cảnh trong hậu kỳ trưởng lão bay lên trời, đều cầm tiên khí hướng Diệp Thần đánh giết tới. Một màn này quá nhanh. Làm được 13 vị thái thượng trưởng lão và gia chủ cũng mờ mịt, người thủ hạ không nhịn được, ra tay. Mới vừa rồi chết ở đệ tử, là những trưởng lão này, hộ pháp hậu duệ, những người này không nhịn được. Hay, những người này, cuồng đao môn thái thượng trưởng lão giận quát một tiếng, nhưng không tiến lên giết Diệp Thần. Đây gọi là chuyện gì à, nguyên bản định xong phế bỏ Diệp Thần, làm sao những thuộc hạ này bạo khởi muốn giết người. Lão phu cửa cũng còn không gấp, các ngươi gấp cái gì à? Mất đi chi đạo, mất đi vạn vật. Diệp Thần thanh trừ sạch sẽ quát to một tiếng, phá vỡ bầu trời đêm, ngay lập tức gian đánh thức tất cả mọi người. Sau lưng hắn lơ lửng một cái dài đến 3.000 mét, chiều rộng 9.000 mét mất đi sông dài, vô số mất đi lực hóa thành từng chuôi đao kiếm, phân bay chu diệt ra, trong chốc lát, hắn chiến lực chợt tăng 3 lần có thừa. Vận dụng đại đạo và đạo uẩn. Rất nhanh, lại một cái đại đạo mở ra hiện ra, là sát lục chi đạo. Đồng dạng là hoàn toàn từ đại đạo hình thức ban đầu hoàn thiện vì giết hại đại đạo, vô số giết hại khí hội tụ thành một tôn tôn chiến tướng, chạy giết ra. Diệp Thần một người, lại có thể cùng 25 vị nhập thần cảnh trong hậu kỳ trưởng lão hộ pháp, đánh ngang tay. Tiểu tạp chủng này, đáng chết, tiểu tạp chủng này, căn bản không có bị thương à. Tiểu xúc sinh này, khôn kiếm môn thái thượng trưởng lão, huyết thiên môn thái thượng trưởng lão, đan đỉnh phái thái thượng trưởng lão. Ba vị thái thượng trưởng lão khí được đánh nhịp lên, tay cầm tiên khí chu diệt Diệp Thần đi. Diệp Thần, thằng nhóc ngươi dám lừa gạt chúng ta, còn cái hố giết chúng ta đệ tử. Ngươi đáng chết. Rất nhanh, huyết thiên môn, Trần gia cùng 5 gia tộc lớn mỗi gia chủ, tổng cộng là 6 vị nhập thần cảnh tầng 8 ngày cường giả, đồng loạt đánh tới Diệp Thần. Diệp Thần triển lộ ra đại đạo. Hắn không có bị thương à, lại là chứa được, tốt độc lòng. Tiểu tạp chủng này phải được chết, nếu không chúng ta mất hết mặt mũi. Dù là tiểu tạp chủng này sau lưng người phụ nữ tới tìm phiền toái, chẳng qua chúng ta tiến vào linh võ đại lục lớn, người phụ nữ kia còn có thể tìm được ta không được. Còn lại cuồng đao môn thái thượng trưởng lão, thần sắc che lấp nhìn chằm chằm Diệp Thần, giống như là một con rắn độc định trụ con mồi, khí thuận lợi trong tiên khí cũng nặn biến hình, Diệp Thần, người xúc sinh này, thật là to gan. Quả thật cất nuốt ta linh thành tứ đại đệ tử tặc tâm. Nếu không phải những trưởng lão kia không nhịn được, cưỡng ép giết ra tới bức ra ngươi chiến lực. Lão phu còn không biết, ngươi dám tính toán lão phu à? Lão già kia, há chỉ ngươi có thể tính kế người. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, rút ra một quyền đập bay ra chủ Trần gia. Diệp Thần lấy lực một người, độc chiến 6 đại thái thượng trưởng lão, tứ đại gia chủ, chút nào không kém hạ phong, còn chỉ là vận dụng 2 cái đại đạo. Còn có một cái bất diệt đại đạo không ra, bất diệt đại đạo bị tổn thương nghiêm trọng nhất, cho dù thả ra ngoài cũng khó mà gia tăng chiến lực. Nhưng cái này chút gia chủ, thái thượng trưởng lão, thực lực mạnh được bất quá là nhập thần cảnh tầng 8 thiên. Yếu cũng chính là nhập thần cảnh tầng 7 thiên. Chiến lực như vậy, ngay cả là mới vừa rồi một ít mạnh mẽ đệ tử, tay cầm lợi hại tiên khí, cũng có thể cùng bọn họ tương đương, khó khăn trách móc bọn hắn cất muốn hại mình lòng. Cũng đúng lúc thành toàn Diệp Thần kế hoạch. Rào rào. Diệp Thần chém ra một kiếm, hoàn toàn đem lôi đài cắt ra, càng đem ra chủ Trần ra cánh tay chặt đứt. Hắn xoay người một nhát thương đâm ra, mũi kiếm tóe ra một phiến sóng lớn chi biển, phập phồng không ngừng, trực tiếp chìm ngập còn lại còn chưa tham chiến 2 đại đệ tử. Bình bịch bịch, bịch bịch, từng cái thân xác vỡ ra. Từng vị nhập thần cảnh giai đoạn trước, trung kỳ đệ tử. Ở Diệp Thần trong tay không có chút nào sức chống cự. Bỏ mặc, mọi người cùng nhau tiến lên.
Giết Diệp Thần. Chu diệt Diệp Thần à. Còn sót lại hơn 20 đệ tử, cũng không lo đạt tới cái gì, đồng loạt sử dụng tiên khí lướt đi. Những thứ khác tất cả đại môn phái, tất cả đại gia tộc hộ pháp, trưởng lão đợi một chút vậy rối rít lấy ra tiên khí, cái này sẽ vậy không thèm để ý lúc ban đầu kế hoạch, chỉ cần giết Diệp Thần. Diệp Thần không chết. An có thể rõ ràng chúng ta mối hận trong lòng. Ngụy Trang căn nguyên căn cơ bị tổn thương, cái hố giết ta linh thành các phái tất cả nhà vượt qua 500 vị đệ tử. Lại bộc phát ra chân chính thực lực, chu diệt 11 vị trưởng lão, hộ pháp, này cùng hành vi, nhân thần cộng phẫn, tất giết liền. Giết Diệp Thần. Ngày hôm nay mọi người cùng nhau tiến lên, lo gì không giết được Diệp Thần à. Vương gia hộ pháp đôi mắt sắp nứt, cầm trong tay một chuôi ngũ phẩm tiên khí đại đao giết ra, thân hình hóa thành một đạo trùm ánh sáng, đi tới Diệp Thần trước người, nhưng nhanh chóng bị Diệp Thần một kiếm chém thành hai khúc, nhập thần cảnh tầng 4 ngày hộ pháp, căn bản không phải Diệp Thần đối thủ. Như vậy hành động cũng không phải là hắn một cái, có hơn mấy chục người, phân biệt đến từ Đan Đỉnh Phái, Đan Càn Phái và Trần Gia Vân. Vân hộ pháp, 15 vị nhập thần cảnh trung kỳ hộ pháp, ở Diệp Thần toàn lực tấn công dưới, khoảnh khắc gian chết hơn nửa. Oanh ùng ùng, từng đạo sáng chói chói mắt sấm sét liều chết xung phong bốn phương, còn có giết thần kiếm tách thả ra ngày nguyệt long phượng oai, còn có diệt hồn ma thần thương toát ra mất đi sát phạt lực, Diệp Thần một người coi là thật giống như chiến thần vậy, niết chiến trên trăm vị nhập thần cảnh cường giả. Vào giờ phút này, Huyết Thiên Môn, Đan Đỉnh Phái, Đan Kiền Môn, Thanh Thiên Môn, Vạn Đao Cửa, Huyết Kiếm Tông cùng năm phái thái thượng trưởng lão, đạt tới hộ pháp, trưởng lão, đệ tử. Cộng thêm lên Trần Lý Vương Triệu Lưu Ngũ mỗi gia chủ, đạt tới hộ pháp trưởng lão, đệ tử đợi một chút, toàn bộ vượt qua 200 vị nhập thần cảnh, đồng loạt ra tay muốn chu diệt Diệp Thần. Chỉ riêng nhập thần cảnh tầng 8 thiên thì có 6 vị. Nhập thần cảnh tầng 7 thiên 11 vị. Tầng 6 thiên 70 hơn vị, tầng 5 thiên vượt qua 100 vị, tầng 4 ngày số người hơi yếu, chủ yếu là bị Diệp Thần giết quá nhiều. Nhiều như vậy nhập thần cảnh cường giả, toàn bộ gia nhập trong vòng vây, muốn vặn cổ Diệp Thần, nhưng là Diệp Thần khắp nơi liều chết xung phong, không ngừng có nhập thần cảnh chết, căn bản không người có thể vây khốn Diệp Thần, càng không có nhập thần cảnh hậu kỳ cường giả, dám can đảm chống cự Diệp Thần mất đi lực. Diệt hồn ma thần thương ở giữa mất đi lực. Một khi chạm được, khoảnh khắc gian liền biến mất thể mấy ngàn năm thọ nguyên, ai cũng không đánh nổi, ai cũng không dám làm sao chống cự Diệp Thần. Chính là bởi vì như vậy, Diệp Thần liều chết xung phong khắp nơi, không người nào có thể ngăn cản. Xa xa, Cuồng Đao Môn và Khôn Kiếm Môn thái thượng trưởng lão, cũng không động thủ, đa mưu túc trí được ngồi ở lầu các bên trong, xa xa các khán giả đã sớm chạy mất dạng, nhưng linh thành không lớn, cho dù những người khác thoát đi chạy đi, vậy có thể nghe được đại chiến thanh âm, vậy sẽ phải chịu dư âm đánh vào. Diệp Thần người này, quá mức điên cuồng. Một người một mình đấu ta 13 thế lực lớn. Bất quá cũng tốt, những người này lên, đem Diệp Thần thực lực suy nhược, chúng ta lại lên, há chẳng phải là tốt hơn. Cũng lúc này liền, Cuồng Đao Môn thái thượng trưởng lão còn nghĩ chiếm tiện nghi, thời khắc nhìn chăm chú vòng vây chém giết Diệp Thần, suy tư nói, Diệp Thần lá bài tẩy dùng hết, cũng không có khôi phục lại thần vương cảnh chiến lực. Hiển nhiên, không bao lâu, hắn thực lực hao hết. Chính là hoàn toàn không có chút nào chiến lực. Đến lúc đó, muốn giết muốn phế, không phải theo chúng ta làm chủ mà. Hắn nhìn một cái Khôn Kiếm Môn thái thượng trưởng lão, cười nói các ngươi trưởng môn lý đúng là vô sỉ chút, bất quá lần này giết Diệp Thần, cũng coi là báo thù cho các ngươi. Khôn Kiếm Môn thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói, lần này đi ra, lão tổ dặn dò, Diệp Thần có thể giết liền giết, dù sao cũng một cái không răng lão hổ. Lấy ta xem à, chết lại 30 nhập thần cảnh. Hẳn liền có thể kéo sập Diệp Thần. Chết 50 người, tuyệt đối có thể phế bỏ Diệp Thần. Lần này tác chiến, có niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Thần bùng nổ. Những thứ khác 6 phái nam nhà vậy điên rồi, đi lên muốn giết Diệp Thần. Chúng ta không cần ra tay, đến khi Diệp Thần phế bỏ lúc, sẽ ra tay, đến lúc đó trừ đi chúng ta 2 phái ra, còn lại thế lực tất nhiên bị thương nghiêm trọng, chúng ta cũng có thể cướp lấy những thế lực kia tài nguyên. Còn như Diệp Thần, có giết hay không đều có thể. Điều kiện tiên quyết là Diệp Thần phải hơn phế bỏ.
huyết linh tộc bên kia, tất nhiên phải có trọng thưởng. Cùng lúc đó, linh võ đại lục vừa nhìn bao la trong sa mạc, một nơi đền ánh sáng rực rỡ lóe lên. Hai cái xinh đẹp tuyệt luân thiếu nữ ở đền trung ương ngồi xếp bằng. Quanh thân còn quấn vô số linh khí nồng nặc. Cơ hồ là Côn Lôn hư 10 lần thậm chí còn 100 lần. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện cái này hai cái tuyệt thiếu nữ xinh đẹp chính là Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết. Hai người bản thân tiềm lực liền bị mở rộng, hơn nữa linh vận tiên tôn cho công pháp vừa vặn thích hợp hai người huyết mạch, các nàng cảnh giới nhanh chóng tăng trưởng. Chỉ tiếc hai nữ trên mặt chỉ có vẻ lo lắng. Không biết qua bao lâu, một đạo thân ảnh trôi ra tới. Chính là linh vận tiên tôn. Linh vận tiên tôn trên cao nhìn xuống nhìn một cái hai người, gật đầu một cái, sớm biết Côn Lôn hư còn có như vậy thiên tài ẩn núp, ta đến lượt ở các ngươi ra đời ban đầu liền mang nhập linh võ đại lục. Côn Lôn hư cố nhiên có linh khí, vậy cố nhiên có thể ra đời đế tôn cảnh thậm chí còn nhập thần cảnh, nhưng là ở ta trong mắt, chính là hèn mọn chi địa. Hèn mọn con kiến hôi chỗ sống. Chỉ có linh võ đại lục mới có tư cách đắc đạo. Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh trong mắt đồng loạt mở ra, lại là hai miệng đồng thanh nói, Diệp Thần thế nào? Nghe được hai nữ lại có thể liền sư tôn đều không gọi, chỉ quan tâm thằng nhóc kia sống chết, linh vận tiên tôn hừ lạnh một tiếng, vậy hèn mọn tiểu tử ta tự nhiên bảo vệ. Đây là ta đòi hỏi của các ngươi. Chỉ bất quá sợ rằng người này vĩnh viễn không có tư cách bước vào linh võ đại lục. Các ngươi cũng đừng nghĩ thấy tiểu tử này. Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết ngẩn ra, kinh ngạc nói, tại sao? Linh vận tiên tôn con ngươi co giúp một cái, ta không ngại nói cho ngươi, huyết kiếm môn vị kia lão tổ nhưng mà xuống tuyệt sát lệnh, thằng nhóc kia nếu như bước vào linh võ đại lục, đó là một con đường chết. Lần này, ta cũng không cứu được hắn. Hắn vẫn là đàng hoàng trông nom Côn Lôn hư đi. Chỉ bất quá, hắn tuổi thọ chỉ có 1 năm. Cũng hoặc là 1 năm thời gian cũng không có. Không có tuyệt đối thực lực, liền dám đắc tội chí cường người, tất nhiên chết hiểu. Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết nhìn nhau, con người đều tràn đầy hoảng sợ và sợ hãi. Linh võ đại lục huyết kiếm môn lão tổ lại đối với Diệp Thần vận dụng lệnh truy sát. Đây không thể nghi ngờ là một cái trái bom nặng ký. Bọn họ ở chỗ này đã vài ngày rồi, tự nhiên biết nơi này một ít cách cục và thực lực. Linh võ đại lục thành tựu cao võ vị diện, Côn Lôn hư so với hắn thật là ngàn kém vạn đừng à. Bây giờ huyết kiếm môn lại ban bố lệnh truy sát, mặc dù không có thể phóng xạ toàn bộ linh võ đại lục. Nhưng là Diệp Thần vậy nguy ở một sớm một chiều. Huyết kiếm môn thực lực liền liền linh vận tiên tôn đều phải sợ hãi, căn bản không phải bây giờ Diệp Thần có thể dung chuyển. Diệp Thần thiên phú cố nhiên nghịch thiên, thực lực tăng trưởng cực kỳ nhanh. Có thể ở linh võ đại lục thật không chịu nổi một đề ra à. Mấu chốt bọn họ rõ ràng Diệp Thần. Diệp Thần nếu như biết bọn họ ở chỗ này, tất nhiên sẽ bước vào tìm. Hạ Nhược Tuyết không do dự nữa, hai đầu gối quỵ ở linh vận tiên tôn trước mặt, sư tôn, còn hy vọng ngươi lại cứu một lần Diệp Thần. Nhược Tuyết nguyện ý một mực bầu bạn sư tôn chừng. Hạ Nhược Tuyết không tiếc buông tha mình tự do, cũng phải cứu Diệp Thần. Linh vận tiên tôn nghe được câu này, không có nửa điểm mừng rỡ, ngược lại chán bây giờ có vẻ tức giận. Hừ, thật không biết thằng nhóc này trên mình có cái gì tốt. Để cho hai người các ngươi đối đãi như vậy. Hoặc giả là bởi vì các ngươi trưởng thành ở Côn Lôn hư cái này rác dưới chi địa, không thấy được thiên tài chân chính. Mấy ngày nữa, ta mang các ngươi đi ra ngoài một chuyến. Một mặt mang các ngươi tu hành, một mặt để cho các ngươi xem nhìn cái gì mới thật sự là thiên tài. Các ngươi tầm mắt quá nhỏ, nhỏ vậy Diệp Thần nhỏ rác dưới cũng coi là chân bảo. Đừng nói linh võ đại lục, hắn phỏng đoán liền Côn Lôn hư linh thành một cửa ải kia cũng không qua. Các ngươi tốt nhất khấn cầu một chút thằng nhóc kia đừng bước vào linh võ đại lục, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Ta cũng không cứu được hắn. Nói xong, linh vận tiên tôn một phất ống tay áo. Trực tiếp tiêu tán ở hai người tầm mắt. Hạ Nhược Tuyết thân thể run rẩy, rất là sợ hãi. Ngay tại lúc này, Kỳ Tư Thanh đi tới Hạ Nhược Tuyết bên người, đưa tay ra đem Hạ Nhược Tuyết đỡ lên, an ủi, Nhược Tuyết, bây giờ ta ngươi hai người không thể dựa vào người khác. Hạ Nhược Tuyết ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía Kỳ Tư Thanh, vậy Diệp Thần nên làm cái gì?
Kỷ Tư Thanh con ngươi nhìn về vậy phiến vừa nhìn bao la sa mạc, tựa như đang suy tư điều gì. Hồi lâu, nàng tròng mắt đông lại một cái, gần từng chữ, nếu linh vận cho chúng ta mạnh nhất công pháp cùng với tài nguyên tu luyện, chúng ta liền phải quý trọng. Bởi vì chỉ có chúng ta trở nên mạnh mẽ, mới có thể chân tránh ý nghĩa lên bảo vệ Diệp Thần. 5 năm trước, Diệp Thần vốn là một giới phế vật, ta ở Côn Lôn Hư bảo vệ hắn 5 năm. Ta một mực lấy là hắn có thể một bước lên trời. Sự thật nói cho ta đã đoán đúng. Hắn bây giờ trở thành Côn Lôn Hư nắm giữ, nhưng là trước mắt khốn cảnh tựa hồ càng ngày càng lớn, chỉ có mạnh mẽ chúng ta, mới có tư cách nắm trong tay một vài câu quyền. Nếu chúng ta mạnh hơn linh vận, vậy huyết kiếm môn lại coi là cái gì? Cho nên, Nhược Tuyết, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta tu luyện. Còn như Diệp Thần, ta tin tưởng hắn không phải như vậy dễ dàng chết hiểu người. Hạ Nhược Tuyết trong mắt ướt át ngay tức thì thiêu đốt lên liền một ít thứ, nàng nghiêm túc gật đầu một cái, ngồi xếp bằng. Được, tu luyện. Mặc dù linh vận không có nói cho ta là huyết mạch gì, nhưng là ta tin tưởng, chung có một ngày, ta có tư cách đứng ở Diệp Thần bên người, giúp hắn ngăn trở hết thảy. Ai nếu dám động ta Hạ Nhược Tuyết người đàn ông, ta định đạp bể lăng tiêu. Nháy mắt tức thì, ngoài điện gió lạnh lạnh lùng, ý định giết người lại là lan tràn. Côn Lôn Hư, Linh Thành. Diệp Thần tự nhiên không biết Linh Võ Đại Lục tình huống. Giờ phút này Diệp Thần trên mình vết thương phân bố, ma khí uyển như hỏa diễm trong người thân thể cháy. Đang đối mặt mọi người gây khó khăn, hắn sát đạo ngang dọc. Trên thực tế chỉ cần 8 đại phái thái thượng trưởng lão đồng thời ra tay, 8 vị nhập thần cảnh tầng 8 thiên liên thủ kết trận, tất nhiên có thể vây khốn Diệp Thần, khoảnh khắc gian bị thương nặng Diệp Thần. Cũng không phải việc khó, chủ yếu là những lão hồ ly này, quá mức tính toán. Diệp Thần chính là rõ ràng biết một điểm này, cho nên mới một chút xíu toát ra mình thực lực, để cho bọn họ không ngừng lấy là, mình đều có thể chiếm tiện nghi, sau đó từng bước rơi vào Diệp Thần trong bẫy. Phịch! Diệp Thần bắt Vương gia gia chủ, kim thân phách thể mở ra hiện ra, một đạo trần trụi kim quang phóng lên cao, hóa thành bảo vệ thuẫn lần nữa rơi xuống. Bọc lại Diệp Thần, ngăn cản những người còn lại tấn công. Kim quang bảo vệ thuẫn trong, Diệp Thần mãnh công Vương gia gia chủ, rất nhanh chặt đứt Vương gia gia chủ tứ chi, một quyền xuyên thủng tim, mất đi lực hoàn toàn bộc phát ra, ngay lập tức gian đem vị này nhập thần cảnh tầng 7 ngày gia chủ mất đi thành xương trắng. Thương thương thương, rắc rắc, kim quang bảo vệ thuẫn dần dần tan biến mở, bị mấy chục chuôi tiên khí đánh trúng, đã đầy vải vết rách. Thấy vậy, Diệp Thần điều khiển khí kim quang bảo vệ thuẫn, bắt đầu đụng bốn phía nhập thần cảnh cường giả, nhưng phát hiện người nọ thấy tự giết tới, lại có thể chạy mất dạng, không khỏi được cười to nói, lòng không đủ người, còn muốn giết ta Diệp Thần. Đơn giản là nằm mộng ban ngày. Ngày hôm nay, lão tử giết sạch các ngươi. Một khắc sau, Diệp Thần trực tiếp nổ lên kim quang bảo vệ thuẫn, mảnh vỡ hóa thành lợi kiếm bắn ra, vèo 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 xuyên thủng hơn 10 vị nhập thần cảnh trung kỳ hộ pháp. Hắn nắm chặt diệt hồn ma thần thương, đem khổng lồ khí huyết lực bơm vào trong đó, một nhát thương đâm ra cường đại lực trùng kích đánh chết 5 vị hộ pháp, mũi thương sinh ra lực lượng lôi xé 5 vị hộ pháp, còn lại 2 vị nhưng cũng bị đánh bay trừ đi. Tịch diệt Phật quốc, thiên băng kiếm trận, nhật nguyệt trảm không, giết, Diệp Thần hoàn toàn bùng nổ, sau lưng trôi lơ lửng đi ra ngoài mất đi đại đạo và giết hại đại đạo, ánh sáng đại thịnh. Mỗi người ngưng kết ra một băng 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 kiếm tạo thành kiếm trận giết ra, tay trái một quyền đánh ra, giấu quyền trong hiện ra một tòa Phật quốc, vô số mất đi Phật văn hiện lên. Tay phải cầm diệt hồn ma thần thương, đầu thương tóe ra long phượng hư ảnh, còn có một chuôi long phượng trường thương giết ra. Bình bịch bịch, oanh oanh, ba đạo công kích dọc theo lôi đài đi về trước đĩa bay, dọc đường chấn động bay không rất nhiều nhập thần cảnh cường giả. Mau tránh ra. Cũng mau tránh ra à. Lý gia gia chủ và gia chủ Trần gia hét lớn một tiếng, nhập thần cảnh hậu kỳ cường giả rối rít né qua một bên, có rơi vào ở trên gác, có trốn đường phố bên trong, bốn mỗi gia chủ và 6 phái thái thượng trưởng lão, tốc độ cực nhanh, toàn bộ tránh thoát công kích. Nhưng mà, những thứ khác nhập thần cảnh hộ pháp, trưởng lão và các đệ tử coi như tao ương. Ở ba cổ nếu như diệt thế vậy dưới sự công kích, khoảnh khắc gian thì có không thiếu nhập thần cảnh cường giả tử trận. Cái này ba đạo công kích dưới,
chỉ ít đánh chết vượt qua 50 vị nhập thần cảnh cường giả. Lui! Toàn bộ lui về phía sau. Gia chủ Trần Gia Bi phẫn kêu, nói, ba vị gia chủ theo ta cùng chung lên, vặn cổ Diệp Thần. Hắn khua kiếm hô, Diệp Thần đã không có nhiều ít chiến lực, chúng ta tứ đại gia chủ cùng lên, không tin giết không chết Diệp Thần. Không thể lại để cho những thứ khác nhập thần cảnh người đi giết. Không có đến nhập thần cảnh hậu kỳ, căn bản không ngăn được, vậy không tránh thoát Diệp Thần công kích. Những người khác đi lên, hoàn toàn liền là chịu chết. Trần không một kiếm. Tiêu diệt. Gia chủ Trần ra quát lên một tiếng lớn, từ trong lầu các càng rơi xuống, nửa đường trong tay bát phẩm tiên khí bộc phát ra một phiến màu cam sáng bóng, nhanh chóng hóa thành một đạo 10 trượng lớn nhỏ kiếm cương, hướng trong đường phố Diệp Thần gắng sức chém xuống. Như vậy kiếm cương, thanh thế như vậy, có khai thiên oai. Ẩn chứa hắn nhập thần cảnh tầng 7 ngày một kích toàn lực, bao gồm bát phẩm tiên khí bùng nổ. Ngay cả là tầm thường nhập thần cảnh tầng 8 thiên đối mặt, vậy đến bị thương nặng, không tin không đả thương được Diệp Thần. Để cho ngươi cảm thụ một chút lão tử từ hoa hạ liền bắt đầu uẩn dục sát lục chi đạo. Diệp Thần quát khẽ một câu, rút ra giết thần kiếm, thân kiếm tách thả ra sáng bóng, mấy chục đạo kiếm khí từ kiếm khí lướt qua, ở vào Diệp Thần bầu trời hội tụ ra một chuôi hơn trượng lớn nhỏ giết hại trường kiếm, phá không mà ra, trong chốc lát, kiếm phong lại có chấn nhiếp thiên địa oai. Phịch. Hai thanh trường kiếm va chạm chung một chỗ. Giết hại trường kiếm nhanh chóng văng tung tóe mở, 10 trượng lớn nhỏ kiếm cương gắng sức chém xuống, như ở Diệp Thần trên trán. Phốc. Không kém à. Diệp Thần chặn lại kiếm cương, nhưng là trào máu không dứt, nếu không phải phách thể cấp 7 thân xác, sợ rằng giờ phút này đã bị chém giết. Hắn còn chưa phản ứng trở về, gia chủ Trần gia xít tới gần, đếm quyền đánh vào trên ngực của hắn. Đem hắn nếu như bao bố rách vậy đánh bay ra ngoài, mới vừa rơi xuống đất liền bị những thứ khác ba vị gia chủ công kích, thân xác tóe ra liên tiếp chuỗi tiếng nổ. Diệp Thần cưỡng ép ổn định thân thể, như núi bất động. Từng giọt huyết dịch thấp rơi trên mặt đất, ngay lập tức gian đem đá lớn xếp thành mặt đất, hóa thành từng đạo vết rách. Giờ phút này Diệp Thần một giọt máu tươi, cũng vật không tầm thường. Ha ha ha! Diệp Thần không có chiến lực. Gia chủ Trần gia hưng phấn vô cùng, khua kiếm bổ Diệp Thần. Trước đây, đại hỗn chiến thời điểm, hắn không có tìm được cơ hội, vẫn luôn và cùng tầng thứ cường giả ở bên ngoài ngồi không, luôn luôn cho Diệp Thần tới nhất kích, nhưng bây giờ nhưng ở chủ công Diệp Thần bùng nổ ba đại công kích sau khí huyết hao hết, hắn chiến lực liền hiển lộ ra. Gia chủ ba nhà cái này sẽ vậy dừng lại, cũng nhìn chăm chú gia chủ Trần gia giết Diệp Thần. Sáu phái thái thượng trưởng lão đợi một chút, vậy đều tự đứng ở bốn phương, tránh Côn Lôn hư người đến, cái này sẽ, bọn họ kiên định, Diệp Thần, lại không có chiến lực. Diệp Thần, tên tiểu súc sinh này, phải chết. Đã như vậy, đánh tới một cái người sắp chết, không cần các người một khối lên. Gia chủ Trần gia nếu nguyện ý giết Diệp Thần, tự nhiên nhường cho hắn, còn như Diệp Thần mệnh, tiểu tạp chủng này nếu muốn chết, vậy thì tác thành hắn. Bình bịch bịch, bịch bịch, từng đạo khai thiên kiếm khí rơi xuống, Diệp Thần con ngươi co rúm một cái, chỉ có thể lui về phía sau né tránh. Dẫu sao hắn đối mặt nhưng mà linh thành một nhóm nhập thần cảnh cường giả à. Hảo hán khó địch bốn tay. Nhiều người như vậy cùng nhau đối phó vốn là yếu ớt Diệp Thần, là ở quá mức hèn hạ. Cố nhiên đẩy ra, Diệp Thần trên mình vẫn là lưu lại một đường thật dài vết máu, nhìn như vô cùng chật vật. Hắn thu hồi diệt hồn ma thần thương và hai cái đại đạo, đơn độc tay cầm cấp 4 thần vương khí giết thần kiếm đối địch, không ngừng huy động giết thần kiếm, lực lượng nhưng là chưa đủ, lại lần nữa bị đánh lui. Ở mọi người nhìn lại, Diệp Thần không thể nghi ngờ là chim sợ ná. Giờ phút này, chính là hắn quyết tử cảnh. Diệp Thần, ngươi rốt cục thì phải chết ở lão phu trong tay à? Ha ha ha, ngươi tiểu tạp chủng này đáng chết à? Gia chủ Trần ra một quyền oanh bay Diệp Thần, điên cuồng cười to nói, ngày xưa có thể phát huy ra thần vương cảnh chiến lực Diệp Thần, giờ phút này nhưng là phải chết ở tay ta trong à. Ha ha ha, ta Trần Cô Nhạn, cũng phải tên lưu sử xanh một lát. Chu diệt cái này cùng tuyệt đại thiên kiêu, chính là lão phu ta tuyệt đỉnh chiến công à. Máu gì linh tộc, cái gì linh vận tiên tôn, toàn bộ cút qua một bên.
Bản gia chủ ngày hôm nay chém tuyệt thế thiên kiêu Diệp Thần, ngày sau nhất định thành tựu vô địch đường, lên cấp thần vương cảnh, lại bước lên hỗn nguyên cảnh, nhập hợp đạo cảnh, huyết linh tộc thì như thế nào, như vậy tuyệt đại thiên kiêu Diệp Thần, các ngươi không giết được, nhưng phải chết ở lão phu dưới kiếm. Một kiếm khai thiên, tam kiếm diệt thế, gia chủ Trần gia hoàn toàn bộc phát ra, toàn thân linh lực cũng hội tụ ở bát phẩm tiên khí trên trường kiếm, quanh thân bộc phát ra vô cùng sáng bóng. Hóa thành mấy cái cự long hội tụ tại tiên kiếm trên, một cổ vô địch thế xông phá thương khung, trường chỉ nhọn cầm kiếm, lưu chuyển bốn phương sấm sét, sắp chém ra diệt thế ba kiếm. Mắt xem cuồng bạo kiếm ý thì phải tiêu diệt Diệp Thần. Đột nhiên, Diệp Thần ngẩng đầu lên. Máu tươi dính ánh mắt, nhìn như vô cùng dữ tợn và là máu. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần trên mình phun trào ra cuồn cuộn ma quang. Đỉnh đầu thương khung lại là mây đen đầy vải. Diệp Thần cười, vậy đỏ tươi trong mắt ngưng mắt nhìn gia chủ Trần gia. Lão già kia, ngươi lấy là ta sẽ bại. Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi loại này hạ đẳng đồ, còn muốn giết ta. Không biết trời cao đất rộng lão gia. Một giây kế tiếp, Diệp Thần trán lại nổi lên một đạo huyết quang. Huyết quang bên trong tẫn nhiên là một đạo trong mắt. Một đạo màu máu trong mắt. Ác ma mắt, rào rào, một cổ cực mạnh ác ma lực lao ra, do Diệp Thần thân xác lan ra, nhanh chóng tạo thành mấy đạo màu máu vòi rồng gió, phàm là bị hút vào trong đó nhập thần cảnh, đều ở đây khoảnh khắc gian bị vặn cổ thành huyết vụ đầy trời. Từ từ, ác ma lực càng ngày càng mạnh, thậm chí liên tục chu diệt các phái tất cả nhà 20 hơn vị nhập thần cảnh hộ pháp và đệ tử. Theo Diệp Thần mi tâm ác ma mắt, dần dần mở ra cho đến hoàn toàn mở ra. Ác ma lực hoàn toàn bộc phát ra, dẫn dắt vô số sấm sét hội tụ, thất luyện bắn ra bốn phía sấm sét khoảnh khắc rơi xuống, giống như mưa mảnh vậy đếm không hết sấm sét đang rơi xuống lúc, hội tụ thành một chuôi sấm sét trường kiếm, chạy thẳng tới gia chủ Trần gia tới. Không có ai có thể giết ta chọn người, người này là ma mà sống. Người này nắm giữ địa ngục luân hồi. Đột nhiên một giọng nói từ vậy đạo trong con ngươi truyền ra. Hùng hậu. Lạnh như băng, giống như tới từ địa ngục. Đây là ác ma mắt thanh âm. Phịch, sấm sét trường kiếm và ba thanh trường kiếm va chạm, vô số sấm sét bung ra, ngay tức thì phai mở ba kiếm. Đủ để chém chết nhập thần cảnh tầng 8 ngày ba đạo tuyệt thế kiếm cương, chính là như thế nhẹ mà được nổ lên, hóa thành đầy trời mảnh vỡ phân bay, sấm sét trường kiếm lại là chạy thẳng tới gia chủ Trần ra đi. Không, không thể nào. Ngươi làm sao có thể còn có thể bộc phát ra như thế cường đại lực lượng. Gia chủ Trần ra đôi mắt sắp nứt, cả người bị sấm sét hóa thành xích sắt phây khốn, giờ phút này chính là đại đạo cũng thích không thả ra được, càng thì không cách nào di động phân nửa. Mà trước mắt sắp đánh tới sấm sét trường kiếm, để cho hắn cảm thấy nguy cơ cực lớn, thậm chí có thể chết. Không, không phải có thể chết. Là nhất định sẽ chết. Chuôi này sấm sét trường kiếm quá mạnh mẽ. Mình căn bản không ngăn được. Diệp Thần, ta đầu hàng. Diệp Thần, ta đầu hàng, ta giúp người trấn thủ Côn Lôn hư. Thật, ta giúp người trấn thủ Côn Lôn hư, ta Trần gia từ trên xuống dưới, lấy ngươi làm thủ lãnh, lượn quanh ta một mạng. Gia chủ Trần gia lời nói mới vừa rơi xuống, sấm sét trường kiếm liền xuyên thủng hắn thân xác, một khắc sau, hắn thân xác vỡ ra, sâu hơn người thần hồn và đại đạo đồng thời văng tung tóe. Hoàn toàn chết. Một vị nhập thần cảnh tầng 7 ngày gia chủ. Trực tiếp chết. Cái này còn chỉ là ở Diệp Thần trọng thương dưới tình huống. Nếu như thời kỳ toàn thịnh, giết hắn cần gì phải vận dụng ác ma mắt. Hô hô hô. Hô hô. Hiện trường một phiến sắp, tất cả mọi người nhìn gia chủ Trần gia bể tan tành thân xác, chố mắt nhìn nhau. Trong đầu chỉ hiện ra, Diệp Thần, còn có thể đánh một trận. Vậy làm sao đánh? Nhập thần cảnh tầng 7 trời, nắm giữ bát phẩm tiên khí gia chủ Trần gia, khoảnh khắc bây giờ chết trận, người thân hắn chủ cho dù đi lên, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn như sáu phái thái thượng trưởng lão, giờ phút này quan sát Diệp Thần, trong lòng đều có chút phát mao. Lần này kế hoạch, dường như thua thiệt lớn. Không chỉ không có phế bỏ Diệp Thần, còn liên quan bị chu diệt hơn 500 vị nhập thần cảnh cường giả. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Thần, ngươi,
Huyết Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão tạm thời bây giờ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn trong lòng hơi thấp thỏm, nếu như một người lên, tất bị Diệp Thần giết chết. Nếu như cùng tiến lên, nhưng những người khác chưa chắc sẽ đi lên giết Diệp Thần à. Lão già kia, không cần giải thích, cũng không cần làm nhiều lý do. Các ngươi những người này, dám can đảm vây giết lão tử, tốt, các ngươi không muốn chết, lão tử cũng cho các ngươi một cái cơ hội. Một người đi ra, tiếp ta hai chiêu, nếu không chết, có thể còn sống. Giờ phút này Diệp Thần lời nói vô cùng bá đạo, giống như là giữa trời đất bá chủ như nhau, gia phái thái thượng trưởng lão, gia tộc gia chủ liền giống như là hắn bề tôi như nhau, sống chết quyền hành tất cả ở trong tay hắn. Hắn rất rõ ràng, ác ma kia mắt đang cho hắn lực lượng. Ở cứu hắn, những người này giết hại tâm cùng với chung quanh máu tươi hoàn toàn tỉnh lại hắn mi tâm tà vật. Hắn chiến lực, đã hoàn toàn kinh hãi các phái. Cho dù Diệp Thần không chịu khỏe hẳn thời đại chiến lực, vậy kiên quyết không dễ dàng. Còn lại ba cái tầng 7 thiên, 6 tầng 8 thiên. Bây giờ ác ma kia mắt cho ta lực lượng và linh hồn lực, có thể cưỡng ép thu phục một số người. Diệp Thần kế hoạch vậy sinh ra một ít biến hóa, có thể lại dĩ nhiên đang thi hành, chỉ cần kết quả như nhau, quá trình như thế nào cũng không có gì đáng ngại. Hắn một mình giết ra, hướng đan đỉnh phái thái thượng trưởng lão đánh giết ra. Bình bịch bịch, Diệp Thần đi ngang qua mặt đất rối rít xuất hiện từng cái hố to, hắn quanh thân nổ bắn ra ra ma khí, hội tụ thành một đạo ma sương mù, thẳng đem thương khung che đậy, giống như ma thần hạ xuống vậy, vô cùng kinh khủng, ma khí càng làm mọi người sợ hãi, thậm chí sợ đến trong xương cốt. Diệp Thần, ngươi, lại dám gạt ta. Đan đỉnh phái thái thượng trưởng lão sử dụng một tôn đỉnh lớn, vô cùng mạnh mẽ đan khí tràn ra ra, nếu như thác nước vậy nổ bắn ra ra một phiến phiến ánh sáng, bọc lại Diệp Thần, còn chưa tới đạt tới đánh giết liền bị giết thần kiếm phá vỡ. Một khắc sau, Diệp Thần một kiếm xuyên thủng đan đỉnh phái thái thượng trưởng lão bả vai, một tay kết ấn, một đạo càn khôn kiếm ấn đánh vào đan đỉnh phái thái thượng trưởng lão trong đầu. Chuyện gì xảy ra? Thật là đau, Diệp Thần ngươi đối với ta làm cái gì? À, đau. Đan đỉnh phái thái thượng trưởng lão đau được lăn lộn trên mặt đất. Rất nhanh, Diệp Thần lại bắt được liền Lý gia gia chủ và đan kiền môn thái thượng trưởng lão. Đồng thời cho hai người liền xuống càn khôn kiếm ấn, trừ phi cái này linh hồn người lực lượng sánh bằng thần vương cảnh trung kỳ linh hồn của cường giả lực lượng, nếu không là chắc chắn không giải được càn khôn kiếm ấn. Ngay cả là bọn họ sau lưng nhập thần cảnh tầng 9 ngày lão tổ, cũng chỉ có thể đồ hô làm sao. Một màn này nhìn mọi người mờ mịt, còn không biết phát sinh cái gì. Một khắc sau, đan đỉnh phái thái thượng trưởng lão đứng dậy tới, sắc mặt lạnh như băng. Giống như máy móc vậy hướng Diệp Thần quỳ xuống ôm quyền nói, đan diệt sinh, bái kiến chủ nhân, nhưng có chủ nhân lệnh, nô tài nguyện giết phá linh thành thiên. Cái gì? Chủ nhân? Đan đỉnh phái thái thượng đại trưởng lão, lại có thể trở thành Diệp Thần nô tài. Chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi đan diệt sinh trưởng lão, không phải giết Diệp Thần lòng vô cùng tàn nhẫn à? Tại sao có thể như vậy? Những thứ khác bốn phái thái thượng trưởng lão trố mắt nhìn nhau. Nhìn hết thảy các thứ này, căn bản không dám tin tưởng. Một vị nhập thần cảnh tầng 8 ngày thái thượng trưởng lão, dưới một người trên vạn người địa vị, lại có thể sẽ cho Diệp Thần lập tức người. Diệp Thần dùng cái gì mật pháp? Như vậy khủng bố. Lý gia gia chủ Lý Càn Khôn, gặp qua chủ nhân. Đan kiền môn thái thượng trưởng lão, đan bảy sinh, gặp qua chủ nhân. Rất nhanh, Lý gia gia chủ và đan kiền môn thái thượng trưởng lão hai người. Cùng đan diệt thần như nhau, hướng Diệp Thần quỳ xuống dập đầu. Một vị nhập thần cảnh tầng 7 thiên. Hai vị nhập thần cảnh tầng 8 thiên. Lại có thể thần phục Diệp Thần. Như tin tức này, như tình huống như vậy, thật là làm khắp thành rung động. Người khắp thành nhìn chăm chú Diệp Thần lúc, trong lòng rung động giống như biển khơi sóng lớn vậy, thỉnh thoảng có người nuốt nước miếng một cái, trong lòng càng muốn đến mấy cái danh từ. Sát thần. Sát thần. Ma vương, Diệp Thần, nơi nào là Côn Lôn hư đứng đầu à, đây quả thực là ma thần à. Lại có đầu độc lòng người, không, cưỡng ép thu phục địch nhân thủ pháp, đây quả thực, thật lợi hại. Nếu như không cẩn thận bị hắn xuống mật pháp,
há chẳng phải là chúng ta đều phải cả đời nhất thế làm hắn nô tài, hắn có thể khoảnh khắc gian liền có thể lấy những người này tánh mạng đi, nếu không hai vị thái thượng trưởng lão, một vị gia chủ, làm sao sẽ như vậy? Đan Diệt Sinh, Đan Bảy Sinh, Lý Càn Khôn, các người ba người ý gì? Cuồng Đao Môn thái thượng trưởng lão ngồi không yên, không thể không hỏi, ba người muốn đầu dựa vào Diệp Thần, là muốn cùng Linh Thành tất cả mọi người là địch à? Nguyện là chủ nhân an tiền mã hậu. Như ngươi chờ ở không ngưng chiến, chúng ta liền chu diệt ngươi cùng. Đan Diệt Sinh sắc mặt không chút biểu tình, nhưng là bộc phát ra chọc trời sát ý. Rất nhanh, hai người khác cũng là như vậy, các loại sử dụng tiên khí, định trụ Cuồng Đao Môn thái thượng trưởng lão và Khôn Kiếm Môn thái thượng trưởng lão, chỉ cần đối phương dám động, bọn họ liền dám đánh ra, không có gì, so chính bọn hắn mạng trọng yếu. Bọn họ đều biết, mạng mình toàn nắm ở Diệp Thần trong tay. Liền phản kháng cơ hội và thực lực, cũng không biết có. Giờ phút này, toàn lực là Diệp Thần tiêu diệt Bình Phong che chở, là an toàn nhất. Diệp Thần một quyền đánh nát Bình Phong che chở cấm chế, lấy ra băng hỏa thảo các loại dược liệu, bỏ vào Càn Khôn giới chỉ trong, lại nhìn về phía những thái thượng trưởng lão khác các người, nói, chư vị như muốn đánh một trận, ta hết sức vui vẻ, dù sao Linh Thành không có, đối với ta Côn Lôn hư mà nói, tốt hơn. Diệp tiểu huynh đệ nói đùa. Đột nhiên, một giọng già nua truyền tới. Một đạo thông thiên kiếm quang từ Cuồng Đao Môn sơn môn trong lao ra, thẳng tới thương khung. Vô số kiếm khí phiêu giật ra, thật là mạnh mẽ. Một vị ông cụ đồ trắng chậm rãi đạp không ra, chính là ngày xưa Cuồng Đao Môn lão tổ, hắn chậm rãi đạp không đi tới mọi người trước người, hơi ôm quyền tỏ ý Diệp Thần, cười nói, Diệp tiểu huynh đệ, cho dù căn nguyên bị tổn thương, chiến lực có thể không bình thường à. Diệp tiểu huynh đệ, ngày xưa, là gọi Diệp tiền bối đi. Lão này, thật là sẽ xem dưới tình huống thức ăn. Liền gọi cũng biến hóa được nhanh như vậy. Cuồng Đao Môn lão tổ. Nếu ngươi tới, còn lại chừng 10 vị, làm sao không ra? Là cảm thấy ta Diệp Thần bị thương, không có sức chu diệt ngươi cùng. Diệp Thần thanh âm bình thản, nhưng tràn đầy một cổ cực độ tự tin, gần như lấy mắt nhìn xuống ánh mắt nhìn về phía ông cụ đồ trắng, cười nói, ngày xưa ta tới Linh Thành, còn thấy tám phái lão tổ. Làm sao, ngày hôm nay những thứ khác năm nhà lão tổ, không chuẩn bị đi ra gặp mặt một lần. Vẫn là phải chờ ta tự mình giết tới nhà của các ngươi cửa, các ngươi mới ra ngoài liền à. Vèo vèo vèo, vèo vèo. Từng đạo chùm tia sáng phóng lên cao, mơ hồ cùng đầy trời sấm sét chống lại. Mỗi một đạo chùm tia sáng liền đại biểu một vị nhập thần cảnh tầng 9 ngày lão tổ, rất nhanh, 12 vị lão tổ đều xuất hiện, vô căn cứ dậm chân tới, thật giống như hoa hạ thần tiên trong truyền thuyết người trong vậy. Trên mình lại có thể không nhìn ra chút nào sát khí. Rất rõ ràng, các phái tất cả ra kế hoa thất bại. Diệp Thần lại dùng một cái lá bài tẩy, bạo phát ra sánh vai nhập thần cảnh tầng 9 ngày hơi thở, như coi là thật còn chưa kiệt lực, bộc phát ra thần vương cảnh hơi thở, các phái tất cả nhà đều đưa tiêu diệt. Những lão tổ này không đánh cuộc được, cho nên đi ra giảng hòa. Bọn họ cảm ứng được Diệp Thần bị thương, nhưng là không nghĩ tới Diệp Thần. Còn có nhiều như vậy lá bài tẩy và chiến lược. Triệt để đã quyết định, Diệp Thần, không thể lại chọc. Nếu không, Diệp Thần có thể hay không phế bỏ không nhất định, Linh Thành các phái tất cả nhà sợ rằng sẽ hoàn toàn chết, đến lúc đó Côn Lôn hư người tới tấn công, chính là hoàn toàn xong đời. Diệp tiểu huynh đệ, vẫn là như vậy gấp gáp à? Diệp tiểu huynh đệ, nếu đã tới Linh Thành, chúng ta tự nhiên sẽ còn như người thương thế. Bất quá người trước đó giết hại, ngược lại có chút nặng. Mấy vị lão tổ mở miệng vừa nói. Rất nhanh, 12 vị lão tổ liền đi tới Diệp Thần các người trước người, 7 phái lão tổ đều là nhập thần cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp, những thứ khác năm nhà lão tổ ngược lại là mới vào nhập thần cảnh tầng 9 trời, cũng không có cửu phẩm tiên khí, xem ra là yếu hơn một nước, chưa chắc có thể sánh bằng ngày xưa tiểu nhân vô sỉ Lý Giai Vĩ. Giết hại có nặng hay không, ta định đoạt. Các phái thiết lập xuống lôi đài, cũng không phải là muốn ở ta nơi này, mưu cầu chút lợi, tốt kết giao huyết linh tộc à. Chư vị nếu muốn làm nô tài, muốn tính toán ta, làm sao giờ phút này không nhịn được, đi ra. Diệp Thần bùng nổ ác ma khí, trước ngực hiện ra một bộ khôi giáp, có hơn mấy chục đạo ma quang hiện lên,
mấy chục chuôi bị ma hóa tiên khí đĩa bay ra, quanh quẩn ở hắn quanh thân, tùy thời tùy chỗ cũng có thể bùng nổ một kích chí mạng, thậm chí bản thể hơi thở cũng đang không ngừng đi lên leo lên. Chỉ cần mở một cái chiến. Diệp Thần có lòng tin, lúc này bắn chết mấy vị mới vào nhập thần cảnh tầng 9 ngày lão tổ. Đây chính là hắn ấn đường ác ma mắt lực lượng. Khủng bố đến mức tận cùng. Chỉ tiếc ác ma mắt xuất hiện tỷ lệ vô cùng thiếu. Vậy đạo thanh âm thần bí chợt ẩn chợt hiện. Diệp Thần căn bản không cách nào nắm trong tay. Càng không thể nói ác ma mắt là hắn lá bài tẩy. Diệp tiểu huynh đệ nói đùa. Sự việc phát triển đến như tình huống như vậy, bọn ta kế hoạch đã là bại lộ. Cuồng đao môn lão tổ đại biểu những thứ khác 12 vị lão tổ, tiến lên tự thuật nói, lá tiểu huynh đệ kế hoạch, chúng ta cũng biết, đơn giản không muốn chúng ta quấy rầy người Côn Lôn hư, chúng ta cũng ở đây ở chỗ này cho biết Diệp tiểu huynh đệ, bắt đầu từ bây giờ, một trong năm chúng ta sẽ không đối phó Côn Lôn hư người bất kỳ. Như thế nào? Chưa ra hình dáng gì? Diệp Thần thần giác buộc vòng quanh một nụ cười, nói, Đan Diệt Sinh cùng ba người, coi là thủ hạ ta, sau đó liền trú đóng ở Linh Thành. Hắn nhìn về phía vậy ba người, nói, ngươi cùng nhớ, trú đóng ở Linh Thành, phàm là có người muốn tiến vào Côn Lôn hư, vô luận tu vi cao thấp, địa vị như thế nào, cho dù là các ngươi lão tổ, cũng có thể giết. 10 năm sau, ta sẽ là các ngươi giải trừ phong ấn. Hơn nữa, một khi có người giết các ngươi, ta sẽ cảm ứng được tình huống. Hắn ánh mắt rơi vào 13 vị lão tổ trên mình, cười nói ta sẽ chạy về, diệt cái này 13 thế lực lớn. Nằm vùng người ở Linh Thành. Hơn nữa cái này ba người địa vị không thấp, có thể chống lại bộ phận Linh Thành thực lực. Nhưng tuyệt không phải có thể chống cự 13 đại thế lực người, có thể Diệp Thần ở đây, Diệp Thần ở chính là bọn họ lớn nhất lá bài tẩy, lẫn nhau là tác dụng. Ít nhất có thể bảo đảm Linh Thành mấy trong năm không rảnh chiếu cố đến Côn Lôn hư. Tuân lệnh, chủ nhân. Chúng ta thế cũng sẽ không để cho Linh Thành người, tiến vào Côn Lôn hư. Chỉ là, Đan Diệt Sinh trong con ngươi thoáng qua chút lo lắng, nói chỉ là, nếu có những thứ khác thế lực, ví dụ như Linh Võ Đại Lục tới huyết linh tộc, hoặc là những tông phái khác gia tộc người, chúng ta chưa chắc chống đỡ được. Cái này, các ngươi không cần nóng nảy. Diệp Thần nhìn về phía 13 vị lão tổ, cười nói, các ngươi 13 người, có thể giúp ta ngăn trở. Nếu như không đỡ, Côn Lôn hư xảy ra chuyện, ta cái đầu tiên cầm Linh Thành cho hả giận. Hừ, Diệp tiểu huynh đệ, giọng không nhỏ à. Lợi hại lòng à. 13 người cho dù không vui, nhưng không có ra tay. Bọn họ thấy Diệp Thần bùng nổ thần vương cảnh chiến lực tình huống, không có tuyệt đối nội tình và chắc chắn. Là căn bản không có thể xuất thủ. Như vậy thứ nhất, Diệp Thần ân uy cũng dùng, cũng có thể vững chắc Linh Thành. Huyết Thiên Môn lão tổ chậm rãi đi ra, bên trái vung tay lên, mấy chục đạo quang tụ vào Diệp Thần lòng bàn tay bên trong, nói, những thứ này, tính ta Linh Thành các phái tất cả nhà cho ngươi bồi ngươi, ngươi trở về chữa thương đi. Chúng ta, sẽ không lại khởi động lòng ngươi tư. Cũng không phải là ngươi cùng không nhúc nhích, mà là ngươi cùng dám động. Ta liền chu diệt ngươi cùng. Diệp Thần thủ hạ những thứ này tiên khí, xoay người rời đi. Hắn có thể cảm giác được ác ma mắt lực lượng sắp tiêu tán. Thậm chí từng đạo mệt mỏi cảm giác vọt tới. Nếu là bị những thứ này lão yêu quái phát hiện, hắn có thể cũng không đi được. Dưới mắt vẫn là nhanh lên cứu Tiểu Hoàng và Huyết Long. Lần này tới Linh Thành một chuyến, cực lớn suy nhược Linh Thành thực lực. Đồng thời còn đạt được 15 kiện trung phẩm tiên khí, cũng có thể biểu diễn Côn Lôn hư thực lực, còn như Đan Diệt Sinh các người, ở Linh Thành đều là người có quyền cao chức trọng, giết bọn họ, Linh Thành không gặp được nguyện ý, bọn họ cũng không gặp được sẽ thật giết Linh Thành người, lẫn nhau là ngăn được, chỉ cần thời gian một dài, Côn Lôn hư cường đại lên, bọn họ như thế nào cũng không có ngại. Diệp Thần trở lại Quang Minh Điện, tiện tay đem linh tộc lấy được một ít tiên khí ném cho Hàn Vân. Đồng thời hỏi Diệp Lăng Thiên nói, Lăng Thiên, luyện khí các tình huống, như thế nào? Đồng thời, luyện đan các như thế nào? Diệp Lăng Thiên ôm quyền, một mặt thận trọng, nói, Điện Chủ, ta đã thu 5 người đệ tử, đặc biệt phụ trách luyện khí. Còn như ta và Phó Các Chủ, đã miễn cưỡng có thể luyện chế bán tiên khí. Giờ phút này, Diệp Lăng Thiên uống không thiếu tiên đan, tu vi đã cưỡng ép tăng lên tới đế tôn cảnh tầng 9 thiên.
chỉ cần hắn bước vào nhập thần cảnh, là được luyện chế tiên khí. Điện chủ, ta luyện đan các, có thể luyện chế cấp một tiên đan, có giúp cho đại đạo hoàn thiện. Linh nhất đan tôn ôm quyền tự vừa nói, hắn ở trên cao lần đại chiến trước lên cấp đến nhập thần cảnh nhất tầng thiên. Từ linh nhất đan tôn và bạch vụ đan tôn, có thể luyện chế hình thức ban đầu đan sau đó, nhiều đế tôn cảnh cường giả thực lực nhanh chóng tăng lên. Tất cả các đế tôn cảnh cường giả, rất nhiều đều là qua thiên tuế lão gia, nội tình đủ, chỉ là đối với đại đạo hình thức ban đầu hoàn thiện không tới, một khi đạt được hình thức ban đầu đan, liền sẽ nhanh chóng bạo tăng, cơ hồ một quả hình thức ban đầu đan liền có thể để cho bọn họ phá một cảnh giới, có người thậm chí liên tục phá hai ba cảnh giới. Hôm qua lên cấp nhập thần cảnh đều có hai ba người. Côn Lôn hư thực lực vậy đang nhanh chóng tăng trưởng chính giữa, Hàn Vân chủ đạo các hạng công việc, đồng thời vậy tìm thời gian tu luyện, chiến lực tăng trưởng không thiếu. Tinh kiếm môn cùng tám thế lực lớn tiến vào Côn Lôn hư, vậy mang tới hàng loạt tiên khí và tiên đan, đối với Côn Lôn hư trợ giúp không nhỏ. Mặc dù có nhiều như vậy đan dược, nhưng là những đan dược này nhưng không cách nào giúp Diệp Thần đột phá. Dẫu sao Diệp Thần công pháp và huyết mạch quá mức mạnh mẽ, những đan dược này đối với Diệp Lăng Thiên và những người khác có thể hữu dụng. Nhưng đối với hắn mà nói, căn bản không có tác dụng. Diệp Thần liền nghĩ tới Tiểu Hoàng sự việc, liền phân phó nói, Linh Nhất, chuẩn bị lò luyện đan, ta muốn luyện chỉ linh đan. Điện chủ, chỉ linh đan. Linh Nhất đan tôn tâm thần chấn động một cái, ngắm nhìn Diệp Thần, nói, điện chủ chẳng lẽ căn nguyên căn cơ bị tổn thương? Có một ít bị tổn thương. Lần này biết luyện chế ba cái chỉ linh đan. Bất quá, không có cho những người khác phân ngạch, ta có khác chỗ dùng. Diệp Thần giao phó một câu, liền đem dược liệu ném cho Linh Nhất đan tôn, chuẩn bị buổi tối luyện chế đan dược. Rất nhanh, ban đêm hạ xuống, tất cả đại các chủ, thậm chí còn tinh kiếm môn lão tổ đợi một chút rối rít đi tới đài xem sao dưới, nhìn chăm chú trên đài Diệp Thần luyện đan. Luân hồi mộ địa trung thần đan quân chủ ở bên cạnh hướng dẫn, hắn là có thể luyện chế ra hợp đạo thần đan cường giả, hướng dẫn Diệp Thần luyện đan tất nhiên dễ như trở bàn tay. Không tới 2 giờ, ba cái chỉ linh đan ra lò. Diệp Thần lập tức bế quan, bước vào luân hồi mộ địa, khi thấy huyết long và tiểu hoàng mạc dạng, Diệp Thần đau lòng cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Dẫu sao tiểu hoàng và huyết linh một mực bảo vệ mình, cũng là bởi vì là mình bị nặng như vậy tổn thương. Bất kể như thế nào, hắn đều phải cứu tiểu hoàng và huyết long. Không tiếc bất cứ giá nào. Hắn nâng tay trái lên bưng hai quả chỉ linh đan. Tay phải điều động khí huyết lực, đem chỉ linh đan hóa thành từng đạo căn nguyên lực, phân biệt khôi phục huyết long và tiểu hoàng trong cơ thể. Oanh oanh oanh, oanh, từng đạo tiếng sấm truyền ra. Huyết long và tiểu hoàng quanh thân quanh quẩn sấm sét nhanh chóng phân hóa mở, hóa thành trăm ngàn đạo quang thúc, đem cả tòa luân hồi mộ địa biến thành sấm đỉnh thần điện vậy, khắp nơi đều là sấm sét, lộ ra từng cổ một hủy diệt khí cơ. Tiểu hoàng và huyết long phát giác cái gì, trong mắt mở ra, lại trực tiếp giải khai luân hồi mộ địa, đằng bay ra, ở vào trung ương đại điện, quanh thân lóe ra ánh sáng rực rỡ bảy màu, chúng bản thân đại đạo vậy nổi lên, đang nhận lấy chỉ linh đan tư bổ. Khoảng cách các ngươi tỉnh lại, có chừng chừng 2 tiếng. Ta cũng trước chữa thương đi. Diệp Thần ăn còn lại một quả chỉ linh đan, đem bất diệt kiếm đạo tách thả ra, thu nhỏ thành 5-3 gạo lớn nhỏ. Đặt ở bên người, điều động trong cơ thể bổn nguyên lực lượng từng bước hoàn thiện và tự chữa bất diệt kiếm đạo. Căn nguyên căn cơ thương thế, rõ ràng nhất chính là trên đại lộ. Nhất là Diệp Thần loại này đế tôn cảnh cường giả, trọng yếu nhất là lớn nói, chiến lực mạnh nhất được cũng là lớn đạo. Tự chữa căn nguyên căn cơ, chủ yếu là tự chữa đại đạo hình thức ban đầu. Chỉ cần đại đạo hình thức ban đầu tự chữa nguyên vẹn, căn bản coi như là vô ngại. Hô hô hô, hô hô, bất diệt kiếm đạo nếu như một cái thu nhỏ lại bản con sông, nội bộ sôi trào lên đạo đạo bất diệt kiếm ý, nội bộ cửa hang và rách dưới cũng ở đây vô cùng độ nhanh khép lại, toát ra kiếm ý hỏa khí cơ hội, vậy càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Bất diệt kiếm đạo tự chữ nguyên vẹn, toàn bộ nhìn qua giống như là bể khổ vậy, do kiếm khí hội tụ mà thành biển sông, không ngừng sôi trào. Từng đạo kinh thiên kiếm ý tản ra, Diệp Thần khí cơ cũng ở đây dần dần tăng cường, lại là mượn chỉ linh đan lực lượng,
bắt đầu hoàn thiện bất diệt kiếm đạo, từng bước tiến về trước. 10 phút trôi qua, Diệp Thần rực rỡ đổi mới hoàn toàn, chiến lực khôi phục lại trạng thái tột cùng, căn nguyên căn cơ thương thế vậy hoàn toàn khôi phục. Đồng thời, bất diệt kiếm đạo hoàn thiện 30%, chính thức phá cảnh để đạt tới đế tôn cảnh tầng 7 thiên. Không chỉ có thương thế khôi phục, công lực cao hơn nhất tầng thiên. Chiến lực chí ít so với so ở Linh Thành lúc, tăng lên gấp mấy lần có thừa. Chính là bây giờ, đối với nhập thần cảnh tầng 9 trời, Diệp Thần cũng tuyệt đối có nắm chắc đánh chết đối phương. Hắn nhìn về phía trên bầu trời huyết long cần, hắn vết thương trên người đã toàn bộ biến mất, tỉnh tỉnh mê mê trong đã thanh tỉnh lại. Không chỉ như vậy, huyết long lần này lại khổng lồ mấy phần. Thực chất hóa càng rõ ràng hơn. Diệp Thần kích động không thôi, dẫu sao luân hồi mộ địa đại năng nói với hắn. Huyết long hư ảnh trưởng thành, mới là Diệp Thần chân chính lá bài tẩy. Nếu có một chiêu một ngày, huyết long trưởng thành đến nó thượng cổ huyết mạch hình thái. Huyết kiếm môn và huyết linh tộc lại coi là cái gì? Chủ nhân, ngươi dùng đan dược cứu chúng ta. Huyết long nhìn về phía Diệp Thần, dò hỏi, là chỉ linh đan. Đúng vậy. Ngươi và Tiểu Hoàng cùng tầng thứ, đều là thuộc về thượng cổ đại năng hậu duệ. Tiểu Hoàng tựa hồ lại phá quan, ngươi thử một lần, ngươi có được hay không mượn đan dược này tăng lên. Diệp Thần ánh mắt rơi vào Tiểu Hoàng trên mình, phát hiện Tiểu Hoàng thương thế càng thêm hoàn toàn khôi phục, đang rút ra lấy sấm sét lực lượng, trợ giúp mình phá quan. Dạ, chủ nhân. Huyết Long nhắm mắt lại, tựa như đang cảm thụ cái gì. Rất nhanh, Huyết Long trong cơ thể bộc phát ra một cổ cực hạn lực lượng, lại trực tiếp giải khai bốn phương cửa điện, hóa thành một cái thông thiên huyết long ngất trời ra, thân rồng màu máu vảy rồng phản xạ xuất đạo đạo quang trạch, đầu rồng mắt nhìn xuống đất đai, thật giống như thượng cổ thần long ra đời phàm trần. Khí cơ mở ra gọi tới, nếu như gió lớn cuộn sạch đất đai, làm được tinh kiếm môn lão tổ, Hàn Vân cùng đuổi người, đều không đáng thân hình lảo đảo. Chí ít sánh bằng nhập thần cảnh trong hậu kỳ. Không, không dứt. Diệp Thần tung người bay ra, rơi vào trên đài xem sao, ngưng mắt nhìn trước mắt huyết long, hơi mỉm cười nói, người bây giờ, có thể chiến cái gì cấp bậc kẻ địch. Chủ nhân, ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta cảm thấy ta có thể không sợ nhập thần cảnh đỉnh cấp, cũng hoặc là thần vương cảnh tiền kỳ kẻ địch. Thậm chí một ít nhập thần cảnh, đối với ta mà nói, có thể một hớp long diễm phun thành trọng thương. Còn như thần vương cảnh cường giả. Ta cảm giác long diễm đối với thần của bọn họ vương đạo, sẽ có rất mạnh công kích hiệu quả. Huyết long đúng sự thật nói ra, trong cơ thể lực lượng cuồn cuộn không ngừng, xa so khí cơ triển lộ ra được cảnh giới mạnh hơn được hơn. Dẫu sao có thượng cổ huyết ma long thần huyết mạch. Há là tầm thường hung thú có thể so sánh. Chủ nhân, ta cảm giác giống vậy đến trong cơ thể còn có phong ấn có thể bể. Tổng cộng là tầng 9 phong ấn. Ta trước trong lúc vô tình đánh nát trước mặt hai tầng phong ấn. Lần này ta phá vỡ tầng thứ ba phong ấn, thực lực tăng trưởng rất nhiều, sau này nếu là có thần vương cảnh võ giả tới tìm phiền toái, ta tuyệt đối có thể chu diệt chi. Được, người ta cũng thực lực đại tăng. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, trở về đi, đợi hồi liền xem Tiểu Hoàng tình huống. Nháy mắt tức thì, huyết long cần hóa thành một đạo huyết quang, tụ vào Diệp Thần trong cơ thể đi. Diệp Thần khí tức trên người mơ hồ vậy cường hóa không thiếu. Sau đó Diệp Thần, xem xuống phía dưới những cái người kia thần cảnh các chủ, trưởng lão các loại, cười nói, người cùng mỗi người tản đi. Trúc Điện Chủ khỏi bệnh. Trúc Điện Chủ thực lực đại tăng, ta Côn Lôn hư ắt sẽ vô địch. Hàn Vân các người ôm quyền lời nói một phen, liền tất cả từ trở lại cửa điện trong bế quan đi. Quang Minh Điện Đường thành lập sau đó, xây dựng không thiếu đại điện. Phàm là có chút thực lực được cũng phân được một ít thiền điện, trong điện cũng bố trí có bữa linh tụ trận, đối với tu luyện hữu ích, hơn nữa nhìn hết sức lớn khí. Diệp Thần mới vừa trở lại mình ngủ trong điện, liền cảm giác được một cổ cực mạnh khí cơ hiện lên. Hắn vào cửa vừa thấy, vô số sấm sét đều bị Tiểu Hoàng chiếm đoạt, Tiểu Hoàng đang lột xác, khí cơ càng ngày càng mạnh, thậm chí cũng sánh bằng nhập thần cảnh hậu kỳ, còn đang không ngừng đi lên tăng cường. Không chỉ như vậy, Tiểu Hoàng quanh thân hiện lên đạo đạo ánh sáng. Vậy lạnh như băng con ngươi và đỏ tươi con ngươi vô số phù văn lưu chuyển. Cái này, chẳng lẽ Tiểu Hoàng lại phải tiến hóa?
Giờ khắc này Diệp Thần nhìn Tiểu Hoàng giữ tợn dáng vẻ kích động đến mức tận cùng. Hắn so người bất kỳ cũng rõ ràng Tiểu Hoàng. Mỗi một lần tiến hóa liền đại biểu càng cường đại hơn. Đã từng luân hồi mộ địa đại năng lưu lại qua một câu nói tiếng nói. Cái này thượng cổ hung thú cả đời phải trải qua 7 lần biến hóa, mỗi một lần cũng sẽ lột xác, hung thú giống như và thực lực đều sẽ có biến hóa rất lớn, đến khi lần thứ 7, liền là thú vương, nuốt trời thực, uy chấn bát phương. Ngươi tốt hơn sinh đối đãi, cái này thậm chí có thể trở thành ngươi bách chiến bất bại một đạo lá bài tẩy. Tiểu Hoàng tiến hóa, giờ phút này hẳn là thứ 3 lần. Trước 2 lần giống như này khủng bố, lại là ra đời xanh đỏ hai con ngươi. Cái này thứ 3 lần lại có cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Diệp Thần tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng chung quanh bởi vì năng lượng ba động nguyên nhân, bụi mù cuồn cuộn lên. Mặt đất lại là vỡ vụn ra. Tạo thành một cái hố sâu to lớn. Mà hố sâu bên trong chính là tiến hóa Tiểu Hoàng. Oanh oanh oanh. Oanh oanh. Vô số sấm sét hội tụ, hóa thành một phiến phiến mây sấm, đem thương khung che đậy. Tựa như giống như ngày tận thế giống vậy cảnh tượng, làm được đại điện mọi người kinh hãi, chính giữa tràn ra ra sấm sét lực, làm được bọn họ đều cảm giác được một cổ sâu tận xương tủy sợ hãi. Đột nhiên, Tiểu Hoàng xanh đỏ hai con ngươi chung quanh phù văn bỗng nhiên phóng thích, cuốn lên sấm sét, lại đang đỉnh đầu hình thành một đạo khủng bố hư ảnh. Vậy một đầu vô cùng cái uy nghiêm cự thú hư ảnh. Trăm trượng thân thể, đứng ở trên đất trống, ngửa mặt lên trời thét dài. Nhập vào xuất ra những thứ này sấm sét ngâm thân thể. Rột rột, tí tách. Đồng thời, vô số sấm sét từ trong hư ảnh rơi xuống, quanh quẩn ở Tiểu Hoàng trên mình. Rất nhanh, Tiểu Hoàng cả người máu màu vàng lông, hoàn toàn biến thành máu lông màu vàng, hơi thở hơn nữa thuần khiết. Sừng sững gian, tứ chi của nó quanh quẩn ra một đoàn đoàn quang trạch, một lát sau truyền ra từng đạo bể tan tành thanh âm, tứ chi rối rít xuyên thủng sáng bóng. Đổi được hơn nữa cuồng bạo, vốn là móng vuốt cũng giống như trở nên lớn, càng bị miếng vảy bao trùm, cũng hiểu rõ tính vô cùng nhiều màu vàng miếng vảy từ lông trung sinh dài ra, quanh quẩn ra từng cổ một mất đi lực lượng. Chân móng rút đi lông, dính đầy màu vàng miếng vảy, giống như rắn bay hóa long vậy, màu vàng vảy hơi thở, tựa hồ so tầm thường vảy rồng mạnh hơn hoành không thiếu. Chí ít kiếm xanh yêu hoàng vảy rồng, uy năng và phòng ngự xa không bằng Tiểu Hoàng màu vàng miếng vảy. Cuối cùng, Tiểu Hoàng ở bụi đất ở giữa bóng dáng tựa như biến thành một đầu kỳ lân. Một đầu uy phong lẫm lẫm thượng cổ kỳ lân. Hống! Phá đạo! Tiểu Hoàng cao quát một tiếng, nếu như sấm, truyền khắp trên trời dưới đất, giống như sơn hô hải khiếu vậy. Nó hai móng hội tụ trước ngực, khí huyết lực hoàn toàn bộc phát ra, từng đạo ánh sáng hiện lên. Vèo! Một chuôi cửu phẩm tiên khí bay tới. Diệp Thần ném ra trước được một chuôi cửu phẩm tiên khí, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng, lời nói, Tiểu Hoàng lại có thể phá cảnh, muốn bước vào nhập thần cảnh. Như Tiểu Hoàng thành tựu nhập thần cảnh, không dùng tới bổn nguyên lực lượng dưới tình huống, ít nhất có thể chu diệt nhập thần cảnh hậu kỳ cường giả. Còn như huyết long, giống vậy phá cảnh bước vào nhập thần cảnh. Xem ra, ta tốc độ tu luyện, vậy được tăng nhanh à? Hắn ngưng mắt nhìn xa xa linh thành. Suy tư liền liền, có lẽ, cái này sẽ tự mình thật nên tiến vào linh võ đại lục, thanh hồng môn không gian truyền tống trận tới một cái một lần cơ hội, đã hao hết. Lần này, có lẽ được ngồi những thứ khác không gian truyền tống trận. Linh võ đại lục phân làm đông nam tây bắc trong năm vực, mỗi một vực cũng so Côn Lôn hư lớn hơn 10 lần không dứt, huyết kiếm môn và bắc cung gia tộc lợi cho nam vực, vàng bộ gia tộc lợi cho bắc vực, đến lúc đó đi đến linh thành. Ngược lại là phải thật tốt hướng tám đại môn phái các lão gia biết rõ ràng. Còn như băng kiếm tiên tôn và niếp bách kiếm bọn họ, nhẹ thì mấy ngàn năm không đi linh võ đại lục. Nặng biến mất mấy chục ngàn năm, hỏi bọn họ, nhất định là hỏi không ra kết quả gì. Bình bịch bịch, bịch bịch, Tiểu Hoàng hai con người quanh quẩn vô cùng cái uy thế ánh sáng, cả người lông vàng bổ sung thêm miếng vảy, mơ hồ tạo thành một bức màu vàng vảy. Nó đi về trước mấy bước. Liền đem đất mặt đạp được lõm xuống, nhìn về phía Diệp Thần, nghiêm túc nói, lão đại, ta chỉ ít sánh bằng nhập thần cảnh tầng 7 ngày. Lần này, chúng ta cùng nhau xông xáo linh võ đại lục. Mặc dù ta bây giờ còn chưa có năng lực đối kháng linh vận,
nhưng là Kỳ tiểu thư và Hạ tiểu thư, ta sẽ giúp ngươi cùng nhau tìm về. Huyết Long chắc tương đương với nhập thần cảnh tầng 5 ngày đi. Lão đại, ngươi tốc độ phải thêm mau à? Nó tuét miệng cười nói, ngươi mới đế tôn cảnh tầng 7 thiên. Bất quá bước vào linh võ đại lục, cảnh giới của ngươi hẳn sẽ nhanh chóng tăng trưởng, Côn Lôn hư tài nguyên và nơi đó tài nguyên căn bản không có thể như nhau. Diệp Thần liếc một cái Tiểu Hoàng, hắn nhận ra được giờ phút này Tiểu Hoàng bùng nổ hơi thở quá mức khủng bố, đưa đến Diệp Lăng Thiên và những người khác cực kỳ khó chịu, liền nói. Nếu ngươi thương thế khôi phục, vậy thì thu nhỏ lại hồi lúc đầu dáng vẻ, tiến vào luân hồi mộ địa. Được. Tiểu Hoàng hít thở sâu một hơi, thân thể hóa thành một đạo kim quang, tụ vào Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần triệu tập tới Hàn Vân, Huyết Ma Sơn Chủ, Tinh Kiếm Môn Lão Tổ đợi một chút nhân vật chủ yếu. Hàn ánh mắt quét nhìn tại chỗ tất cả cường giả, nói các vị, bây giờ ta có thể phải rời đi một đoạn thời gian. Một năm thời gian, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài không dài. Nếu và Linh Vận cùng với Huyết Linh Tộc ước định là một năm thời gian, vậy tất nhiên chính là sang năm 10 ngày 17 tháng 2. Ta chí ít sẽ qua sang năm tháng 12 trước trở về, chuẩn bị hết thảy, chuẩn bị phản công Huyết Linh Tộc, ngươi cùng trước mắt không nên đi bên ngoài, bao gồm Linh Thành cùng Phạm Vi, hết thảy sự vật giao cho những người khác xử lý, hết sức cố gắng tu luyện. Thực lực mới là mấu chốt. Côn Lôn Hư có luyện khí các, luyện đan các. Một năm thời gian, đủ để cho hàng loạt đế tôn cảnh lên cấp nhập thần cảnh. Chỉ là khó mà có thần vương cảnh cường giả, cuối cùng còn phải là dựa vào Diệp Thần. Diệp Thần không thể dựa vào Côn Lôn Hư người, hắn phải nghĩ biện pháp ở Linh Võ Đại Lục thu một nhóm người mới được, nếu không một năm sau đánh, mình đối với Khuê Ảnh, Trần Long các người. Thậm chí còn Huyết Kiếm Môn những thứ khác hỗn nguyên cảnh, thần vương cảnh trưởng lão, hộ pháp, căn bản không người có thể chống đỡ. Cần tuân điện chủ lệnh. Chúng ta tuyệt không phụ lòng điện chủ, một năm sau, nhất định để cho điện chủ thấy 200 vị trở lên nhập thần cảnh cường giả. Hàn Vân ôm quyền tự thuật, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc và áy náy. Quả nhiên, chúng ta vẫn còn quá yếu. 200 vị nhập thần cảnh, đây đã là lớn nhất cực hạn, nhưng cũng có thể Huyết Kiếm Môn đệ tử nội môn, đều có hơn ngàn nhập thần cảnh đi. Chúng ta, vẫn là nhờ điện chủ chân sau. Nếu không điện chủ không để ý tới sẽ chúng ta, sợ rằng bây giờ đã ở Linh Võ Đại Lục phối hợp được phong sinh thủy khởi. Diệp điện chủ, nếu đồng sanh cộng tử, chúng ta vậy hết sức tương trợ các vị. Tinh Kiếm Môn lão tổ hít thở sâu một hơi, tựa như làm quyết định tính lựa chọn vậy, cuối cùng đưa tay tỏ ý ngoài cửa nói, mời điện chủ lên đường đi, điện chủ tương lai, không ở nơi này, cũng không ở Linh Thành, ngài tương lai là tinh thần biển khơi, vạn nhận đỉnh núi. Không người nào có thể ngăn trở ở Diệp Điện Chủ. Diệp Điện Chủ cũng không cần thời khắc khác là chúng ta ràng buộc, nếu thật đến một khắc kia, Diệp Điện Chủ chỉ có thần vương cảnh tu vi nói, xin Diệp Điện Chủ không muốn trở về, chúng ta sẽ tự bảo, tuyệt không để cho Huyết Linh Tộc người làm nhục. Đến lúc đó, mời Diệp Điện Chủ là chúng ta báo thù cho giỏi. Hắn nói được chân thiết, không sai, hết thảy hy vọng và sức sống, đều ở đây Diệp Thần nơi này. Bây giờ, tám thế lực lớn và quang minh điện đường mọi người, duy nhất có thể làm được chính là cố gắng tu luyện, còn như những thứ khác, trốn. Cho dù trốn vào Linh Võ Đại Lục, lấy Huyết Linh Tộc và Bắc Cung gia tộc lực uy hiếp, sớm muộn phải bị tìm ra. Đầu hàng. Lấy Huyết Linh Tộc hoành hành bá đạo, lãnh khốc vô tình thủ đoạn. Đầu hàng, cố nhiên có thể sống sót, nhưng quyết đối với sẽ thì sống không bằng chết, thà như vậy, không bằng ở lại Côn Lôn Hư, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Không cần như vậy bi như vậy. Một năm thời gian, ta bước vào hợp đạo cảnh, không khó. Lấy ta thực lực, hợp đạo cảnh trung kỳ, đánh bại hợp đạo cảnh đỉnh cấp Khuê Ảnh, vấn đề không lớn. Diệp Thần lạnh lùng nói, ta sẽ không để cho Côn Lôn Hư, cùng với các ngươi hủy diệt. Nói xong, Diệp Thần tung người nhảy một cái hóa thành một đạo lưu quang, chạy thẳng tới Linh Thành đi. Hàn Vân và Tinh Kiếm Môn lão tổ các người, ngắm nhìn Diệp Thần rời đi thanh âm, tất cả đều than thở liên liên, chúng ta vẫn là liên lụy điện chủ à. Nếu không phải bởi vì chúng ta, điện chủ cũng không cần gấp gáp như vậy, căn nguyên thương thế mới vừa khôi phục, liền muốn đi xông xáo Linh Võ Đại Lục. Này đi một lần,
phải là hung hiểm liền liền à, chúng ta hết sức tu luyện, không cho điện chủ mất thể diện. Diệp Thần lại lần nữa đi tới Linh Thành, ngay lập tức gian, 13 đạo hơi thở bay lên trời. 13 vị lão tổ bay lên không xuất quan, rối rít ngưng mắt nhìn Diệp Thần, đều có chút vẻ kiêng kỵ, cảm giác được Diệp Thần rõ ràng so với hôm qua thực lực cường đại rất nhiều, rất nhiều. Chí ít bây giờ, chiến lực không kém bọn họ bao nhiêu. Nếu như Diệp Thần bùng nổ lá bài tẩy, bọn họ thắm thía biết mình tuyệt không phải đối thủ. Dứt khoát Diệp Thần vừa tiến vào Linh Thành, bọn họ toàn bộ đều ra nghênh tiếp. Diệp tiểu huynh đệ, đến lần nữa, là có chuyện gì không? Nếu như có thể ra sức, chúng ta tự nhiên ra sức một hai. Cuồng Đao Môn lão tổ sắc mặt không thay đổi, dịu dàng hỏi thăm. Muốn đổi lại là những người trẻ tuổi khác, thanh thế như vậy, vị này lão tổ sợ rằng đã một cái tát đập chết đối phương, nơi đó sẽ giống như là đối với Diệp Thần như vậy tôn kính. Các vị đều xuống, ở phía trên đứng cũng không phải chuyện. Diệp Thần đi tới Lý Gia trong hậu viện, ánh mắt quét qua 13 vị lão tổ, cười hỏi, các vị, hẳn lúc còn trẻ, tiến vào qua Linh Võ Đại Lục đi, đối với Linh Võ Đại Lục biết rõ không thiếu đi. Ta muốn biết Linh Võ Đại Lục tình huống cụ thể. Còn nữa, các ngươi cảm thấy ta nên đi nơi nào? Diệp Thần con ngươi lộ ra một tia nghiền ngẫm. Hắn tự nhiên không thể nào trước đi tìm linh vận, hắn bây giờ căn bản không có tư cách. Chỉ có cố gắng đột phá và mạnh mẽ mới là vương đạo. Huyết linh tộc cũng ở đây Linh Võ Đại Lục. Vậy luân hồi mộ địa trăm vị đại năng nhốt chi địa, nhắm thẳng vào Linh Võ Đại Lục giá cao võ vị diệt. Dĩ nhiên bất kể là nhốt chi địa vẫn là linh vận tiên tôn, đều không phải là Diệp Thần bây giờ nên nghĩ. Hắn bây giờ cần cơ duyên và trưởng thành. Hắn tin tưởng trước mặt 13 người sẽ cho hắn câu trả lời. 13 vị lão tổ liếc mắt nhìn nhau. Chính giữa đan đỉnh phái lão tổ nhẹ sờ râu, nói chúng ta 13 người, lúc còn trẻ đi qua Linh Võ Đại Lục, những năm này vậy đang không ngừng thu thập Linh Võ Đại Lục tin tức. Trong khoảng cách một nhóm đi Linh Võ Đại Lục đệ tử, đã qua mấy chục năm. Cái này 15 trong năm, nhóm kia đệ tử từ 78 vị nhập thần cảnh, giảm ít đến liền 33 vị. Tuyệt đại đa số đều chết tại Linh Võ Đại Lục bên trong. Linh Võ Đại Lục hung hiểm căn bản không phải ngươi tưởng tượng. Hắn nhìn một cái Diệp Thần, gặp Diệp Thần không chút nào chập chờn, liền tiếp tục nói. Đừng nói đế tôn cảnh. Coi như là nhập thần cảnh ở nơi nào đều là tầng dưới chót nhất tồn tại, hơn nữa ở Linh Võ Đại Lục, nơi đó cực kỳ nhìn chúng sư môn đã xuất xứ. Côn Luân chúng ta hư bây giờ thuộc về thấp võ vị diệt, không chút khách khí nói, là thuộc về rác rưởi nhất một loại. Loại người này, sẽ chịu đủ khinh thường và sỉ nhục, nếu như không biết ẩn nhẫn, có thể 3 ngày đều chết hết. Hắn lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, nói, Diệp tiểu huynh đệ, coi là thật phải đi. Đó là tự nhiên. Không đi Linh Võ Đại Lục, chẳng lẽ ở nơi này bế quan? Diệp Thần điều chỉnh một phen, dò hỏi, các ngươi đem Linh Võ Đại Lục đại khái kết cấu và các môn các phái phân thuộc tình huống toàn bộ cho biết ta, nếu như có vấn đề, lúc trở về ta phải giết ngươi cùng. 13 vị nhập thần cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp. Tất nhiên nắm giữ không ít tin tức và tình báo, chỉ sợ bọn họ cố ý cho sai tin tức. Chính vì vậy, Diệp Thần cố ý đem mình phong ấn Lý Gia gia chủ cùng 3 người kêu tới đây, thành tựu bằng chứng, dẫu sao tự tay phong ấn người, không thể nào phản bội mình. Linh Võ Đại Lục kết cấu, ngược lại là cùng Côn Lôn hư khác biệt không lớn. Cái này một nhóm may mắn còn sống sót 33 người, có mấy người mang về tình báo. Đan Càn phái lão tổ lấy ra một quả trúc giản, đưa cho Diệp Thần, sau đó nói, Linh Võ Đại Lục, phân làm 5 vực. Mỗi một vực liền là một khối đại lục, có thể bởi vì vô cùng bát ngát, người đều có thể tính là một cái thế giới, một cái so Côn Lôn hư lớn hơn 10 lần thế giới. Mà 5 vực chung nhau phân chia gia tộc, tông phái, yêu tộc, ma tộc nhóm thế lực. Cái gọi là gia tộc, chính là Diệp tiểu huynh đệ, người nơi nhận biết Bắc Cung gia tộc, ở vào 5 vực, hạ hạt huyết kiếm môn cùng mấy chục môn phái. Những gia tộc này, lấy tộc người huyết mạch trong cơ thể tầng thứ vi tôn. Huyết mạch cường đại gia tộc, cơ hồ là cự vô phách tồn tại, huyết mạch yếu gia tộc, rất có thể vẫn là một ít tông phái cấp dưới gia tộc. Hắn thấy Lý Gia gia chủ các người, âm thầm than thở một tiếng, tùy thời tùy chỗ đều bị Diệp Thần đặt vào 3 người hình máy theo dõi.
Hết lần này tới lần khác, cái này ba người còn giết không được, hai vị nhập thần cảnh tầng 8 trời, một vị nhập thần cảnh tầng 7 thiên. Đổi cũng không ai bỏ được giết à. Tông phái đâu? Yêu thú và ma tộc, là tình huống gì? Diệp Thần xem trên trúc giản đánh dấu một ít bản đồ, đặc thù hải đảo đợi một chút. Tông phái và gia tộc Tịnh Lập, có nhiều chỗ tông phái thống lĩnh gia tộc. Có địa phương, gia tộc thống lĩnh tông phái, ví dụ như Thần Long gia tộc, Thánh Long gia tộc đợi một chút. Mỗi gia tộc cấp bậc, lấy tộc nhân huyết mạch tầng thứ làm chủ để phân chia, ví dụ như Thánh Long gia tộc trong cơ thể tộc nhân, chảy xuôi nhị lưu huyết mạch Thánh Long huyết mạch, chính là coi như là gia tộc nhị lưu, quản hạt một ít lên cùng tông phái. Trước đây không lâu, thứ nhất sóng chạy đến Côn Lôn hư huyết linh tộc, do Ngụy Vô Thành xuất lĩnh người những đệ tử kia, chính là chảy xuôi 7-8 cửu lưu huyết mạch, ý nghĩa bọn họ là từ 7 lưu gia tộc, 8 lưu gia tộc đợi một chút đi ra cường giả. Tầm thường mà nói, vậy thần vương cảnh liền có thể thành lập gia tộc, thần vương cảnh hậu kỳ có thể thành lập tông phái. Còn như yêu thú, rất nhiều tông phái, gia tộc vùng lân cận đều sẽ có bát ngát vô cùng vùng biển và núi rừng, chính giữa liền tồn tại yêu thú. Cuồng Đao Môn lão tổ nói tiếp, còn như ma tộc. Hắn chợt cười một tiếng, định trụ Diệp Thần xem, tựa hồ chính là nói, Diệp Thần chính là người tu ma. Dẫu sao Diệp Thần trên người ma khí quá mức đậm đà. Không phải ma tộc, lại là lai lịch gì. Hắn ho khan hai tiếng, tiếp tục nói, ma tộc võ giả, lấy hút người khác linh lực và đại đạo lực làm chủ, sảm tạp các hành các nghiệp, lòng dạ ác độc, đặc biệt tu luyện đặc thù ma công, lấy thu nạp võ giả linh hồn, lấy thân thể luyện chế vũ khí. Cái này rất tốt khác biệt. Nghe nói như vậy, Diệp Thần chợt suy nghĩ, Hoa Hạ những cái kia trong tiểu thuyết, dường như mô tả ma tộc rất sinh động, xem lão đầu tử này thuật lại tình huống, và Hoa Hạ trong miêu tả ma tộc cường giả như nhau, chỉ là Hoa Hạ ma tộc suy thoái, có thể linh võ đại lục trong ma tộc cường giả cũng không thiếu. Hắn chợt nhìn chăm chú vào trên trúc giản một nơi, trăm tông càn khôn thi đấu. Hắn hỏi, đây là địa phương nào? Cái này, thuộc về Tây vực Trung Bộ, là một phiến hỗn loạn chi địa. Địa phương có mấy chục tông phái, thậm chí còn trên trăm cái tiểu tông phái san sát, mỗi cách nhau 5-3 năm, liền sẽ cho đòi mở một lần thiên tài thi đấu, vô cùng thảm thiết, gần như mỗi lần đều có hơn ngàn nhập thần cảnh, hơn 10.000 đế tôn cảnh tham gia, nhưng là tỷ số sống sót không tới là 20%. Cuồng Đao Môn lão tổ mi chân khẽ động, cười hỏi, Diệp tiểu huynh đệ, muốn đi chỗ này sao? Nếu là muốn đi, đan đỉnh phái không gian truyền tống trận là nối thẳng Tây vực Trung Bộ, ngồi truyền tống trận đã qua, cũng không quá lại đuổi đường 1.400 km, vậy đã đến. Chỉ là, người cái này tu vi, sợ rằng rất nguy hiểm. Dĩ nhiên, người nếu như muốn đối kháng Linh Vận Tiên Tôn, nơi đây ngươi không đi không thể. Ta có thể nghe Linh Vận Tiên Tôn đệ tử tham gia không thiếu. Cuồng Đao Môn lão tổ nói chuyện nửa thật nửa giả. Cái này phiến hỗn loạn chi địa nếu như sống sót, đúng là sẽ vô cùng cường đại. Còn như Linh Vận Tiên Tôn đệ tử sẽ hay không ở trong đó, vậy thì không nhất định. Lão gia, đừng dùng phép khích tướng. Cái này, trăm tông càn khôn thi đấu, có ích lợi gì? Diệp Thần hỏi thăm. Cái này thi đấu, chủ yếu là tuyển chọn ra nhân tài, tiến vào Kim Phật Mật Tông chi địa, căn cứ hỏi dò trở về tin tức, tựa hồ là một nơi bí cảnh, không, chính xác mà nói là một mảnh di tích, bên trong có tử lượng cao bảo vật, nhưng là mỗi lần tiến vào số người có hạn, cho nên mới muốn chọn rút ra thiên tài. Kim Phật Mật Tông chi địa. Có Kim Phật bỏ mình. Diệp Thần sững sốt một chút, dường như mình tịch diệt Phật Quốc, cũng coi là Phật gia một trong những tuyệt học. Chỉ bất quá bị mình sửa lại, từ trong lòng bàn tay Phật Quốc, đổi thành tịch diệt Phật Quốc, nếu là có thể đạt được chánh tông Phật gia tuyệt học, nhất định có thể thực lực đại tăng. Còn như Hoa Hạ Phật Tông, tuyệt đại đa số bất chánh thống. Bọn họ những cái kia đạo uẩn và đạo dấu, đều không Diệp Thần mình võ học cao thâm. Đúng, Kim Phật Mật Tông, vốn là Kim Phật tự. Cuồng Đao Môn lão tổ nhẹ mân một hớp nước trà. Từ từ nói, căn cứ trước hai nhóm đệ tử đưa trở về tình huống, Kim Phật tự ở ngàn năm trước, là một nơi trong cùng môn phái, bên trong bộ có 18 vị hỗn nguyên cảnh Kim Phật trấn giữ. Chỉ là đáng tiếc, ngàn năm trước gặp phải đại chiến, 18 vị Kim Phật cùng với 108 vị thần vương cảnh La Hán, toàn bộ chết.
Kim Phật tự chủ trì ở tiêu diệt sau đó, lấy nguyên thần hình thái, phong tỏa Kim Phật tự, bên ngoài chế tạo một tầng bình phong che chở, hợp đạo cảnh không thể vào, nếu không sẽ dẫn động không gian quy luật, tự động khuấy bể nội bộ ẩn chứa Phật xá lợi và rất nhiều bảo vật. Thần vương cảnh và hỗn nguyên cảnh cường giả, sau khi tiến vào, cũng sẽ bị Phật gia kinh văn, chúng sanh chi niệm lực lượng, đem tu vi suy nhược đến nhập thần cảnh chừng. Chủ yếu là vì bảo vệ Kim Phật tự di tích. Cho nên, chung quanh các phái nhất trí quyết định, đồng thời cử hành trăm tông càn khôn thi đấu, chiến thắng đệ tử, tiến vào Kim Phật mật tông chi địa, tìm cơ duyên. Nếu như Diệp tiểu huynh đệ muốn đi, tự nhiên cũng tốt, chỉ là chỉ sẽ có chút nguy hiểm. Cuồng Đao Môn lão tổ bề ngoài bình thản, nhưng trong lòng nghĩ đến, Diệp thần, người tốt nhất là nhanh đi. Lấy người tính cách, tất nhiên nhiều người giận. Đến lúc đó vừa ra tới, bảo đảm bị rất nhiều tông phái trưởng lão, trưởng môn cùng trực tiếp bắn chết ngươi. Chúng ta vậy coi là huyết linh tộc dốc sức một phen. Diệp thần còn chưa đáp ứng, nhưng là phát hiện túi màu đen đá kịch liệt run rẩy. Đồng thời luân hồi mộ địa mộ bia lại vậy kịch liệt run rẩy. Loại chuyện này, không phải lần thứ nhất. Diệp thần vô cùng quen thuộc. Hắn trong lòng lại là tung lên sóng gió kinh hoàng, cái này cái gọi là Kim Phật Mật Tông tất nhiên là dẫn động mấy tọa luân hồi mộ bia thời cơ. Diệp thần biết trước mặt Cuồng Đao Môn lão tổ đề cử nơi đây không phải là đào hố cùng mình nhảy. Vậy cái gọi là trăm tông càn khôn thi đấu, tất nhiên vô cùng hung hiểm. Nhưng là Diệp thần không có lựa chọn. Hắn phải đi, cũng không khỏi không đi. Được. Đan đỉnh phái không gian truyền tống trận đúng không? Diệp thần đứng dậy tới, tung người bay vọt đến đan đỉnh phái mật địa bên trong, nhìn vòng quanh 13 người, nói, những người khác không cần các ngươi nói, ta đến nơi đó lại cụ thể rõ ràng. Hiển nhiên, không yên tâm cái này 13 cái lão già kia. Lấy những thứ này lão già kia đối với linh võ đại lục biết rõ, có thể tưởng tượng được, những ông già này tuyệt đối khát vọng đem gia tộc, môn phái tập thể chuyên trở đến linh võ đại lục. Nếu không, nơi nào sẽ có rõ ràng như vậy biết rõ à? Vạn nhất những ông già này, vừa nói, nghĩ đến một ít cấm địa, lừa gạt tự đi, cũng không tốt lấy. Được. Diệp tiểu huynh đệ, mời đứng ở trên đài đi. Đan đỉnh phái lão tổ mở ra không gian truyền tống trận, cái này cái truyền tống trận cùng thanh hồng môn truyền tống trận như nhau, đều là do không gian thần thạch tạo thành, dùng một lần cần phải hao phí mười mấy năm thời gian khôi phục. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Từng đạo lam quang hoa nhảy mà qua, dần dần hóa thành màu xanh da trời hạt, quanh quẩn ở Diệp thần trên mình. Sừng sững gian, màu xanh da trời hạt hóa thành nhất kích đao cương, vô căn cứ bổ ra hư không, liền đem Diệp thần truyền đưa qua. Mọi người nhìn Diệp thần rời đi, vậy thở phào nhẹ nhõm, thật lòng sợ Diệp thần ở chỗ này lần nữa động thủ. Không phải không khả năng này. Mấy ngày trước Diệp thần giết Lý Giai Vĩ thời điểm, bọn họ 13 cái lão già kia đã lòng vẫn còn sợ hãi, sống hơn mấy chục triệu năm, trừ đi tham lam ra, tánh mạng chính là trọng yếu nhất. Nhưng là 13 người hoàn toàn không có chú ý tới, Diệp thần biến mất nháy mắt, còn có một đạo thân ảnh màu trắng đi vào theo. Chỉ bất quá thân ảnh màu trắng tốc độ quá nhanh, sắp đến bọn họ căn bản xem không thấy. Cùng lúc đó, Diệp thần đi ở đường hầm bên trong. Tự nhiên thấy một tia ánh sáng. Hắn vừa định bước ra, chính là phát hiện một cái tay vỗ vào hắn trên bả vai. Diệp thần con người đông lại một cái, toàn thân lạnh run. Hắn lại có thể không có chú ý tới bên người có người. Nếu như người này đối với tự mình ra tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một giây kế tiếp, Diệp thần trong tay ngưng tụ linh lực, vừa định một quyền đánh ra, nhưng phát hiện mình lực lượng tựa như thấm vào bọt biển. Biến mất không gặp. Ta lực lượng lại biến mất, làm sao có thể? Giờ khắc này, Diệp thần trong mắt chỉ có khiếp sợ. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một giọng già nua vang lên, ngươi yên tâm, lão phu sẽ không giết ngươi, vậy không có hứng thú giết ngươi. Còn nữa, chúng ta đã từng gặp qua hai lần, nhanh như vậy liền đem lão phu quên. Diệp thần nghe được cái này thanh âm quen thuộc, thân thể ngẩn ra, sau đó chợt xoay người. Tự nhiên thấy được một cái tiên phong đạo cốt ông già đứng ở hắn sau lưng. Cụ già giữa eo treo một chuôi bội kiếm, trong tay nắm một cái hồ lô, trong hồ lô hiển nhiên đựng rượu. Hắn gương mặt ửng đỏ,
thậm chí tròng mắt có chút men say. Trí nhớ đột nhiên tràn vào Diệp Thần đầu óc. Cái này ông già, hắn đúng là gặp qua. Lần đầu tiên ở Hoa Hạ Hồng Kông khách sạn Sân Thượng. Lần thứ hai bắt đầu từ Hoa Hạ núi Côn Lôn tiến vào Côn Lôn Hư. Mặc dù không biết cái cụ già này tên họ, nhưng là thông qua lời của lão nhân, hắn biết, người này và gia gia mình có liên quan. Vừa tựa hồ đang cùng gia gia vải cục gì? Người tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần khẽ nhíu mày, đối phương không phải kẻ địch, nhưng là xuất hiện thời cơ quá mức quỷ dị. Nơi đây nhưng mà đi thông linh võ đại lục, hắn lúc này xuất hiện, đại biểu cái gì? Cụ già cười mỉa nhìn Diệp Thần, uống một hớp rượu, ngón tay khẽ nhúc nhích, tựa như tính lại trước cái gì. Hồi lâu, mới nói, à, bước vào đế tôn cảnh tầng 7 ngày, ngược lại là và ra ra ngươi bố cục cái điểm kia không kém nhiều ít. Đúng rồi, ra ra ngươi linh vị hẳn bỏ vào Côn Lôn Hư Diệp ra từ đường liền đi. Lão nhân kia không tiếc dùng mạng đếm bố trí, ngã ở hơn 10 năm sau đó, lá rụng về cội. Chỉ tiếc. Bàn cờ này vẫn là không có đầy. Lão nhân nói xong, chính là không để ý năng lượng chung quanh ba động, ngồi trên mặt đất, sau đó vung tay lên, một bộ bàn cờ hiện lên Diệp Thần trước người. Thằng nhóc, cùng lão phu đánh ván cờ. Diệp Thần chân thực đánh giá không sợ tới cái này cụ già xuất hiện nguyên nhân, chỉ có thể ngồi xuống. Một người già một trẻ chỉ như vậy ở trong hầm xuống một bàn cờ. Rất hiển nhiên, cụ già thắng. Diệp Thần năm đó rơi xuống Hồ Đông Tiền, lại bị Đoạn Hoài An mang nhập Côn Lôn Hư, lòng báo thù để cho Diệp Thần không ngày không đêm tu luyện, làm sao có thể tinh thông đánh cờ chi đạo. Cụ già mặt mũi hồng hào, tựa hồ rất là hài lòng, người cờ gió và người tính cách như nhau, ý định giết người quá nặng. Dĩ nhiên, đây không phải là chuyện xấu, bất kể là Côn Lôn Hư vẫn là linh võ đại lục, nếu là không có sát tâm, không quả quyết, chính là tự đào mộ. Ngươi bây giờ có thể có cái này thành tựu, phải cảm tạ ngươi nói, là sát đạo. Diệp Thần ngẩng đầu lên, nhìn cụ già, nói ngay vào điểm chính, nếu ngươi biết ra ra ta, bây giờ lại xuất hiện ở nơi này, hẳn không phải là liền là hạ một bàn cờ đi. Lão nhân cười cười, đứng lên, lại uống một hớp rượu, ánh mắt ngưng mắt nhìn lối đi đầu kia, nói, thằng nhóc, ngươi có biết ngươi túi màu đen đá ban đầu tại sao phải rơi xuống ở Côn Lôn Hư Diệp ra? Ngươi có biết ra ra tại sao phải không tiếc bất cứ giá nào, dù là sống chết, cũng phải mang đi cục đá này. Còn nữa, cục đá này thừa tái quá nhiều đồ, ra ra ngươi thì như thế nào khẳng định, bờ vai ngươi lên có thể vác ở đây phần trách nhiệm. Nghe được câu này, Diệp Thần con ngươi có giúp một cái. Hắn túi màu đen đá thừa tái luân hồi mộ địa, là hắn lớn nhất bí mật. Mà bây giờ cụ già hiển nhiên biết cái gì? Vậy làm sao có thể để cho hắn không khẩn trương? Cụ già đối với Diệp Thần khẩn trương không quan tâm chút nào, tiếp tục nói, những năm này, ta một mực ở xem xét ngươi. Ta vốn cho là lão nhân kia cùng cực cả đời bày cuộc cờ, sẽ là một chàng cười nhạo, lại không nghĩ rằng ngươi ngược lại là cho ta một ít ngạc nhiên mừng rỡ. Bây giờ nhìn lại, ngươi đã có tư cách tiếp theo hạ cái này bàn cửu tử nhất xanh, cơ hồ không thể nào thắng cờ. Cụ già dừng lại mấy phần. Đột nhiên, con người thay đổi cực kỳ sắc bén, tiếp tục nói. Diệp Thần, ta không biết vậy đá cất giấu bí mật gì, nhưng là ta có thể chính xác nói cho ngươi, cục đá này tuyệt đối không phải cơ duyên xảo hợp rơi vào Côn Lôn Hư Diệp ra. Mà là khối này đá là ngươi mà sống. Ngươi có biết ngươi ra đời ban đầu, Côn Lôn Hư đản xảy ra cái gì dị tượng? Cửu Long hư ảnh rung động Côn Luân. Vạn thú kinh hoàng vạn dám rên gì? Thậm chí liền một khắc kia, tất cả bế quan đột phá người, tất cả đều tẩu hỏa nhập ma. Trọng thương bất tỉnh. Người ra đời, đối với Côn Lôn Hư mà nói là ác mộng. Đối với toàn bộ con đường võ đạo, đều là ác mộng. Nói cách khác, trong thân thể ngươi chảy xuôi huyết mạch, có thể để cho cả thế giới tiêu diệt. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều bị mấy vị đại năng đè ép xuống, có rất ít người biết. Diệp Thần nghe được cái này chút chưa từng nghe được qua sự việc, trong lòng đã sớm rung động liền liền. Hắn há hốc mồm muốn nói điều gì, lão kia người nhưng là cắt đứt Diệp Thần, ném xuống một đạo trái bom nặng ký. Diệp Thần, người căn bản không biết người phải đối mặt là dạng gì tồn tại. Người lấy là người địch nhân lớn nhất là huyết linh tộc. Cũng hoặc là linh vận. Buồn cười.
Ra ra ngươi bày như vậy cuộc cờ, lấy vận mệnh và máu tươi phá cuộc, chính là hy vọng ngươi trở thành nhất có tư cách đối kháng người kia tồn tại. Mà linh vận và huyết linh tộc ở đó trong mắt người, bất quá còn kiến hôi. Giờ khắc này, cụ già bộc phát ra cực mạnh khí thế, Diệp Thần thậm chí có chút không cách nào hô hấp. Hắn cảm giác được ngàn cân núi to đè xuống. Không biết là ông già khí thế vẫn là cái gọi là người nọ. Hắn há hốc mồm, cầm chặt quả đấm, con ngươi kiên định lại kiên quyết, nói, người nọ rốt cuộc là ai? Ta muốn biết. Cụ già uống một hớp rượu, khẽ mỉm cười, có một số việc, không cần ta nói cho ngươi, nếu ngươi bước chân vào linh võ đại lục, ngươi rất nhanh gặp được người nọ. Ta hy vọng lần kế chúng ta gặp mặt, ngươi còn có thể sống được. Mà không phải là ta là ngươi nhặt xác. Nhớ, ở linh võ đại lục, sống sót mới là vương đạo. Người tuổi trẻ, săn giết trò chơi vừa mới bắt đầu. Một giây kế tiếp, cụ già bước vào ánh sáng chỗ, hoàn toàn biến mất. Diệp Thần ở trong hầm do dự hồi lâu, trong mắt hiện lên một tia lửa giận. Hắn ghét loại cảm giác này. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần quyết định, bước ra một bước. Rời đi đường hầm. Bước vào lối ra sau đó, Diệp Thần liền cảm giác được một cổ đậm đà mùi máu tanh truyền tới. Hắn đảo mắt vừa thấy, mình ở một nơi đền bên trong, tựa hồ bên ngoài có ngăn cách cấm kỵ trận pháp, đền chỉ có thể ra mà không thể vào, vậy không biết có phải hay không cần cầm cái gì lệnh bài đặc biệt bên trong, dù sao tương tự với bảo hộ cơ chế. Nếu không mới vừa truyền đưa tới người, xuất hiện liền bị giết trong nháy mắt, chỗ tòa này không gian truyền tống trận, coi như bạo bay. Bình bịch bịch, oanh oanh, bên ngoài truyền tới tiếng nổ kịch liệt. Đồng thời băng hiện ra từng đạo sáng bóng, từng chuôi trường kiếm, trường đao vạch qua giữa không trung, đánh giết kẻ địch. Còn có người lẫn nhau đối nghịch chém giết, mỗi người thả ra đại đạo, công kích mãnh liệt đối phó. Hiện trường một phiến thảm thiết, vượt qua 500 người tác chiến, mỗi thực lực cá nhân cũng cực mạnh, trình độ thảm thiết vượt qua Sa Côn Lôn Hư ở giữa đại chiến, khắp nơi đều có thể thấy được huyết dịch phiêu sái ra, luôn luôn còn có thể thấy được màu xanh nhạt. Màu xanh nhạt huyết dịch phiêu tán xuống, mỗi một giọt đều có cực mạnh uy năng, sợ rằng có thể giết trong chớp mắt đạo nguyên cảnh võ giả. Huyết dịch này, luyện thể phách thể kỳ võ giả. Huyết dịch này, luyện thể hóa cương kỳ võ giả, cũng có thể là hỗn nguyên cảnh võ giả. Diệp Thần dừng chân ở đền nội bộ quan sát, hắn nhìn cái này 4-500 người, tuyệt đại đa số đều là nhập thần cảnh, cùng với một số thần vương cảnh cường giả. Cộng thêm lên hai cái hỗn nguyên cảnh cường giả đang ở phía xa đối lập, vận dụng quy luật lực lẫn nhau đánh giết đối phương. Hai môn phái bắt đối với chém giết. Hỗn nguyên cảnh dẫn đội, thần vương cảnh làm chủ, nhập thần cảnh là phụ. Hai cái hỗn nguyên cảnh, hơn 20 thần vương cảnh, những thứ khác toàn bộ là nhập thần cảnh. Diệp Thần vừa nói mấy con số này, mình đều có chút kinh hãi, nhập thần cảnh võ giả quả nhiên quá nhiều. Linh võ đại lục. Không hổ là cao võ vị diện, có vài người ra đời chính là đế tôn cảnh, bước vào nhập thần cảnh cơ hồ là 100% tình huống, liền giống như Côn Lôn Hư ở giữa khai nguyên cảnh võ giả, tùy tiện một chảo đều là một bó to. Đổi ở linh võ đại lục, cũng là như vậy tình huống. Nhắc tới, Diệp Thần đều cảm giác được mình nhỏ bé, lấy hôm nay cảnh giới, lại có thể liền tầm thường một số võ giả, cũng không bằng. Hắn không có ra đền. Đền có cấm chế che chở người, hỗn nguyên cảnh cường giả còn đánh nữa thôi bể những cấm chế này, nhưng mà đền vùng lân cận chiến cuộc nhưng là càng ngày càng kịch liệt. Hai vị hỗn nguyên cảnh cường giả, toàn lực bùng nổ dưới, dư âm chấn động giết tới trăm nhập thần cảnh. Thần vương cảnh cường giả thấy vậy vậy tất cả tìm chiến trường chém giết, chỉ còn lại 200 hơn vị nhập thần cảnh cường giả vẫn còn ở chém giết. Nhập thần cảnh, tương đương với những môn phái này bên trong ngoại môn đệ tử đi. Chiến lực so với so linh thành người, cao ra nhiều. Khó trách linh thành những người đó, đều phải tu luyện tới nhập thần cảnh hậu kỳ mới dám tới linh võ đại lục, nếu không hơi vận khí không tốt điểm, đụng phải loại này đại chiến, quang dư âm cũng đủ chấn động giết bọn họ. Diệp Thần một mực đến lúc trời tối, không gặp thần vương cảnh và hỗn nguyên cảnh cường giả trở về, đền người bên ngoài thần cảnh cường giả, ngược lại là chết xong hết rồi. Hai phái đấu tranh. Mơ hồ chỉ còn lại hơn 100 vị nhập thần cảnh hậu kỳ. Một cái trong đó áo bào lam thanh niên, tay cầm bán thần vương khí đại ấn, sừng sững một ấn che phủ xuống,
điên cuồng cười to nói, ha ha ha, các ngươi chết chắc, lần này trăm tông càn khôn thi đấu, các ngươi côn ta cửa, không người có thể tham gia. Theo hắn đại ấn rơi xuống, sừng sững bộc phát ra một cổ cực hãn linh lực, phảng phất có một tôn thần vương hạ xuống vậy, một tay che phủ xuống, lúc này chu diệt 20 hơn vị nhập thần cảnh cường giả. Giết! Các huynh đệ, giết! Lần này trăm tông càn khôn thi đấu, chúng ta phế, vậy đừng để cho bọn họ tốt hơn. Một cái khác thanh niên áo bào đen hợp lực giống to. Thanh niên áo bào đen gắng sức thúc giục bán thần vương khí, là một tôn đồng xanh ly đổi phát các loại sáng bóng, chợt phun ra ra nhiều màu lóa mắt chất lỏng, một khi đụng chạm kẻ địch, loại chất lỏng này liền sẽ hóa thành kịch độc nọc độc, ăn mòn địch nhân kim thân. Bình bịch bịch, khảng keng, hai bên còn sót lại hơn 20 nhập thần cảnh thanh niên cường giả, vẫn còn ở chém giết chính giữa. Đền ở giữa Diệp Thần ánh mắt lóe lên, nói nhỏ, trăm tông càn khôn thi đấu, xem ra, đây là hai cái tông phái ở lớn so trước, xảy ra mâu thuẫn, cho tới trước thời hạn khai hỏa. Xem giá thế này và Linh Thành lão gia nói tình huống kém không nhiều. Hai cái tông phái này, đoán chừng là trăm cái trong tông phái cao cấp nhất một nhóm kia đi. Rất nhanh, trời trong quát to một tiếng, ngay sau đó một đạo mạnh mẽ tiếng nổ truyền ra, giống như là nào đó món đồ gãy lìa vậy. Diệp Thần và những cái kia thanh niên đồng thời ngẩng đầu, ngắm nhìn không trung phơi bày ra một cái thần vương nói, sừng sững nứt ra tới, đồng thời tóe ra từng cổ một mưa máu phiêu tán xuống, thần vương cảnh bỏ mình. Đúng. Luân hồi mộ địa Niếp Bách Kiếm từ từ nói, thần vương cảnh chết, thần vương đạo gãy lìa, đây là thiên địa ở chiêu cáo tất cả võ giả, đạo này có thể đi. Hai môn phái này, thực lực không mạnh. Đại chiến ngày thứ nhất, thì có thần vương cảnh bỏ mình, xem ra đại chiến đến đỉnh cấp trình độ. Sư tôn, Diệp Thần chợt thần giác buộc vòng quanh một nụ cười, nói ta ngược lại là có thể đánh chết những người này, cướp lấy bọn họ bảo vật rời đi. Bây giờ, hắn thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện. Muốn nhanh chóng lên cấp, tăng cường thực lực, vậy thì được đập nhóm lớn tài nguyên, giống như là các loại đan dược cao cấp, một trận ăn, cũng không cần tu luyện. Ngày thứ hai liền phá cảnh, hiển nhiên nơi này tử trận hàng loạt nhập thần cảnh cường giả, tất nhiên có vô cùng nhiều bảo vật thất lạc, hai phái cũng không kịp thu thập chiến trường. Nếu là thu những bảo vật này, Diệp Thần có nắm chắc, nhanh chóng lên cấp đế tôn cảnh tầng 9 trời, đến lúc đó tham gia chân chính trăm tông càn khôn thi đấu, liền có đầy đủ chắc ăn. Được, chúng ta là ngươi nhìn chằm chằm. Đoán tạo thần quân vậy mở miệng nói, thần vương cảnh không cần sợ hãi. Hỗn nguyên cảnh vậy không tới được, đến hỗn nguyên cảnh tầng thứ này quy luật, trừ phi chênh lệch cực lớn, nếu không đánh muốn giết đối phương thật khó, muốn thương tổn đối phương cũng được đánh một hai ngày. Được. Lại chờ lát, Diệp Thần đang chuẩn bị ở chờ lát thời điểm, hai đệ tử của đại môn phái chỉ còn lại 10 người. Có thể 10 người này, lại có thể đừng đánh. Thanh niên áo bào đen cả người thương thế, kim thân phách thể cấp 6 thân xác đều bị đánh được vết thương chồng chất. Áo bào lam thanh niên cũng tốt không đi nơi nào. Những thứ khác 8 cái nhập thần cảnh trong hậu kỳ thanh niên, cũng kém không nhiều. Thanh niên áo bào đen tựa vào trên một cây đại thụ, nhìn vòng quanh thi thể đầy đất, cười lạnh nói, Cố Văn, thả đánh xuống, không bằng thu chàng. Dù sao các ngươi tài nguyên cũng không nhiều, phí sức giết các ngươi, vậy cái mất nhiều hơn cái được. Không bằng, chúng ta hai bên mỗi người thu liễm chiến lợi phẩm trở về. Dựa theo quy củ, đại chiến sau người còn sống sót, lấy được chiến lợi phẩm, đều là chính chúng ta. Chỉ phải dùng những chiến lợi phẩm này, người ta đủ để bước vào nhập thần cảnh tầng 9 thiên. Đến lúc đó, trăm tông thi đấu một vòng bánh xe lôi đài thi đấu đánh xuống, vậy có đầy đủ tư nguyên khôi phục thương thế, nhất định sẽ lên cấp. Được, áo bào lam thanh niên tê liệt ngồi ở bị máu tươi nhuộm đỏ trên cỏ, lộ ra dữ tợn nụ cười, nói. Dù sao các sư huynh đệ đều chết hết, các trưởng lão mục đích cũng đã tới, như vậy, người ta mỗi người thu lấy chiến lợi phẩm trở về. Nơi đây chiến lợi phẩm, tiên khí hơn ngàn, bán thần vương cảnh đều có mấy 10 kiện. Còn có nhiều tiên đan, tiên quả và các loại quỳnh tương ngọc dịch, một khi đạt được, chúng ta tu vi tiến nhiều là tất nhiên. Trưởng môn và các trưởng lão, vì sao phát động lần này đại chiến? Trừ đi hai môn phái ân oán tình cừu ra, không ngoài liền là muốn để cho các đệ tử, hơn lấy được một ít chiến lợi phẩm,
cũng tốt ở lớn sóng đào cát sau đó, chú trọng đào tạo hạt giống tốt. Mỗi người hành động, chỉ lấy chúng ta môn phái sư huynh đệ muội cửa càn khôn giới chỉ và tiên khí. Cố Văn hạ lệnh vừa nói. Bên cạnh, thanh niên áo bào đen Huyết Vũ, vậy lộ ra dính đầy màu vàng máu tươi răng, cười nói thu lấy chiến lợi phẩm. Đại sư huynh, tuân lệnh, sư huynh. Tám nửa tàn nhập thần cảnh đệ tử, đang muốn hành động lúc, một đạo lưu quang hoa nhảy tới. Ánh sáng rực rỡ tiêu tán, bất ngờ chính là Diệp Thần. Diệp Thần quan sát những người trước mắt này, hơi mỉm cười nói, các vị, các ngươi dùng sư huynh đệ mệnh để đổi mình tài nguyên tu luyện, như vậy không tốt đâu. Người kia ngẩn ra, chợt rõ ràng liền cái gì, cười lớn. Ha ha ha, đế tôn cảnh cũng dám tới cướp chiến lợi phẩm của chúng ta. Ha ha ha, Cố Văn, ngươi xem, những thứ này hạ cùng thế giới tới người, lại có thể như vậy vô cùng gan dạ. Huyết Phú cười ngã nghiêng ngã ngửa, nhìn giống như con kiến hôi Diệp Thần, không ở lắc đầu, nói, trên mình ngươi có đặc thù dấu vết, ngươi là tới từ Côn Lôn hư người. Là cái đó bị Nam Vực Huyết Kiếm Môn, khống chế rác dưới vị diện Côn Lôn hư. Ta đã nói rồi, không giống linh thành người, nơi nào tới lá gan lớn như vậy à? Đừng nói nhảm, Cố Văn lạnh lùng nói, phương vượt xa, đem điều này không biết trời cao đất rộng hèn mọn con kiến hôi, diệt. Thứ gì? Đế tôn cảnh tầng 7 trời, cũng dám tới cướp chiến lợi phẩm của chúng ta. Cái này đê tiện đồ, lại có thể điểm này nhãn lực gặp cũng không có. Diệt một cái đế tôn cảnh con kiến hôi, theo giết chết con kiến kém không nhiều. Tên là phương vượt xa thanh niên, chậm rãi đi ra, cả người đầy vải máu tươi. Mặc bát phẩm tiên khí chiến y đều bị đánh được rách dưới, nội bộ khí linh, hẳn đã vẫn diệt. Hắn hít thở sâu một hơi, linh lực bắt đầu chữa kim thân, ánh mắt tà mị nhìn về phía Diệp Thần, trên cao nhìn xuống nói, hèn mọn tiểu súc sinh, người muốn chết như thế nào? Hắn tay trái ngưng tụ ra mấy quả đao cương, hỏi, lớn thiết tám khối. Ngũ mã phân thây, vẫn là sử tử lăng trì. Lột da rút gân. Nể tình ngươi đế tôn cảnh tầng 7 trời, liền ở dám chúng ta 10 nhập thần cảnh võ giả trước mặt đoạt thức ăn trước miệng cọp, không, không phải đoạt thức ăn trước miệng cọp, là ý nghĩ hảo huyền chịu chết, ta có thể để cho ngươi tự đi lựa chọn chết phương pháp. Nói chuyện đồng thời, những thứ khác 7 người thanh niên, đều bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Diệp Thần cũng không lý tới sẽ những người đó, dù sao bọn họ thu thập tốt sau đó, chiến lợi phẩm đồng dạng là mình. Hắn lấy ra diệt hồn ma thần thương, ngưng mắt nhìn trước mắt bị thương nặng phương vượt xa, đối phương cũng có nhập thần cảnh tầng 7 ngày tu vi, chiến lực hẳn chỉ còn lại 1/5 dáng vẻ. Ta thích lựa chọn, như vậy đi, những thứ này kiểu chết ta vẫn là để lại cho ngươi lựa chọn đi. Như thế nào? Lời nói rơi xuống, Diệp Thần tay cầm diệt hồn ma thần thương giết ra, đầu thương một chút, trăm ngàn đạo hàn quang băng hiện, hóa thành đạo đạo thương cương tuyệt sát ra. Khoảnh khắc gian bọc lại phương vượt xa thân xác, chỉ nghe gặp từng đạo tiếng nổ truyền ra, phương vượt xa thân thể chính là nổ bể ra. Phương vượt xa cố nhiên là nhập thần cảnh hậu kỳ, cũng đã hoàn toàn trọng thương, cả người chiến lực 5 không tích chữ 1. Diệp Thần liên nhập thần cảnh tầng 6 trời, đều có thể chém chết, huống chi trước mặt phương vượt xa. Không, cái này không thể nào à. Phương vượt xa ở mặt đầy tuyệt vọng thần sắc. Nhanh chóng bị diệt hồn ma thần thương đâm trúng ngực, thân thể sừng sững vỡ ra, thậm chí thần hồn đều không phai mờ, mang tuyệt vọng tình cảm chết đi. Rõ ràng hai phái đấu tranh. Mấy trăm nhập thần cảnh chém giết, hắn cũng còn sống. Rõ ràng lập tức có thể phân đến máu tươi đôi triệt chiến lợi phẩm, trở về thì có thể bế quan nhanh chóng khôi phục, thậm chí sắp đến trăm tông càn khôn thi đấu, hắn cũng có thể vào tay một cái hạng. Nhưng làm sao sẽ? Làm sao sẽ chết ở một cái đế tôn cảnh tầng 7 ngày con kiến hôi trong tay? Hắn không cam lòng à. Diệp Thần một cái tát đập bể phương vượt xa còn sót lại thần hồn, vung thương chỉ Cố Văn, lạnh lùng nói, ở trong mắt các ngươi, Côn Luân chúng ta hư cứ như vậy hèn mọn. Còn nữa, ở trên thế giới này, chỉ có ta có tư cách hổ thẹn Côn Luân hư, các ngươi không được. Diệp Thần thanh âm dần dần hiện lên lạnh. Võ giả có lóng háo thắng. Hắn đối với Côn Lôn hư cũng có cảm tình sâu đậm. Tuyệt đối không cho phép người khác như vậy làm nhục. Như vậy cũng tốt so với kia chút ở Hoa Hạ đi học rất nhiều học sinh,
bọn họ có thể đối với trường học các loại bất mãn, thậm chí nhục mạ. Nhưng là một khi sau khi tốt nghiệp, quyết không cho phép người bất kỳ làm nhục trường mẹ của mình. Đây là cái gọi là cảm giác thuộc về. Trắng gió, đi giết hắn. Những người khác, tiếp tục thu thập chiến lợi phẩm. Cố Văn Thần sắc hơi âm trầm. Cái này con kiến hôi, còn thật có thể dẫy dụa à. Bên cạnh, Huyết Phú cười lạnh một tiếng, một cái đế tôn cảnh tầng 7 ngày con kiến hôi, lại có thể tiến vào thần cảnh tầng 8 ngày Phương Vượt Xa. Mặc dù Phương Vượt Xa bị thương nặng, nhưng cũng có nhập thần cảnh 3 tầng ngày chiến lực. Như vậy đều bị thằng nhóc này đánh chết. Ngược lại là phải phái cái người lợi hại đi giết hắn, còn như những người khác, vẫn là lấy quét dọn chiến lợi phẩm làm chủ đi. Trưởng môn các trưởng lão đều ở đây kịch chiến, ai biết phụ cận đây sẽ không xuất hiện mấy cái nhân vật lợi hại, được mau sớm thu thập chiến lợi phẩm. Thu thập hoàn chiến lợi phẩm, cùng nhau nữa giết cái này con kiến hôi. Tuân lệnh, đại sư huynh. Trắng gió chậm rãi đi ra, giống vậy có nhập thần cảnh tầng 8 ngày chiến lực, nhưng cũng là bị thương vô cùng là nghiêm trọng, nhưng chiến lực nhưng cũng sánh bằng nhập thần cảnh tầng 5 ngày cường giả. Hắn chậm rãi cầm ra mình bán thần vương khí, một tôn đồng xanh đỉnh lớn. Đồng xanh đỉnh lớn, thành tựu thần vương khí, ẩn chứa bộ phận thần vương đạo uy năng, chính là khó khăn lắm lấy ra cũng tản mát ra một cổ mất đi hơi thở, đem trên mặt đất một ít thi thể, nổ được nát bấy ra. Người cái này còn kiến hôi, ngược lại có chút thực lực. Nhưng ở ta đồng xanh đỉnh hạ, muốn chết như thế nào, nói đi. Đế tôn cảnh tầng 7 thiên. Mới vừa rồi hẳn đem hết toàn lực, nếu không đánh không chết Phương Vượt Xa. Cái này sẽ hẳn kiệt lực, dứt khoát chung quanh không có những người khác xuất hiện, liền ngược giết cái này hèn mọn đồ đi. Ai bảo hắn dám can đảm lấy hèn hạ thân phận, tới mưu cầu chúng ta đồ, nhất định phải lột da rút gân, đem linh hồn dùng lửa cháy bừng bừng thiêu hủy 77 ngày 19, lấy biểu dương bọn ta uy nghiêm. Mỗi một cái cũng như thế nói. Từng cái người sắp chết. Còn cũng làm ra cảm giác ưu việt. Thôi, nhật nguyệt chảm không, Diệp Thần lấy ra giết thần kiếm, hai tay đều cầm binh khí, phân biệt toát ra long phượng lực, hóa ra một chuôi ngày tháng trường kiếm, thẳng đánh ra, tiếng xé gió quanh quẩn ở bên tai, thân kiếm hiển hóa ra long phượng hư ảnh, chạy thẳng tới trắng gió đi. Từng cái nhập thần cảnh hậu kỳ, liền thật lấy là rất trâu. Lão tử từng cái đánh bể các ngươi. Xanh lơ đỉnh diệt thiên. Bảo, trắng gió lớn quát một tiếng, hai tay sử dụng bán thần vương khí, màu xanh đỉnh lớn trong thoáng hiện ra một phiến thanh quang, trong thoáng chốc đem gần nửa thương khung che kín, giống như một khối thế giới xây đè xuống vậy, sừng sững đem Diệp Thần và ngày tháng trường kiếm bao phủ, cần phải nhất kích tiêu diệt. Bình bịch bịch, sắc sắc, theo mấy đạo tiếng nổ truyền ra, ngày tháng trường kiếm hướng lên xuyên phá vậy phiến thanh quang, vòng trở lại sau xuyên thủng trắng gió kim thân. Đem lại lần nữa bị thương nặng. Bắt đầu từ bây giờ, ta liền để cho Côn Lôn hư cái này ba chữ vang khắp các ngươi linh võ đại lục. Diệp Thần thân hình nếu như tia chớp, ngay lập tức ra né tránh thanh quang còn sót lại công kích, đi tới trắng gió trước người, nhất kích tịch diệt Phật quốc đánh ra, vô số mất đi Phật văn phun trào ra, giống như nhộng vậy, bọc lại trắng gió. Rất nhanh, Diệp Thần đoạt được màu xanh đỉnh lớn, thân hình nhanh chóng trở lại. Bị mất đi lực bọc lại trắng gió, quanh thân lưu chuyển phối hợp nguyên sắc hào quang, giống như là quanh quẩn từng cái rắn độc vậy, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc suy yếu, một giây kế tiếp, thậm chí trở thành thi thể. 3 giây phút sau, thi thể rớt rơi trên mặt đất, giống như đá lớn ngã vào mặt nước vậy, ngạc nhiên tầng tầng sóng lớn. Không thể nào! Tại sao có thể như vậy? Cố Văn và Huyết Phú thần sắc đại biến, ngưng mắt nhìn thi thể. Tâm thần chấn động. Trắng gió à! Đứng sau bọn họ hai người dưới cao thủ, lại có thể một chiêu không địch lại. Côn Lôn hư không phải rác dưới vị diện sao? Lúc nào xuất hiện cường giả loại này? Ngươi rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, một cổ lạnh như băng cảm giác bao phủ bọn họ. Đây là triệt triệt để sợ hãi. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, cao quý huyết mạch bọn họ. Lại sẽ bị một con kiến hôi đất tiểu tử uy hiếp. Thu thập xong chiến lợi phẩm trở về 6 người, ngưng mắt nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, chố mắt nhìn nhau, lại xem Diệp Thần lúc, đáy lòng lạnh cả người, lông tơ chợt nổi lên. Trắng gió mới 25 tuổi à. Nháy mắt biến thành xương trắng,
há chẳng phải là nói hắn mấy vạn năm thọ nguyên, cũng đã tiêu hao hết. Trước mắt cái này người thanh niên, rốt cuộc cái gì lai lịch, làm sao sẽ như thế cổ quái? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi môn nào phái nào, ta không tin ngươi là Côn Lôn hư thấp các thứ. Nói, có lẽ chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Cố Văn Miễn cưỡng trấn định lại, hỏi Diệp Thần thân thế lai lịch. Hắn bị thương thật nặng, chiến lực chỉ còn lại 1/4, không thể so với Trắng Gió mạnh nhiều ít. Giờ phút này, không thể lại chứa là cường đại, cho dù bên người có rất nhiều thần vương khí, có thể trong cơ thể linh lực đã vô cùng hiếm hoi, thân xác lại bị tổn thương nghiêm trọng, không thể không hạ xuống thái độ, có lẽ có thể để cho Diệp Thần chủ động rời đi. Tiểu tử, trên mình ngươi tựa hồ còn có một loại đặc thù hơi thở, ma khí. Ngươi chẳng lẽ đến từ ma tộc? Huyết Phú trong ánh mắt tràn đầy một cổ tà mị hơi thở, hơi mỉm cười nói, ngươi dùng như vậy ma công, át gặp nhân thần cộng bỏ, nếu như ngươi thức thời được rời đi, chúng ta có thể không truy cứu ngươi trách nhiệm. Cố Văn, ngươi nói là đi. Dĩ nhiên, Cố Văn miễn cưỡng lộ ra nụ cười, nói, vị này tiểu huynh đệ, cảnh giới của ngươi không cao. Chiến lực cũng không kém, chắc hẳn không muốn cùng chúng ta kết thù, chúng ta dành cho ba ngươi kiện bán thần vương khí, thành tựu kết giao lễ vật, sau này có duyên tạm biệt. Hai người ở trao đổi bây giờ, đều là nhìn thấu lẫn nhau trong ánh mắt hàm nghĩa. Bọn hắn bây giờ không cách nào đối kháng thanh niên trước mắt, một khi cùng bọn họ trở lại tông môn bên người, lập tức vận dụng lệnh truy sát tru diệt người này. Bất kỳ dám rình rập bọn họ người, cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ bất quá bọn họ đem sát ý giấu rất kỹ, bề ngoài lại là treo nụ cười nhàn nhạt. Tựa hồ người vô hại. Cho ta ba kiện bán thần vương khí. Bọn họ vốn cho là cái này đủ để đuổi Diệp Thần. Lại không nghĩ rằng, Diệp Thần trực tiếp cự tuyệt. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Diệp Thần nhìn chăm chú vào người nọ, thần sắc biến đổi, sừng sững ra tay, bởi vì, ta toàn bộ đều muốn. Diệp Thần tự nhiên phát giác những người này sát ý. Hắn đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi ở trong lối đi vậy ông già giao phó, linh võ đại lục cực kỳ nguy hiểm, trọng yếu nhất liền là còn sống. Hôm nay hắn đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nếu như trước mặt những người này không chết, vậy lần kế, liền có thể là hắn tuyệt cảnh. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Con đường võ đạo, vô cùng tàn khốc. Không có ai sẽ thương hại tên yếu. Khoảnh khắc gian, Diệp Thần giết ra, đánh ra mấy đạo tịch diệt Phật quốc, đánh chúng 4 người, tuy là không đem đánh cho bị thương, nhưng đem dùng mất đi lực bọc lại, không bao lâu nữa liền sẽ thọ nguyên biến mất mà chết. Ma đầu! Cái này công pháp gì? Lại còn dám đối với chúng ta nổi sát tâm? Mọi người toàn lực ra tay, tru diệt này cùng ma đầu, nếu không chúng ta sẽ mất mạng nơi đây. Cố Văn và Huyết Vũ đều không chữa thương, kết hợp những thứ khác hai vị thanh niên, quyết liên giết ra. Diệp Thần cho bọn hắn cảm giác, quá kinh khủng, phải liên thủ giết hắn. Cố Văn và Huyết Vũ, đều là nhập thần cảnh tầng 8 thiên đỉnh cấp, nếu không phải bởi vì trải qua một trận đại chiến, bị thương thật nặng, trên mình tiên khí cũng đánh nát, chiến lực chỉ còn lại 1/5, nếu không tùy tiện một người ra tay, đều có thể đánh bại Diệp Thần. Bọn họ là nhập thần cảnh tầng 8 ngày không giả. Nhưng là, bọn họ nhập thần cảnh tầng 8 trời, cũng không phải là linh thành nhập thần cảnh tầng 8 thiên có thể sánh ngang. Hai người bây giờ, tu luyện pháp quyết và đại đạo, chênh lệch mặc dù không có thiên địa kém, nhưng vậy lớn vô cùng, chỉ ít đủ để sánh bằng linh thành nhập thần cảnh tầng 9 ngày trước kỳ, đại khái tương đương với Lý Gia lão tổ cái đó cấp cường giả khác, huống chi đánh lại cầm bán thần vương khí. Rào 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 rào. Từng đạo ánh sáng hoa nhảy tới, tựa như tất cả hư hóa hung thú lao nhanh ra. Còn có hai kiện bán thần vương khí làm chủ đạo, kết hợp những thứ khác hai vị đệ tử cửu phẩm tiên khí, lại bộc phát ra gần như nghịch thiên công kích, đem Diệp Thần chỗ cái địa phương kia hoàn toàn đánh thành một phiến phiến trong cái hố sâu, trăm trượng cây lớn hóa thành phấn vụn, một người cao cỏ cây vật đợi một chút, tất cả đều nổ tung hóa thành đầy trời kết tinh thể phân bay ra. Diệp Thần kịp thời lui ra ngoài. Nhưng cũng bị dư âm gây thương tích, trên người ngũ phẩm tiên khí khôi giáp suýt nữa tan vỡ mở. Ngũ phẩm tiên khí khôi giáp, đỉnh hơn chống đỡ được cấp 6 tiên khí công kích, đối mặt Cố Văn bọn họ bán thần khí, căn bản coi là không được cái gì. Bót sát,
Một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Một cái nhập thần cảnh tầng 7 ngày đệ tử, tay cầm cửu phẩm tiên kiếm, xuyên thủng Diệp Thần khôi giáp, đâm thủng Diệp Thần bả vai, hàng loạt máu tươi tràn ra ra, hắn xoay người chợt lại tay trái đánh ra gần 10 quyền, mỗi một quyền cũng đánh vào Diệp Thần trên mình, giống như chùy lớn đánh vậy, tiếng vang chấn thiên. Phốc! Diệp Thần khóe miệng khạc ra một ngụm máu tươi, lui về phía sau mấy bước. Cũng may hắn luyện thể mạnh mẽ, đổi thành người bình thường, tất nhiên chết. Hắn rút người ra một nhát thương đâm ra, bước lui hai người đệ tử, xoay người chạy ra khỏi trong vòng vây. Lần này va chạm, mặc dù bốn người chỉ còn lại chiến lực đều không hơn. Nhưng là, sức chiến đấu là thật mạnh, nơi vận dụng đạo pháp, vượt xa qua Côn Lôn hư thậm chí còn linh thành cường giả. Nhập thần cảnh tầng 7 trời, đều phải làm là nhập thần cảnh tầng 8 ngày qua được đợi, thật may đối phương đã trọng thương. Nếu không Diệp Thần thân xác đã sớm bị đánh bể. Giết! Hắn không gánh nổi. Cố Văn Thần sắc thanh tuyệt, cả người quanh quẩn khí tức lãnh liệt, hai con ngươi nếu như hàn băng, hai tay ở vào trước ngực, điên cuồng vận chuyển linh khí, ngưng tụ ra một chuôi thuần màu trắng tiên kiếm, thông suốt giết ra, thần uy từng cơn, càng lộ ra một cổ quyết tuyệt kiếm khí. Vèo! Màu trắng tiên kiếm chạy thẳng tới Diệp Thần đi, dọc đường xông phá tầng tầng bức tường âm thanh. Phát ra nhọn như ác quỷ vậy tiếng kêu. Diệp Thần đuổi vội vàng nắm được một người đệ tử khác, một cái bị mất đi ánh sáng bọc lại đệ tử, đem ngăn cản ở trước người, chỉ nghe gặp một đạo tiếng nổ, đệ tử kia thân xác vỡ ra, màu trắng tiên kiếm uy thế, lại để cho Diệp Thần lui trên 100 mét. Quả nhiên, rất mạnh. Đây chính là linh võ đại lục người. Diệp Thần bước chân dừng lại, lạnh như băng con ngươi lóe lên một tia cuồng nhiệt. Từ Hoa Hạ đến Côn Lôn Hư, rồi đến Linh Thành, bây giờ lại là bước vào cường giả chân chính mọc như rừng linh võ đại lục. Diệp Thần nói, chính là đối mặt cường giả mà thành. Địch nhân càng mạnh, hắn tiến bộ càng nhanh. Hắn đột nhiên phát hiện, mình thích loại cảm giác này. Chỉ có máu tươi, mới có thể thành tựu hắn sát lục chi đạo. Cố Văn nhìn ra Diệp Thần xu thế suy sụp, cười lạnh một tiếng, trên cao nhìn xuống nói, tiểu súc sinh. Bỏ mặc ngươi là lai lịch gì, cũng không thay đổi được ngươi huyết mạch hèn mọn, ngươi như vậy cuồng ngông, chỉ sợ là rác rưởi kia vị diện thiên đi, nhưng là đến Côn Lôn Hư, ta sẽ để cho ngươi rõ ràng. Chân chính trời, ngươi vĩnh viễn không có tư cách đụng chạm. Bước vào linh võ đại lục, người đời này, chỉ có thể là một con kiến hôi. Một cái ở tầng dưới chót khổ khổ dẫy dụa con kiến hôi. Ngươi tùy thời cũng có thể chết, liền so với bây giờ. Người chung quanh nghe được Cố Văn nói tiếng nói, cũng là nở một nụ cười. Vốn là bọn họ còn lấy là Diệp Thần có hậu thủ gì, bây giờ nhìn lại, loại này huyết mạch rác dưới người, có thể có hậu thủ gì. Bọn họ hiển nhiên đánh giá cao tiểu tử này. Mọi người ở đây cười to đang lúc, nguyên bản nhìn như xu thế suy sụp Diệp Thần lại có thể động. Từng bước hướng Cố Văn đi tới. Màu đen con người tựa như hiện lên lạnh như băng quang. Con kiến hôi, rác dưới vị diện, không có tư cách đụng chạm. Diệp Thần cười, các ngươi biết ta đạo là cái gì không? Mọi người ngẩn ra, Cố Văn và Huyết Vũ lại là nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghi ngờ. Bọn họ thậm chí cảm thấy Diệp Thần có chút buồn cười. Một cái đế tôn cảnh lại có thể và bọn họ kéo cái gì đạo? Người điên không được, còn chưa cùng bọn họ kịp phản ứng. Một tiếng giống giận vang khắp chu vi 5 km. Ta đạo chính là sát lục chi đạo, hôm nay, ta muốn mượn các ngươi lực lượng, bước vào đế tôn cảnh tầng 8 thiên. Diệp Thần hai con ngươi lộ ra vẻ lạnh như băng thần sắc, hắn đại đạo lực, có thể là có thể chiếm đoạt người khác đạo uẩn, vừa vặn dưới mắt cái này mấy người đại đạo lực không kém, càng tăng lên linh thành 13 cái lão già kia. Nuốt diệt bọn họ đạo uẩn và đại đạo lực. Diệp Thần tất thành đế tôn cảnh tầng 8 trời, đến lúc đó chính là đế tôn cảnh tầng 9 ngày nay khả kỳ. Một giây kế tiếp, cuồng phong nổi lên. Diệp Thần trên mình sát cơ lạnh như băng hệt như chiều thủy vậy bắt đầu lan tràn. À! Giết hắn! Sư huynh! Giết hắn! Sư huynh! Cứu chúng ta à! Cứu ta! Sư huynh à! Bên cạnh truyền tới mấy đạo lạnh lẽo tuyệt tiếng kêu thảm thiết, giống như gặp thiên đại hành hạ vậy. Cố Văn và Huyết Vũ quay đầu vừa thấy, lúc ban đầu bị Diệp Thần mất đi ánh sáng đánh trúng mấy người,
toàn thân cao thấp hết thảy đều ở đây lấy tốc độ cực nhanh suy yếu. Đây là, mất đi lực. Thật là mạnh mất đi đại đạo, người này tu ma công, tốc xiết. Cố Văn và Huyết Vũ đồng ý một chút, Diệp Thần không chết, bọn họ tuyệt đối sẽ chết. Lúc này hai người điên cuồng ra tay, chợt vậy ba người ở lạnh lẽo tuyệt trong tiếng kêu gào thê thảm biến thành một cái cổ thi thể, cuồng gió thổi một cái liền vỡ ra, hóa thành đầy trời phấn vụn phiêu tán ra. Ngay cả là mới vừa rồi tập sát Diệp Thần ngoài ra hai cái thanh niên đệ tử, nhìn trong mắt hết thảy các thứ này, cũng lòng vẫn còn sợ hãi, thậm chí linh hồn đều run rẩy. Trước mắt cái này hạ đẳng đồ. Thật chẳng lẽ là ma tộc đại năng hậu duệ? Kéo nhau trở lại. Ba vị thiên chi kiêu tử vậy sư huynh, lại có thể ở ngay lập tức gian chết, sâu hơn chi nổ tung là phấn vụn. Nếu như chúng ta đi lên, một khi bị hắn mất đi lực đánh chúng, há chẳng phải là vậy không chống đỡ nổi bao lâu. Tên ma đầu này, quá kinh khủng. Nếu không, tìm cơ hội, đi. Cái này hai người quanh quẩn ở vòng chiến ra, một mực lại chính diện chống cự Diệp Thần, rất sợ bước vậy ba người theo gót. Dần dần, cái này hai người lại có thể từng bước cách xa vòng chiến, tựa hồ muốn chạy trốn chạy đi. Tự tìm cái chết. Cố Văn và Huyết Vũ thấy vậy, đồng thời ra tay, một con du long và một con phượng hoàng hư ảnh đồng thời bay lên trời, là vận dụng huyết mạch lực, chỉ là không biết là mấy chảy máu mạch, lại có thể mạnh như vậy, khoảnh khắc gian liền đánh chết vậy hai vị nhập thần cảnh tầng 7 ngày đệ tử. Vậy hai vị có thể ở nhiều người như vậy giao chiến trong chém giết may mắn còn sống sót. Tất nhiên cũng là cường giả. Nhưng ở bọn họ hai người hạ, lại có thể không ngăn được một chiêu. Thu hồi chiến lợi phẩm. Thằng nhóc, cút ngay. Cố Văn và Huyết Vũ đồng thời thoát khỏi Diệp Thần, chen lấn chạy tới hai người kia ở địa phương đó. Chàng này hai phái bên trong ngoại môn đệ tử cuộc chiến, tất cả chiến lợi phẩm khác đều ở đây vậy trong tay hai người à. Mặc dù là 8 người thu lấy, nhưng là những thứ khác 6 người cũng đã chết, Cố Văn và Huyết Vũ lại hướng chi tiền Diệp Thần, chiến lợi phẩm dĩ nhiên là bị vậy hai người nơi được. Các vị, ta nói qua, chiến lợi phẩm ta toàn bộ đều muốn. Một đạo tàn ảnh vạch qua Cố Văn và Huyết Vũ trước người, chính là Diệp Thần. Diệp Thần năm ngón tay một chảo, trong tay ngay tức thì xuất hiện một đống càn khôn giới chỉ, sau đó một cái ném tới mình luân hồi mộ địa trong. Chưa kịp đi thanh toán, bất quá vật liệu hơn đến có thể trang bị đầy đủ hơn 10 cái càn khôn giới chỉ, hiển nhiên số lượng vậy vô cùng là khả quan. Khốn kiếp! Cố Văn đôi mắt sắp nứt, liền trực tiếp giận điên lên, giận dữ hét, hèn mọn xúc sinh, đem những thứ kia giao ra. Hèn mọn đồ, đem những thứ đó giao ra, nếu không để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Huyết Phú thúc giục huyết mạch của mình, sau lưng phơi bày ra một con chim sơn ca hư ảnh. Cũng là huyết mạch hiển hóa, nhưng là bảy chảy máu mạch, không cao không thấp. Rào 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 rào. Bên cạnh, Cố Văn vậy thúc giục huyết mạch, sau lưng xuất hiện một tôn cự long hư ảnh, nhưng là có chút không lành lặn, là năm chảy máu mạch. Hèn mọn đồ, dám cướp chúng ta đồ. Ngươi ép chúng ta, tốt, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi an nhàn chết. Cố Văn khẽ quát một tiếng, đem toàn bộ linh khí. Hội tụ ở không trọn vẹn cự long hư ảnh lên, thời khắc này cự long hư ảnh, nhưng cho người một cổ đỉnh thiên lập địa cảm giác, mơ hồ có đạo đạo oai rồng tản ra. Vận dụng huyết mạch lực, nhất là không lành lặn huyết mạch lực, đối với căn nguyên căn cơ đều có tổn thương. Giống như là Ngụy Vô Thành đến lúc, Diệp Thần đối mặt cái đó trần tính võ giả, giống vậy vận dụng không trọn vẹn huyết mạch lực, uy năng chỉ ít so thấp hắn cấp một huyết mạch lực cường đại hơn gấp mấy lần. Cái này còn chỉ ít không trọn vẹn. Cố Văn ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trong lòng oán hận, cũng sắp để cho khí được đầu bốc khói. Chúng ta hai phái vất vả chém giết. Người cái này hèn mọn hạ cùng tạp chủng, lại muốn để cướp đoạt chiến lợi phẩm. Thật khi chúng ta phế vật à. Tốt, ngày hôm nay không để cho người cái này hèn hạ tạp chủng, thật tốt nhận thức một phen cực hình, lão tử cũng không kêu Cố Văn. Lúc này, Cố Văn hai tay nâng lên. Long hư ảnh sau lưng một hai cánh bàng, hơi bay lên không, cao hơn Cố Văn thân hình, hai con long chảo nhưng bộc phát ra cực mạnh khí sát phạt. Tương ứng Huyết Vũ cũng là như vậy, đừng xem sau lưng hắn chim sơn ca hư ảnh, nhưng là màu máu chim sơn ca, phảng phất là từ địa ngục trong vực sâu bay ra ngoài ma chim vậy, đồng thời bùng nổ tuyệt sát nhất kích. Bảy chảy máu mạch và năm chảy máu mạch chênh lệch cực lớn.
Cái này cùng chênh lệch, thậm chí sánh vai đạo nguyên cảnh tầng 9 thiên hòa đế tôn cảnh trung kỳ chênh lệch, đây là đơn thuần huyết mạch áp chế, huyết mạch uy năng. Không giống với Côn Lôn Hư và Linh Thành người, cũng không thượng cổ thần ma yêu tộc hậu duệ, chỉ có thể vận dụng tự thân khí huyết và đan điền chân khí tác chiến. Nhưng là linh võ đại lục võ giả, vận dụng huyết mạch lực, không dựa vào bất kỳ ngoại vật, liền có thể vượt cấp đánh giết kẻ địch, dĩ nhiên, là chỉ máu của địch nhân mạch lực thấp kém mới có thể làm được. Hô hô hô, hô hô, hai tôn hư ảnh, mỗi người sử dụng một cổ huyết mạch lực, hóa thành nước lũ ở đánh thương cương. Giống như là ba cổ năng lượng ánh sáng ở đụng đối phương như nhau, chẳng qua là Cố Văn và Huyết Vũ lấy hai đánh một. Năm chảy máu mạch, không trọn vẹn huyết mạch, xem ra, không cường đại. Diệp Thần giữ vững bình tĩnh, hai tay sử dụng diệt hồn ma thần thương, đầu thương toát ra một cổ thương cương nước lũ, đang cùng hai tôn hư ảnh bùng nổ huyết mạch lực ở chống lại, một cái không trọn vẹn năm chảy máu mạch, một cái bảy chảy máu mạch. Không được. So đấu linh khí, so đấu đại đạo lực, so đấu thân xác cường độ, các ngươi có thể so ta cao hơn ta không thiếu. Nhưng là so đấu huyết mạch lực, các ngươi không đủ phong độ. Dần dần, Diệp Thần bốn phía từng đạo ma quang, dưới chân xuất hiện một phiến phiến sâu thẳm sáng bóng, chung quanh là đầy trời ma khí nơi quanh quẩn, giống như ma tộc chí tôn hạ xuống vậy, sau lưng không có hiện lên hư ảnh, ngược lại là trán chậm rãi hiện ra một cái ánh mắt. Con mắt thứ ba, ác ma mắt, chậm rãi mở ra, một cổ diệt thế ánh sáng sừng sững phát ra, thật giống như muốn tiêu diệt đời vậy. Diệt thế ánh sáng nhanh chóng tính tổng cộng ác ma khí, sừng sững gian hóa thành nhất kích đao cương, vạch qua giữa không trung, trực tiếp chém ở chim sơn ca hư ảnh và cự long hư ảnh lên, chỉ nghe gặp một đạo tiếng nổ truyền ra, hai tôn hư ảnh ngay tức thì vỡ ra, hóa thành sáng chói kết tinh thể bay tản ra tới. Không. Không thể nào, không thể nào à. Cố Văn khàn khàn giống to, thân xác ảm đạm, lại tạm thời mất sức quỳ trên đất. Hắn chưa đủ lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ảm đạm, làm sao có thể, ta có năm chảy máu mạch, đây là trong tam lưu huyết mạch, làm sao có thể bị huyết mạch hắn lực đánh tan, không thể nào. Hạ cùng đê tiện thế giới đi ra ngoài đê tiện tạp chủng, làm sao có thể sẽ có mạnh như vậy huyết mạch. Ta không cam lòng. Ngươi tên gọi là gì, ngươi không phải hạ cùng thế giới ngươi. Nói, hắn gần như khàn khàn gầm thét, ngắm nhìn Diệp Thần, dần dần cảm giác được sợ hãi. Chúng ta cự long huyết mạch, mặc dù không lành lặn, nhưng cũng là năm chảy máu mạch à. Làm sao có thể vừa đối mặt, liền bị huyết mạch hắn lực đánh tan, hơn nữa đối phó liền huyết mạch hư ảnh cũng không có sử dụng tới, ta làm sao có thể bại được làm như vậy giòn. Phốc, thật là mạnh. Các hạ rốt cuộc là ai? Là băng lam gia tộc người. Vẫn là một cái lên cùng tông phái người. Dưới so sánh, Huyết Vũ quần áo bề tan tành, vết thương chồng chất, đã trọng thương đến cực hạn, chỉ sợ một khắc sau liền muốn vẫn diệt. Hắn chỉ là bảy chảy máu mạch, huyết mạch hư ảnh nổ tung, hắn gặp phải cắn trả lợi hại hơn. Huyết Vũ chống bán thần vương khí, miễn cưỡng đứng lên, lộ ra lau một cái cười thảm, nói các hạ lợi hại à? Ta nguyên lấy là lần này là chúng ta cơ hội, lại không nghĩ rằng là các hạ cơ hội, ta sẽ chết bởi các hạ tay, đã như vậy, không bằng các hạ lưu lại tên họ. Hạ nhất thế, có lẽ có thể tìm các hạ so tài một hai. Chính là như vậy nhảy vút chết, vậy được đáng giá. So đấu huyết mạch lực, không bằng Diệp Thần. So đấu binh khí, đối phương có cấp 4 thần vương khí trường kiếm. So đấu cảnh giới. Nhưng là đối phương thấp mình một cái cảnh giới lớn, lại có thể ở trên tay mình chống cự rất lâu, còn không bằng đối phương. Toàn phương mặt không bằng đối phương, đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tới vu trưởng lão và hộ pháp, các trưởng môn. Loại này đại chiến, các trưởng môn một khi rời đi, liền sẽ không lại quản, cũng không cần bỏ qua trưởng môn và các trưởng lão tới cứu mình. Đã là như vậy tàn khốc, không có cao thâm bối cảnh. Không có tuyệt đối cường đại thiên phú, chính là cổ trùng, muốn tiến hành loại này tương tự với nuôi cổ tác chiến, nếu như đắc thắng mà về, tự nhiên sẽ được coi trọng, nếu là không có, vậy nói mệnh, không đáng giá một đề ra. Khốn kiếp! Cố Văn tức giận mắng Huyết Vũ một tiếng, điên cuồng nhìn về phía Diệp Thần, cắn răng nghiến lợi nói, ta cho dù chết, cũng sẽ không để cho ngươi khỏe qua. Một khắc sau,
hắn sử dụng đại đạo, là băng lớn nói, nắm giữ hàn băng lực, vô tận băng xương bắn ra, ta cho dù chết, cũng phải tự bạo, dù là để cho ngươi bị thương, dù là tổn hại ngươi khôi giáp, cũng sẽ không để cho ngươi khỏe qua. Hạ cùng thế giới hèn mọn tạp chủng. Ngươi tan biến ta tương lai, tốt lắm, ta nhảy vút chết cũng không rẻ ngươi. Tự tìm cái chết. Mất đi, Diệp Thần vẫy tay gian phát ra vô số mất đi Phật văn, trực tiếp vỡ nhỏ liền băng xương, thân hình một cái chớp mắt đi tới Cố Văn trước người, sớm đèn đã cạn dầu Cố Văn giờ phút này bị hắn nắm trong tay, giống như sách gà con vậy. Hắn tay trái bao quanh mất đi lực, sừng sững đâm vào băng lớn đạo trong, hết sức cố gắng lấy ra chính giữa đạo uẩn. Đại đạo hình thức ban đầu, nếu muốn diễn hóa là chân chính đại đạo, chỉ có hai cái biện pháp. Cái đầu tiên, mình khổ tu, hoặc là uống đan dược. Cái thứ hai, thu nạp người khác đại đạo và đạo uẩn, chứa đến thân mình đại đạo, lấy này tăng cường và hoàn thiện mình đại đạo. Chỉ bất quá loại thứ hai cực kỳ hiếm thấy. Cần thiên phú và cơ duyên. Mà Diệp Thần không biết là bởi vì huyết mạch nguyên nhân, vẫn là mi tâm ác ma mắt, hắn có thể hấp thu người khác đại đạo. Hô hô hô! Hô hô! Băng lớn đạo trong vô số đạo uẩn lực bị Diệp Thần lấy ra. Rất nhanh, chỉ nghe gặp một đạo tiếng nổ truyền ra, băng lớn đạo gãy lìa, Cố Văn lại gặp đến cắn trả, trực tiếp vẫn diệt. Cố Văn nguyên bản thời điểm đại chiến, cũng đã thương tích khắp người, thân xác không chịu nổi, trên mình hai kiện cấp 7 tiên khí khôi giáp và phi gió đều bị đánh nát, sau đó gặp phải Diệp Thần đòn nghiêm trọng, đi theo lại bị cắt đứt băng lớn nói, không chết cũng không được. Chỉ còn lại một mình ngươi. Ta tên là Diệp Thần, đến từ Côn Lôn Hư. Bây giờ, ngươi cũng có thể chết đi. Diệp Thần quả quyết ra tay, trực tiếp bước ra huyết phũ lửa lớn nói, rút lấy chính giữa đạo uẩn, dùng để bồi dưỡng mình bất diệt kiếm đạo. Theo lửa lớn đạo vỡ nhỏ, bất diệt kiếm đạo vậy hoàn thiện đến 50% chừng. Vẫn là kém một chút. Nếu như hoàn thiện đến 60%, liền có thể lên cấp đế tôn cảnh tầng 8 ngày. Hắn tự nhiên không thể nào thả qua đối phương. Hắn có thể cảm giác được huyết phũ trong mắt sát ý. Đây là một loại thực cốt giá rét. Không nghĩ tới một cái linh võ đại lục, lại liền được như thế nhiều tài nguyên, vậy coi là vận khí. Cái này vốn là một khoản phát tài, chỉ bất quá ý ta bên ngoài nhúng tay, chỉ sợ cũng là ý trời. Chẳng lẽ thiên đạo cũng biết ta và vậy linh vận một năm ước hẹn? Còn có ra ra không tiếc bất cứ giá nào bày ra cục rốt cuộc là cái gì, và luân hồi mộ địa có quan hệ gì? Chẳng lẽ luân hồi mộ địa ra đời liền là dùng để đối kháng cái đó cái gọi là so huyết linh tộc và linh vận còn kinh khủng hơn tồn tại? Diệp Thần quả quyết thu hồi Cố Văn vào huyết phũ càn khôn giới chỉ, đi theo một quyền đánh ra, ở đem đất mặt đánh ra một cổ hố sâu, liên quan và mình tác chiến mấy cổ thi thể đều bị đánh bể, hoàn toàn hủy thi diệt tích, đi theo hướng mặt tây rời đi. Ở Côn Lôn Hư trong, Diệp Thần tùy tiện một quyền đều có thể khai sơn liệt địa, thậm chí một trưởng có thể đánh ra mấy ngàn thước sâu nứt ra cốc, nhưng là ở linh võ đại lục, một quyền chống đỡ chết là có thể trên mặt đất đánh ra chừng 10 mét lớn nhỏ trong cái hố sâu. Quả nhiên, linh võ đại lục linh khí quá mức đậm đà. Đưa đến cỏ cây thực vật điên cuồng sinh trưởng, thậm chí mặt cũng cứng rắn được quá đáng. Được rồi, nhanh lên che giấu hơi thở rời đi. Diệp Thần đi ngang qua một cánh rừng, xa xôi nhìn đối diện có tọa thành lớn, liền nhanh chóng chạy tới. Ở linh võ đại lục trong, lấy hắn cảnh giới không thể phi hành, càng không thể nào làm được hóa thân là quang đi đường. Linh võ đại lục trọng lực và sức hút, ít nhất là Côn Lôn Hư gấp mấy chục lần, nhìn dáng dấp, không tới thần vương cảnh, ngự không phi hành là không làm được. Rất nhanh, Diệp Thần trốn chạy vậy phiến chiến trường, đi tới chỗ tòa này thành lớn bên trong. Chỗ tòa này thành lớn cùng lúc ban đầu ở Bắc Vực tiến vào thành trì như nhau, kiến trúc phong cách và Côn Lôn Hư kém không nhiều, nhà lầu không cao, nhưng là vô cùng to lớn. Mỗi một tòa thậm chí cũng tràn ngập trận pháp hơi thở. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 65.